Chương 2022 Thiên Khải Đại Loạn Đấu 3 Nguồn Mê Truyện Audio com Khi Bạch Hổ Đế Quân Điên cùng thúc giục 99 khỏa sát lục niệm châu toàn bộ hủy diệt, mình mong thiên địa đều giống như muốn biến thành vết chốc hải dương, khương nghị lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nội bộ sinh cơ tiêu hao to lớn, nhưng bề ngoài nhìn phi thường hoàn chỉnh. Tình cảnh này có thể nào không khiến người ta kinh dị? Bạch Hổ Đế Quân đều ngây ngẩn cả người, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, thậm chí đối với thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Đúng lúc này khác, Khương Nghị toàn lực ngưng tụ sát sinh triều dân chỗ thủng mà ra, vô tình che mất Bạch Hổ Đế Quân còn cắm liệt thần đầu. Bạch Hổ Đế Quân kêu thê lương thảm thiết, ý thức cùng linh hồn triệt để bị trọng thương. Giờ khắc này, Khương Nghị lấy đế cảnh nổ tung thiên uy, triệt để thương tổn tới tôn này 30, năm Bạch Hổ Đế Quân. Oanh. Khương Nghị sau cùng bản thân thức tỉnh, nổ tung giống như bàn bạc sinh cơ quét sạch toàn thân, cấp tốc khôi phục thực lực, hắn hai cánh chấn kích, hiện ra lăng thiên tật tốc, kéo lấy bạch hổ đế quân đuổi giết nơi xa đông hoàng như ảnh ngay tại cấp tốc ngưng tụ vòng xoáy không gian. Bạch hổ đế quân, thương huyền, hoan nghênh ngươi. Đông hoàng như ảnh kiệt lực chống ra hư không đồ đằng, một cổ cực điểm cuồng giả vòng xoáy không gian ầm vang bộc phát, giống như ác long cuồng cuồng, bành trướng bạo động, đối diện che mất bạch hổ đế quân. A a a. Bạch hổ đế quân ở không gian thông đạo bên trong thống khổ lấy, kêu thảm, trong lúc thoáng qua liền bị cưỡng ép đưa ra mấy ngàn dặm. Khương Nghị cắt gao bóp lấy Bạch Hổ Đế Quân, đem nó vây ở không gian thông đạo bên trong, tiếp tục hướng về phía trước chuyển di. Nhưng là, cực điểm điên cuồng Bạch Hổ Đế Quân tại vô tận trong hỗn loạn kích phát bạo tổ huyết mạch. Bạch Hổ bạo tổ không thể nghi ngờ là thiên hạ hung thú tất cả bạo tổ truyền thừa tổ tông, càng là cùng Chu Tước Thủy tổ ấn ký, Long tộc long tinh truyền thừa cùng so sánh tuyệt thế chiến kỹ. Trong chốc lát phóng thích, để hắn triệt để lâm vào trong điên cuồng, ý thức đánh mất, khó phân địch ta, cũng làm cho tấp nập trọng thương thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. âm ầm sát phạt chi khí sôi trào, hóa thành vết chốc xiên xích, như ức vạn lôi đình cùng kích bát phương. Đông Hoàng như ảnh toàn diện thúc dục không gian thông đạo lần nữa sụp đổ, hình thành vô số không gian loạn lưu. Khương Nghị tại chỗ bị tung bay ra ngoài, bị không gian loạn lưu kéo ra mấy trăm dặm. Mà kinh khủng sát phạt chi khí thậm chí che mất Đông Hoàng như ảnh, đem nó vô tình đánh bay ra ngoài. Rống. Bạch Hổ Đế Quân thoát khốn, ngẩng đầu thét dài, mặc dù ý thức rối loạn, triệt để mê thất bản thân, nhưng mấy vạn dặm sơn hà cũng vì đó bạo động, sát lục cuồng triều giống như như đại dương sôi trào lao nhanh, toàn bộ thế giới đều giống như tại hắn gào thét cùng dưới sự phẫn nộ rung lẩy bẩy. Âm âm tiếng vang, trên trời cao, thâm không bên trong, hiện lên thần bí mà quỷ dị hào quang, xen lẫn thành sát lục thiểm điện, phô thiên cái địa che mất hắn, cùng hắn đế huyết đế cốt, thậm chí là đế hồn, sinh ra mãnh liệt cộng minh. Răng rắc. Bạch hổ đạp tan mặt đất, sụp đổ mênh mông mấy ngàn dặm sát na trùng thiên bạo tẩu bên trong khóa chặt phía trước duy nhất sinh linh đông hoàng như ảnh liệp thần thương khương nghị vừa mới ổn định trùng thiên bạo khởi cách mấy trăm dặm thét ra lệnh liệp thần thương âm âm liệp thần thương mãnh liệt quấy đè ép bạch hổ đế quân đầu đánh phía mặt đất cưỡng ép ác chế đang muốn đập ra đi chiến khu nhưng là cực điểm tàn bạo bạch hổ đế quân đã mất lý trí ngang nhiên dẫn nổ vướng bận đầu thôi động đầy trời sát lục cùng triều bạo kích liệp thần thương trong chốc lát cực hạn bộc phát, vậy mà cưỡng ép nắm trong tay liệt thần thương, khiến cho nó bá liệt thay đổi tuyến đường, đuổi giết Đông Hoàng như ảnh. Bạch Hổ Đế Quân thực lực tăng vọt mấy lần, triệt để tiếp quản sát lục pháp tắc. Liệp thần thương nhận lấy khống chế. Đông Hoàng như ảnh tế lên hư không đồ đằng, cưỡng ép chặn đường, đồng thời mở ra tự tại vũ trụ cùng vạn cổ thiên thu, trong một chớp mắt, đại tinh u u, tinh hà lao nhanh, mang đến vô hạn vũ trụ mênh mông đại thế, cũng kéo đến mênh mông tuế nguyệt chiêu thiên thần ma. Âm âm. Liệp thần thương xuyên qua đồ đằng vòng xoáy, nhanh kích cửu trọng tinh hà, cuối cùng xuyên qua thần ma thủ hộ, đuổi giết Đông Hoàng Như Ảnh. Để binh chi uy, viễn siêu Đông Hoàng Như Ảnh. Bất quá, liên tục ba tầng thủ hộ, cùng liệp thần thương chính mình mãnh liệt chống cự, để nó đang đổ nát Đông Hoàng Như Ảnh trước một khắc ngành sinh sinh ngừng. Nhưng là, dù vậy, đập vào mặt sát phạt triều dân vẫn là đem nàng xé huyết nhục mơ hồ, linh hồn gào thét. Như Ảnh, chịu đựng. Còn lại ba vạn dặm. Tiếp tục cho hắn tạo đường. Chúng ta, không có khả năng bại. Khương Nghị vỗ cánh bạo kích, đuổi giết Bạch Hổ Đế Quân, lời trảo quét ngang, hủy diệt bạo động, hai cánh như đao, chém chết vạn đạo, nương theo lấy sôi trào liệt diễm, Khương Nghị cùng Lâm vào bạo tẩu Bạch Hổ Đế Quân giết tới cùng một chỗ. Bạch Hổ hét giận dữ, không có ý thức, chỉ còn lại điên cuồng, trở nên cực điểm hung tàn cùng bạo ngược, thậm chí lúc nào cũng có thể kéo lấy Khương Nghị đồng quy vu tận. Đông Hoàng như ảnh toàn thân máu thịt be bé bét, nhưng vẫn là cố nén suy yếu cùng thống khổ, lần nữa xen lẫn lên không gian thông đạo tại năm đó thương huyền đại chiến thời điểm, nàng liền lĩnh giáo qua bạch hổ nhanh nhẹn dũng mãnh, cho nên thiên khải chiến trường muốn oanh sát đế quân cấp bạch hổ hoàn toàn không thực tế, cho nên chỉ có thể đem nó đưa đến thương huyền, lấy đến ngấn kích phát, đưa hắn xâm nhập vũ trụ. Cùng lúc đó, đăng thiên kiều chung quanh, phô thiên cái địa lôi triều bao phủ lấy huyền vũ thái tổ, cũng cho ngoài vàng dặm trấn áp huyền vũ đế quân thiên hậu bọn hắn mang đến thê thảm đau đớn tổn thương, nhưng đông hoàng như ảnh rút lui, bọn hắn nhất định phải gấp bội điên cuồng, không tiếc đại giới trấn áp huyền vũ đế quân thái sơ đế quân cũng lâm vào điên cuồng tấp nập chôn vùi khương thương hình thành tự nhiên lĩnh vực nhưng là tinh linh đế quân thoát khốn dung hợp đầu lâu đằng sau liên thủ khương thương duy trì tự nhiên lĩnh vực tinh linh đế quân mặc dù suy yếu nhưng chung quy là cái đế quân dù là chỉ là phát huy ra ba thành thực lực phối hợp khương thương đồng dạng có thể cuốn lấy thái sơ đế quân thảm nhất huyết ma đế quân nơi đó sáu tôn thủy tổ phân thân điên cuồng luyện hóa liên tục không ngừng dung luyện lấy huyết nhục của hắn trái tim cùng linh hồn bị trọng thương, ngay cả đầu cũng bị mất, càng làm cho tha phương phương diện mặt đều lâm vào bị động. Huyết ma đế quân trước đó danh xưng ma tộc thứ nhất đế quân, kết quả chật vật đến như vậy tràn cảnh. Rốt cục, khi bạch hổ đế quân gào thét truyền đến nơi này, cái này cường hãn lại xui xẻo huyết ma đế quân rốt cục trong lúc hỗn loạn bộc phát. Trái tim không có, rất khó diễn biến huyết ma phân thân, hiện ra truyền thừa mạnh nhất, nhưng hắn trực tiếp thiêu đốt huyết nhục của mình, cưỡng ép diễn biến, dẫn động huyết đạo pháp tắc, muốn mạnh mẽ phá vỡ cái này hủy diệt luyện lô nhưng là tại phát giác được hắn dị thường thời điểm sáu tôn thủy tổ phân thân không chần chờ chút nào trước một bước thả ra chính mình dài đến mười mấy phút điên cuồng dung luyện để sáu tôn thủy tổ hấp thu rộng lượng đế huyết huyết khí càng thêm bành trướng thực lực cường hãn hơn bọn hắn nghiêm nghị tiếng gáy to trùng thiên bạo khởi khống chế hủy diệt luyện lô thẳng tới sâu trong vũ trụ sau đó âm âm sáu tôn thủy tổ phân thân toàn diện tự bạo lấy huyết nhục chi khu diễn biến hủy diệt pháp tắc chân ý trong chốc lát phóng thích, để bọn hắn tự mênh mông hệ thống thế giới dẫn tới ngọn nguồn hủy diệt, rót vào chính mình, càng rót vào luyện lô. Cực hạn bạo tạc phản phất kiêu dương sụp đổ, sáng chói cường quan chiếu thấu vũ trụ, càng chiếu thấu thiên khải chiến trường. Đinh tai nhất ốc thanh triều giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, quanh động thiên địa hệ thống, đánh thẳng vào ức vạn sinh linh, không có gì sánh kịp hủy diệt chân ý triệt để quán chú đến huyết ma đế quân trên thân. Cái này không may tới cực điểm huyết ma đế quân lần nữa lọt vào hủy diệt trùng kích, tự xưng là cường hãn chiến khu trực tiếp vỡ vụn thành mười mấy đoạn, huyết nhục văn tung tóe bốn chữ dùng tại trên người hắn thật sự là lại thích hợp cực kỳ. Mà bàn bạc huyết khí cũng bị kinh khủng liệt diễm phần diệt mãn lớn. Lần này không chỉ là trọng thương mà là tàn phế. Triệt để tàn phế. Phần thiên thần hoàng. Người sai lầm lớn nhất chính là chọc giận ta. Huyết ma đế quân linh hồn phát ra thê lương đến cực hạn gào thét, phân tán thân thể tàn phế liên tiếp vặn vẹo, tại lưu lại máu tươi dẫn dắt dưới, liên tiếp chấp vá đến cùng một chỗ. Mặc dù vô cùng thê thảm, nhưng lửa giận bị triệt để nhóm lửa. Âm âm. Huyết ma đế quân cùng hống, sôi trào còn thừa không nhiều máu tươi, ngàn nhiên đuổi giết thiên khải chiến trường, mục tiêu trực chỉ xa xa thần ma chiến trường. Hắn là huyết đạo chí tôn, đối với máu tươi khống chế không ai bằng, không chỉ có là chính mình, càng là đối với tay. Hắn muốn thôn phệ cái kia hơn 30 vị thần ma, trở lại đỉnh phong. Hắn muốn giải thoát huyền vũ đế quân, một lần nữa khống chế chiến trường. Huyết ma đế quân, tới. Huyền vũ đế quân cùng giả đông đưa chiến khu, chống cự lại các thần ma thế công, rung chuyển lấy hư không chi môn. Nhanh, nhanh nhanh nhanh. Thái sơ đế quân cũng toàn diện bộc phát, lật qua kiềm chế lại tinh linh đế quân cùng khương thương, chỉ cần huyết ma đế quân giết tiếng thần ma chiến trường, toàn bộ chiến cuộc đều đem nghịch chuyển. Khương diễm bọn hắn đều có chút lúng cuốn, một khi nơi này cục diện sụp đổ, hôm nay thật vất vả duy trì quyền chủ động đem thất bại trong gan tất. Khương nghị đâu? Chu Thanh Thọ bọn hắn theo bản năng chờ mong Khương Nghị có thể giết trở lại tới. Hắn tại trấn áp Bạch Hổ Đế Quân, đừng cho hắn phân thân. Chính chúng ta chiến trường, chính chúng ta thủ hộ. Thiên hậu lần nữa đứng ở phía trước, nghiêm nghị hét to. Hồng hoang thiên long, thôn thiên ma hoàng, lý dần, hồng võ thiên thần, theo ta. Nên chiến huyết ma đế quân. Còn lại toàn thể thần ma, cho ta ngăn chặn huyền vũ đế quân, chờ tinh linh đế quân thoát khốn. Các ngươi cứ việc đi. Con bà nó, thật coi chúng ta thần ma là quả hồng mềm sao. Ngăn chặn hắn. Toàn bộ thần ma nhau nhau bạo khởi, cùng loạn gầm thét, không quan tâm phóng thích, giờ khắc này bọn hắn, toàn bộ thiêu đốt huyết nhục, điên cuồng phóng thích. Dù là sau trận chiến này yên lặng mấy chục năm, cũng không tiếc. Chương 2023 Thiên Khải Đại Loạn Đấu 4 Nguồn Mê Truyện Audio Com Hồng Hoang Thiên Long, theo ta chủ công Thôn Thiên Ma Hoàng, luyện hắn ma huyết Hồng Võ Thiên Thần, thủ hộ Thôn Thiên Ma Hoàng Lý Dân để cốt nên dùng Thiên hậu dứt khoát đuổi giết thăm không âm dương hai cánh đông đưa, tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, dẫn đầu nghênh kích ngay tại tới gần ngập trời huyết hải. Thiên Long, đưa ta. Lý Dần thoát ly chiến trường, bay lên không bạo khởi. Ngồi vững vàng. Hồng Hoang Thiên Long vững vàng chở ở Lý Dần, khoan hậu hư vô hai cánh đánh trách tả tơi thâm không, tốc độ nhanh đến cực hạn, phản phất không gian vượt qua giống như siêu việt thiên hậu, dứt khoát cự ngươi va vào mênh mông huyết hải. Các vật nhỏ, đem máu tươi cho ta. Huyết Ma Đế Quân Linh Hồn Tây Khiếu, nhấc lên huyết hải trăm ngàn nặng, như sôi trào biển động liên miên bất tuyệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên va chạm hồng hoang thiên long cùng lý dần, bên trong tràn ngập huyết ma đại đạo trong nháy mắt liền nắm trong tay máu tươi của bọn hắn, từ mạch máu đến trái tim, huyết dịch phản phất tùy thời đều muốn toàn bộ bị rút ra ra ngoài. Hồng hoang thiên long cùng lý dần thống khổ càng sợ hãi, đế quân chung quy là đế quân, cho dù trọng thương thành dạng này, còn có thể thao túng bọn hắn. Nhưng là... cho ta... bảo... Lý dần thôi động còn lại sáu viên đế cốt, hướng về chung quanh phương vị cưỡng ép tiêu xạ đế cốt cùng hắn ý thức tương thông, dũng động cực hạn hỗn loạn đế uy, năng lượng cường đại, quy lực bá đạo, thời khắc này phía trước dẫn bạo, trong nháy mắt câu thông hỗn loạn pháp tắc. Tại cái này thiên khải chiến trường, pháp tắc cảm ứng xa so với phía dưới mạnh hơn mấy lần. Sáu viên đế cốt ầm vang bộc phát, đầu tiên là phồng lên, lại là sụp đổ, sau đó dẫn dắt đến hỗn loạn pháp tắc, lập tức toàn diện dẫn bạo. Sáu cổ hỗn loạn triều cường tại huyết hải chỗ sâu nổ tung, vô tình lật ngược ầm ầm lao nhanh huyết hải. Hồng Hoang Thiên Long thoát khốn, tốc độ tăng vọt, đối diện vết tới huyết ma đế quân trước mặt hồng mông thiên bi quan mang vạn trượng thẩm phán càng không vạn đạo cầm giữ thời không thậm chí cắt đứt huyết ma đế quân cùng đại đạo ở giữa cảm ứng mặc dù chỉ là tạm thời nhưng là đầy đủ thiên hậu vết tới gần không để ý sinh tử trực diện huyết ma đế quân Rống. thông thiên ma hoàng hình thể tăng vọt nhấc lên thôn phệ triều dân điên cuồng xé rách lấy bị hoắc loạn mênh mông huyết hải nhanh 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 nuốt a có thể nuốt bao nhiêu là bao nhiêu nhanh 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 Hồng Võ Thiên Thần cũng bị mất thường ngày phong thái, lo lắng thúc giục thôn thiên ma hoàng. Huyết Ma Đế Quân đã bị trọng thương, những này huyết hại chính là hắn còn thừa không nhiều bản nguyên, nuốt luyện càng nhiều, Huyết Ma Đế Quân uy hiếp lại càng ít, bọn hắn ngăn lại Huyết Ma Đế Quân hy vọng lại càng lớn. Đều chán sống. Huyết Ma Đế Quân phẫn nộ đến run rẩy, đầu tiên là bị tập kích, lại là bị tạt nát, tiếp lấy lại bị mấy cái siêu thần vây quét, hắn hôm nay không chỉ có chật vật, càng là đem huyết ma tộc mặt mũi cho mất hết. Cực hạn phẫn nộ, cực hạn bộc phát huyết ma đế quân trung chuyển hồng mông triều dân cũng không đi đón quản pháp tắc trực tiếp lấy đế khu ác chiến thiên hậu tàn phá huyết mạch của nàng bất luận cái gì một đạo bạo kích chỗ nương theo ba động đều cho thiên hậu máu tươi mang đến tổn thương cực lớn không phải huyết dịch ngược dòng chính là máu tươi mất khống chế ngắn mũi mấy chục hồi hợp bạo kích để nàng hư vô chiến khu bên trong huyết mạch phá hủy hầu như không còn thi triển truyền thừa đều trở nên trệ chậm khó kế kết thúc huyết ma đế quân bộc phát huyết hải triều dân vén lui trọng thương thiên hậu gầm lên giận dữ huyết triều cuồn hóa thành lít nha lít nhíp chiến mâu, vô tình quán xuyên thiên hậu, pháp tướng thiên địa, biến thành cử hình chiến khu. Trong chốc lát biến cố, để vừa mới tháo chạy hồng hoang thiên long, lý dần, thậm chí là xa xa thông thiên ma hoàng cùng hồng võ thiên thần đều sắc mặt kịch biến. Cái thứ nhất, huyết ma đế quân toàn thân kịch liệt bốc lên, sẽ rách huyết hải mãnh liệt lui lại, đem vùng vẫy dãy chết thiên hậu toàn bộ dung nhập vào trong thân thể. Đem nàng phun ra. Hồng hoang thiên long cùng nộ, chở đi hồng mông thiên bi dết tới gần, hồng mông quan mang nở rộ, thân thể bỗng nhiên khô quắt thực lực bộc phát đến cực hạn, gần như hoàn toàn hư hóa. Long văn hóa rồng, lắc lư càng khôn, phản phất vạn đạo gia thân, lấy phá hủy thiên địa, thẩm phán chúng sinh chi uy, đối diện đánh lui huyết ma đế quân. Thông thiên ma hoàng ở phía xa gào thét, trước đó thông vệ toàn bộ ma huyết tuôn trào ra, hóa thành ngàn vạn trọng quyền, như là sao chổi xẹt qua thăm không, lít nha lít nhít bạo kích huyết ma đế quân. Đến a, à, đánh a. À. Nho nhỏ siêu thần cũng dám vây quét đế quân. Huyết ma đế quân ngành kháng thế công, điên cuồng dung luyện trong thân thể thiên hậu. Thiên hậu không chỉ có cảnh giới cao, thực lực mạnh, có được gần như 10 đại yêu thú sinh cơ, càng quan trọng hơn bên trong còn có hán viên kia đang bị luyện hóa trái tim. Một khi dung hợp, thực lực nhất định cấp tốc khôi phục. Xin lỗi rồi. Thiên hậu trong lúc hỗn loạn dứt khoát phóng thích chính mình, muốn giải trừ một vị nào đó khế ước thú khế ước. Lấy mạng đổi mạng, lần nữa khôi phục, sau đó từ nội bộ bạo kích. Nhưng là, thiên hậu đột nhiên giật mình, Huyết ma đế quân trong thân thể nghiễm nhiên chính là huyết đạo pháp tắc vực sâu, đang nhanh chóng tan rã lấy huyết mạch của nàng, các đứt cùng phía ngoài tất cả liên hệ. Thân thể của nàng bắt đầu hòa tan, huyết dịch phá thể mà ra, ngay cả đang cố gắng trấn áp cùng hấp thu trái tim kia, đều muốn một lần nữa lao ra. A. À. Thiên hậu kêu thê lương thảm thiết, đau đến không muốn sống, huyết dịch ngược dòng, trái tim xông loạn, nàng phản phất muốn triệt triệt để để nổ tung. Hồng Hoang Thiên Long bọn hắn nhau nhau bảo tẩu, toàn bộ dốc tới gần. Đến a, à, đánh a. À ai cũng đừng chạy. Huyết ma đế quân linh hồn gầm thét, chỉ cần luyện thiên hậu, hắn đem thực lực tăng nhiều, mấy cái này. Một cái đều đừng chạy không được. Lui ra. Hoác loạn thời khắc, một tiếng bạo hống vang vọng vũ trụ. Khương thương chấn vỡ thăm không, sôi trào cùng cuộn quan triều, giống như là sáng chói kiêu dương hoành hành mà tới. Âm âm tiếng vang. Cường quan đại bạo động, như kiêu dương nổ tung, trải rộng ra vô tận thăm không, chiếu rọi vũ trụ mịt mờ, ba động khủng bố khuấy động không dứt. Khương Thương lấy vô địch tốc độ dết tới chiến trường, cùng bạo phóng thích đem Hồng Hoàng Thiên Long bọn hắn toàn bộ tung bay ra ngoài. Mênh Mông Quan Hải tiếp tục bạo động, giống như là trải rộng ra Mênh Mông Sơn Hà Hòa Quyển, lộng lẫy đến cực hạn, sáng chói đến thần bí, lại như là hỗn độn cuồn cuộn, thiên địa sơ khai, vạn vật hình thái đang diễn biến thành hình. Khương Thương bằng vào nguyên thủy đế mạch đặc biệt khống chế, tại giết tới thời khắc, diễn biến ra hoàn chỉnh bốc lên thế giới tự nhiên. Sau đó, âm âm, tự nhiên bốc lên, bành trướng diễn biến, sau lưng khương thương hội tụ thành tinh mỹ tuyệt luân rộng rãi cung tiễn thân cung lộng lẫy lộng lẫy càng cùng thế giới tự nhiên hệ thống cộng minh trường tiễn như gió lốc bốc lên quang mang như ngân hà lao nhanh bên trong sơn hà họa quyển kịch liệt quay quanh toàn thịnh đế cảnh toàn thịnh bạo kích huyết ma đế quân muốn giãy dụa nhưng là khương thương phía sau hai cánh giống như là bàn tay vô hình xé rách ở vũ trụ mịt mờ đem hắn ngành sinh sinh định ở nơi đó cặp kia cánh lớn không chỉ là đại biểu cho tốc độ càng là khống chế thương khung pháp tắc có thể giam cầm thiên khải cho ta thủ lấy. Khương thương gào rít, giam cầm không gian đồng thời, cường thế thả ra tự nhiên sát tiễn. Âm âm bạo động, tự nhiên sát tiễn giống như là mở ra vạn cổ tinh thần, diễn biến mênh mông sơn hà hòa quyển, dũng động mênh mông thế giới tự nhiên đại đạo, vô tình đánh vào huyết ma đế quân trên thân. Huyết ma đế quân thương thế quá nặng đi, thực lực không kịp đỉnh phong ba thành, có thể đối cứng siêu thần, lại không phải toàn thịnh đế cảnh đối thủ. Dãy mà không thoát phía dưới, thật chỉ có thể ngoan ngoãn thụ lấy. Phốc phốc, sát tiễn bao phủ huyết ma đế quân tàn phá chiến khu, giống như là toàn bộ thế giới đánh vào trên thân, kinh khủng bạo kích năng lượng trùng kích huyết nhục hài cốt. Vừa mới mở ra thân thể, lần nữa chia năm xẻ bảy. Tới gần tuyệt cảnh thiên hậu thuận thế thoát khốn, mông lung trong ánh mắt lấp lóe chính là khương thương cao tới ngàn trượng tinh linh chiến khu, còn có sông hoàng kia cuốn thương khung phong bạo hoa lệ hai cánh. Giết hắn. Khương thương không có thừa thắng sông lên, mà là quả quyết triệt thoái phía sau. Thần hoàng hai cánh khuấy động thương khung phong bạo, vần quanh thương khung pháp tắc, tốc độ siêu tuyệt, đình tai nhức ốc, tật tốc vết trở lại thiên khải chiến trường. Hắn là cưỡng ép thoát ly chôn vùi chiến trường, tinh linh đế quân chính mình kéo không nổi thái sơ đế quân quá lâu. Chương 2024 Thiên khải đại loạn đấu, 5 Nguồn Mê truyện audio com Tốt Hồng hoang thiên long phấn chấn gào thét, không lo được đau xót, bằng nhanh nhất tốc độ nhào về phía phân tán huyết ma thân thể tàn phế. Đều cho ta ném qua đến. Thông thiên ma hoàng cùng hống vũ trụ, hình thể tăng vọt gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần. Cuối cùng đạt tới vạn trượng chi cự, toàn thân hư vô cùng cuộn, thôn thiên nạp địa, phản phất đem vũ trụ đều cho nhập trong đó. Thông vệ chi uy cùng cuộn không dứt, tán loạn đế huyết cùng thân thể tàn phế, đều giống như nhận dẫn dắt giống như hướng nơi này hội tụ. Trở về. Huyết ma đế quân đế hồn gào thét, quay quanh tại thân thể bên trong pháp lệnh thân thể tàn phế, nhưng lý dần, hồng võ thiên thần đang nhanh chóng xuất kích vỡ nát lấy phụ cận thân thể tàn phế, đánh thành mảnh vỡ, đánh thành bụi, nhìn ngươi như thế nào chấp vá. Hồng Hoang Thiên Long, các đức hắn huyết ma đại đạo. Thiên Hậu mãnh liệt lắc đầu, khôi phục thanh tĩnh về sau, hóa thân siêu cấp chiến thú, điên cuồng dung luyện lấy trong thân thể vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa huyết ma trái tim, duy trì lấy hoàn chỉnh hư hóa chiến khu, đuổi giết huyết ma đế quân. Huyết ma đế quân, ngươi có thể từng nghĩ đến có một ngày này. Hồng Hoang Thiên Long chở đi Hồng Mông Thiên Bia, diễn biến cực hạn Hồng Mông thế giới, trấn áp huyết ma đế quân xua đuổi a a a huyết ma đế quân phát cùng bạo động cao ngạo nửa đời chưa từng khuất nhục đến trình độ như vậy a à, cái rắm ngươi nhất định phải chết hồng hoang thiên long không quan tâm hấp thu hồng mông chi uy tiếp tục trấn áp tiếp tục quấy nhiễu đều mẹ nó đánh thành dạng này lão tử lại trấn không được làm bậy hồng hoang thiên long làm bậy hồng mông chi chủ tại huyết ma đế quân bôn tập lọc vào thảm liệt chặn đánh thời điểm thái sơ đế quân nắm lấy cơ hội vọng tưởng triệt để giết tinh linh đế quân nhưng là tinh linh đế quân há lại nói dết liền có thể dết, lại thế nào suy yếu, ngắn mũi bộc phát hay là rất cường hẳn. Huống chi? Khương thương tốc độ quá nhanh, hai cánh khống chế thương khung pháp tắc, để uy thi triển phía dưới, tốc độ hoàn toàn cùng đông hoàng như ảnh tương xứng. Cho nên, khương thương đi đột nhiên, tới tấn mảnh, trước trước sau sau bất quá vài phút mà thôi. Khi tinh linh đế quân sắp không kiên trì nổi thời điểm, nhanh nhẹn dũng mảnh tàn bạo khương thương trở về. Thái sơ đế quân cơ hồ phát điên, hối hận trước đó vậy mà không có triệt để giết tinh linh đế quân nhưng lúc đó không phải là không muốn giết tinh linh đế quân, mà là cân nhắc đến đế quân vừa chết, tất cả tinh linh tộc, nhất là thiên nghi sẽ có cảnh giác, đánh cỏ động rắn, cho nên chỉ là đang hấp thu năng lượng, dùng hết khả năng ép đến yếu nhất. Nhưng vô luận như thế nào, không có giết tinh linh đế quân ác quả để cho hắn toàn bộ tiếp nhận. Một bên khác, huyền vũ đế quân điên cuồng chống cự, cuối cùng vẫn là tại kiều vô hối bọn hắn cuồng loạn dưới sự điên cuồng, ngành sinh sinh đè ở. Cục diện, cũng rốt cục tại thời khắc này nghịch chuyển. Bởi vì, Khương Nghị đem Bạch Hổ Đế Quân ép đến Thông Thiên Tháp cùng Thiên Khải chiến trường bạn bạc chỗ. Bạch Hổ Đế Quân bạo tẩu, kích phát huyết mạch tiềm lực, thực lực tăng vọt mấy lần, ba phen mấy bận đem Khương Nghị trọng thương. Bình thường mà nói, Bạch Hổ Bạo tẩu là đối với kháng chu tước thủy tổ ấn ký. Khương Nghị thủy tổ ấn ký đã dùng tại huyết ma đế quân nơi đó, nhất định lâm vào bị động. Nhưng là, Khương Nghị bất diệt thiên thể cũng không phải ăn chay, song đế mạch toàn diện bộc phát, tăng thêm cường đại chiến trường lực khống chế hay là dẫn dắt đến đánh mất ý thức bạch hổ đế quân không ngừng hướng mục tiêu ký định chuyển di. Đông Hoàng như ảnh liên tiếp ngưng tụ 13 lần không gian thông đạo. Lần lượt bị vỡ nát, lần lượt đoàn tụ, cũng lần lượt bị trọng thương huyết nhục mơ hồ. Nàng điên cùng bộ dáng nào có bình thường dịu dàng cao quý, hoàn toàn là chiến đấu tên điên. Huyết nhục bay lả tả, tóc dài loạn vũ, sắc nhọn tê khiếu, điên cùng phóng thích. Cũng là nàng không sợ chết trạng thái, phối hợp khương nghị trong thời gian ngắn nhất trước sau trùng kích 10 vạn dặm chiến trường, đem Bạch Hổ Đế Quân dùng đến hoàn toàn mới Thiên Môn cấm khu. Bạch Hổ Đế Quân, ta tà tại Thiên Khải chờ ngươi trở về. Khương Nghị kịch liệt bốc lên, diễn biến ức vạn hỏa vũ, hỏa vũ bạo động, hóa thành liếc nha liếc nhít chu tước, chu tước vỗ cánh, kịch liệt bốc lên, sôi trào liệt diễm, càng phun trào hủy diệt pháp tắc. Trong chốc lát phóng thích, phản phất ức vạn chu tước dẫn động ức vạn lôi đình, quán thông lấy toàn bộ thế giới hủy diệt hệ thống, hướng phía táo bạo Bạch Hổ Đế Quân phô thiên cái địa bao phủ, liên miên bất tuyệt, tiếp tục không ngừng bạch hổ đế quân kịch liệt bốc lên, lại bị ép tới tầng tầng lui lại. Đông hoàng như ảnh ở phía xa trải rộng ra sau cùng vòng xoáy không gian, thoáng qua biến mất. Bành. Bạch hổ đế quân thối lui đến vòng xoáy chỗ, giống như là giả thú rơi vào bẫy rập, lập tức bị bạo động không gian triều dân bao phủ, cưỡng ép xé rách đến ngoài trăm dặm. Âm âm. Thông thiên tháp cùng khương nghị ý thức tương thông, sáng chói cường quan như vạn long lên trời, từ thương huyền đại lục thẳng tới cửu thiên chi đỉnh, trùng kích thiên khải chiến trường. Nương theo lấy đinh tai nhức ốc quanh minh, một cổ thiên trụ đại thế bộc phát, vừa vặn tiếp nhận Bạch Hổ Đế Quân. Đóng. Bạch Hổ Đế Quân ý thức hỗn loạn, chỉ lo bạo tẩu, kết quả lần nữa đạp hụt, dọc theo thông thiên đại đạo rơi xuống thương huyền. Không đợi hoàn toàn rơi xuống, chỉ là rời đi thiên khải, rơi xuống cửu thiên chi đỉnh, linh hồn đế ngấn liền bị bừng tỉnh. Nguyên rủ giống như ấn ký lập tức như nổ tung giống như cấp tốc huyết tán, quét sạch hồn phách. Bạch Hổ Đế Quân hồn phách bị khương nghị trọng thương, lại bị chính mình bạo tẩu huyết mạch trùng kích, thời khắc này đến ngấn lan tràn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản giống như là lít nha lít nhít mạng nhện triệt để cuốn quanh càng trùng kích đến bành trướng bạo động huyết mạch âm âm để thành chung quanh tinh thần hình dáng mãnh liệt chuyển động hoa văn phức tạp từ tinh thần mặt ngoài bắt đầu hướng về nội bộ lao nhanh phản phất một cổ tuyệt thế đại trận tại khởi động đường vân hào quang rực rỡ như vạn đạo tinh hà cùng trào mãnh liệt nhanh chóng một chút sáng cả viên tinh thần tinh thần trung bộ để thành cung điện ngủ say 30, năm hư không đế quân di cốt bị bừng tỉnh. Nguồn gốc từ tại tinh thần cùng đế thành không gian năng lượng, như là vạn lưu nhập hải, toàn diện hội tụ tới. để ngấn khởi động, mang ý nghĩa mạo phạm, càng mang ý nghĩa mặt khác đế quân đối với hắn khinh nhận. Thở dài một tiếng, mang theo thất lạc cùng tiếc núi, quanh quẩn đế thành. Hư không đế quân di hài cấp tốc khô quắc, phong hóa tiêu tán, phong tồn năng lượng lập tức toàn diện phản hồi đế thành pháp trận. Một cổ có thể so với hư không đế quân toàn thịnh năng lượng hư không triều dân, ngược dòng lao nhanh, trùng kích đế thành, cuồn cuộn tinh thần, hóa thành 10 vạn dặm vòng xoáy không gian, bóp méo toàn bộ thương huyền đại lục trăm vạn dặm sơn hà không gian, đánh sâu vào hệ thống thế giới ngàn vạn dặm phạm vi không gian luân khuếch. Bạch hổ đế quân linh hồn trung động, cưỡng ép thức tỉnh, rốt cuộc minh bạch mình tại cái nào, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt này, linh hồn triền nhiễu đế ngấn liền chỉ dẫn ngay tại bạo động 10 vạn dặm vòng xoáy không gian. Âm âm. Trầm muộn bạo động vang vọng đất trời, âm thanh động toàn bộ thế giới hệ thống, vô luận là nhân tộc ma tộc linh tộc hay là yêu tộc vô luận là đại lục hay là đại dương mênh mông tất cả sinh linh đều đã nhận ra thời khắc này tiếng vang cảm nhận được không có gì sánh kịp đế uy áp bách toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này triệt để yên tĩnh duy chỉ có quanh quẩn cái kia rung động vạn vật bạo động thanh triều toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này lâm vào ban ngày duy chỉ có cái kia trùng thiên quan mang phong bạo xoay quanh mười vạn dặm và chạm bạch hổ đế quân diễn biến ra cực hạn không gian đạo ngấn thẳng tới sâu trong vũ trụ khoảng cách bên ngoài tám trăm triệu dặm Đế ngấn. Biến mất. Đăng Thiên cấm khu 40 vạn dặm bên ngoài, ngay tại phương vị khác nhau đi đường Bắc Thái Đế quân, Hắc Ma Đế quân, Long Đế, lần lượt đã nhận ra linh hồn cái kia sợi đế ngấn biến mất. Đế ngấn nương theo bọn hắn 30, 000 năm, vô số lần muốn thanh lý, cũng đã dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng từ đầu đến cuối lạc ấn tại linh hồn. Rốt cục, đế ngấn biến mất. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì kích động, ngược lại là khẩn trương cùng cảnh giác bởi vì nửa ngày trước đó, bọn hắn đột nhiên đã nhận ra mãnh liệt lại toàn đế quân mới năng lượng, ngay sau đó thế giới pháp tắc hệ thống bắt đầu toàn diện bạo động. Lúc đó mặc dù khoảng cách 60-70 vạn dặm, không biết tình huống cụ thể, nhưng rất có thể là bạo phát đế chiến. Bọn hắn lúc ấy liền rất khiếp sợ, dù là tân đế quân. Giống như không chỉ là một cái. Sau đó ngắn ngủi một giờ mà thôi, Đăng Thiên Kiều khởi động, lôi kiếp kinh khủng oanh minh cách mấy chục vạn dặm sơn hà, đều có thể mơ hồ nghe được. Ở đâu ra tân đế quân? là ai lên đăng thiên kiều bọn hắn kinh nghi khó định một mà tiếp tăng lên tốc độ hận không thể trước mặt mấy chục vạn dặm sơn hà biến thành mấy vạn dặm mấy ngàn dặm vài trăm dặm mà bây giờ để ngấn biến mất cái này chẳng phải là mang ý nghĩa có ai phát động để ngấn nguyên rủa càng mang ý nghĩa một vị nào đó đế quân bị lưu vong thăm không là ai đến cùng là ai bắc thái đế quân hắc ma đế quân long đế nhào nhào sôi trào đế uy thiêu đốt huyết khí đem tốc độ tăng lên tới cực hạn giống như là như lưu tinh xẹt qua mênh mông thiên khung. Nơi bọn họ đi qua, cùng phong tàn phá bừa bãi, núi lớn lay động, lão thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông ngòi nhất lên trùng điệp sóng lớn. Chương 2025 Bại Cục Nguồn Mê Truyện Audio com Đăng Thiên Kiều chung quanh, bao phủ tại lôi vân dưới đế cấp chiến trường. Huyền Vũ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân, còn có Huyết Ma Đế Quân, đồng dạng đã nhận ra đế ngấn biến mất bọn hắn thân ở chiến trường, đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Bạch hổ đế quân bị lưu đầy. Thiện chiến nhất hung tàn nhất, cũng có thể nhất chống lại chu tức bạch hổ đế quân, bị lưu đầy tới sâu trong vũ trụ. Cái này không chỉ có là tương đương tuyên cáo bạch hổ đế tộc vận mệnh, không thể nghi ngờ cũng là tuyên cáo vận mệnh của bọn hắn. Bởi vì, Khương Nghị muốn trở về. Khương Nghị tên điên kia, muốn dết trở lại đến rồi. Huyền vũ đế quân mãnh liệt đông đưa chiến khu, phát ra bi phẫn gầm thét. Thái sơ đế quân, hướng tây bộ chuyển di. Cực Thái Sơ Đế Quân không có phản bội. Cực Long Đế cùng Hắc Ma Đế Quân không có phản bội. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, nhanh a. À. Huyền Vũ Đế Quân không muốn ngồi chờ chết, chỉ có thể đánh cực mặt khác Đế Quân lựa chọn. Nếu như mặt khác Đế Quân thỏa hiệp, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Nếu như mặt khác Đế Quân không có, hôm nay chiến cuộc liền còn có lật bàn hy vọng. Con rùa già ngươi xem thường ai đây? Khương Thương Pháp lệnh tự nhiên, sẽ trách thương khung, để minh mông thiên địa đều đặt vào khống chế hắn giống như là du tẩu ở giữa thiên địa muốn đi đâu thì đi đó sơn hà rừng rậm đều theo ý niệm tùy tiện na di thái sơ đế quân thì giống như là vây ở chỗ này giữa thiên địa mặc kệ hướng phương hướng nào chạy cuối cùng đều trở lại nguyên địa cho nên chỗ này chiến trường cục diện chính là thái sơ muốn thoát khốn trừ phi là giết khương thương hoặc là khương thương chủ động cho đi hắn muốn đè ép khương thương hướng tây sông ra mấy chục vạn dặm nằm mơ thái sơ có thể thoát khốn sao thái sơ có thể giết khương thương sao càng là nằm mơ bởi vì khương thương không chỉ là đế mạch cùng thần mạch kết hợp thể càng là khống chế hai loại pháp tắc đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm huống chi khương thương còn có tinh linh đế quân tại hiệp trợ hư không đế quân thả ta rời đi huyền vũ đế quân kịch liệt giãy giụa phẫn nộ gào thét phần thiên thần hoàng khác máu hiếu chiến không phải ngươi lý tưởng người thừa kế hắn nếu có thể thắng được thiên khải chi chiến thế tất đem chiến tranh chi hỏa đốt khắp bát châu thập tam hải toàn bộ thế giới đều sẽ không đến an bình hư không đế quân ngươi hôm nay nếu như là bảo vệ thương huyền, chính là tai họa thiên hạ. Ngươi, mới là thời đại tội nhân. Âm âm. Hư không chi môn quan mang vạn trượng, triều dân trăm ngàn nặng, tiếp tục trấn áp, lấy hành động thực tế triển hiện thái độ của mình. Kiên trì. Kiên trì. Đều cho ta chịu đựng. Đông Hoàng càng cùng Đông Hoàng tọa liều mạng thôi động hư không chi môn, cũng tại thét ra lệnh lấy mặt khác thần ma tiếp tục tăng cường thế công. Chúng ta còn có thể đi. Chúng ta nhất định phải đi các ngươi là muốn tương lai chính mình cảm tạ hôm nay liều mạng, hay là tương lai hối hận của mình chính mình hôm nay từ bỏ. Cực kỳ trọng yếu một trận chiến, cho chúng ta chính mình, là thương huyền, là chúng sinh. Kiều vô hối, khương diễm các loại, nhau nhau gầm thét, ủng hộ lấy chính mình, cũng ủng hộ lấy người bên cạnh. Bọn hắn đều thiêu đốt tiềm lực, điên cuồng phóng thích, không quan tâm nhất lên sóng sau cao hơn sóng trước năng lượng cùng triều, kéo dài bạo kích lấy huyền vũ đế quân. Huyết ma đế quân. Thái sơ đế quân. Chúng ta không thể thua, chúng ta thua không nổi huyền vũ đế quân điên cùng bạo tẩu mênh mông đế uy một lần lại một lần phát động hư không chi môn chúng ta nếu như thua ở nơi này thua trận chính là không chỉ có làm mạng của chúng ta chúng ta ba mươi năm danh uy còn có chúng ta phía sau đế tộc chúng ta khống chế đại lục chúng ta không thể thua a à. ranh con cút ngay cho ta thái sơ đế quân cùng loạn bộc phát trực tiếp hóa thân chôn vùi vòng xoáy điên cùng mở rộng phạm vi Thâm không bạo động hệ thống thế giới vặn vẹo như lôi đình xiềng xích màu đen phô thiên cái địa phá vỡ tự nhiên lĩnh vực rót vào chôn vùi vòng xoáy tiếp tục tăng lên lấy chôn vùi uy lực cùng phạm vi nhưng là khương thương cùng tinh linh đế quân liên thủ cũng là không thèm đếm xỉa tư thế điên cùng pháp lệnh tự nhiên diễn biến hoàn toàn mới sơn hạ trấn áp chôn vùi triều dân phạm vi a a a huyết ma đế quân điên cùng gào thét kiệt lực giãy dụa, hắn cũng biết hôm nay thua không nổi nhưng thật sự là không có cách nào Huyết Hải cùng tứ chi đều bị thôn phệ, thân thể tàn phế lại bị Hồng Mông Thiên Bia quấy nhiễu, khó mà phát huy ra huyết ma đại đạo chân chính uy lực, đến mức triệt để lâm vào bị động. Rốt cục, Thiên Khải hỗn loạn tiếp tục hơn 3 giờ về sau, Đông Hoàng Như Ảnh cuối cùng đem Khương Nghị mang về chiến trường. Thiên hậu, rút lui. Khương Nghị đuổi giết vũ trụ, lăng không bốc lên, liệt thần thương kịch liệt oanh minh, như long trời lở đất vang vọng thăm không. Bạch hổ đế quân đã rời xa thế giới này, thế giới sát luật pháp tắc tận về liệt thần thương liệp thần thương trong trong ngoài ngoài đạo ngấn toàn diện thức tỉnh dẫn dắt thế giới sát phạt pháp tắc hấp thu chiến trường sát lục cuồng triều phản phất tuyệt thế đế quân khôi phục trong chốc lát diễn biến ra không gian đạo ngấn khóa chặt huyết ma đế quân huyết ma tế thiên huyết ma đế quân cuối cùng vẫn là tới mức độ này binh giải đây là huyết ma tộc trừ phân hóa bên ngoài nghịch thiên nhất truyền thừa nhưng đây tuyệt đối không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo bí thuật bởi vì binh giải mang ý nghĩa chạy trốn mà lại huyết ma đế quân hiện tại chỉ còn thân thể, không chỉ có tứ chi cùng huyết triều bị thôn phệ, ngay cả trái tim cũng bị mất, cho nên binh giải uy lực nhất định không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Bất quá đến đế quân phương diện, cái gọi là tế hiến tương đương với chính mình quy về hệ thống thế giới, cho nên thoát thân không có bất kỳ lo lắng gì. Rút lui. Hồng hoang thiên long điên cùng thôi động hồng mông thiên bia, diễn biến thần bí hồng mông thế giới, bóp méo thời gian cùng không gian, quấy nhiễu đại đạo cộng minh, cho thiên hậu, lý dần, hồng võ thiên thần tranh thủ thời gian. A a a. Quyết ma đế quân bi phẫn vừa thống khổ, dứt khoát tuyệt nhiên toàn diện dẫn bạo. Trong chốc lát bạo động, chiếu đỏ lên vô biên vũ trụ hắc ám, sôi trào lên kinh khủng huyết dịch triều dân. Không thua gì nữa cái đế quân tự bạo, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt phá hủy hồng hoang thiên long hồng mông lĩnh vực, tại chỗ đem hắn vỡ nát, cho dù vừa mới chạy trốn thiên hậu, lý dần, hồng hoang thiên thần, cũng đều bị huyết triều bao phủ. Cổ này bạo động không chỉ có là uy năng khủng bố, càng quan trọng hơn là đối với huyết mạch trùng kích, cơ hồ là tính hủy diệt huyết ma đế quân chạy trốn lưu lại trọng thương sắp chết thiên hậu bọn người huyết ma đế quân chạy trốn triệt để từ bỏ đế khu chỉ đem đi linh hồn cùng hư nhược huyết linh châu thông thiên ma hoàng trấn áp huyền vũ đế quân khương nghị lúc này thay đổi tuyến đường không lo được quan tâm thiên hậu bọn hắn nắm trong tay sát phạt ngập trời liệp thần thương cường thế đánh về phía thái sơ đế quân đáng chết đáng chết thái sơ đế quân muôn vàng không muốn mọi loại khuất nhục nhưng nhìn đến khương nghị giết tới biết mình lại không lựa chọn liền thật phải chết ở chỗ này cho nên. Cắn răng một cái, vừa ngoan tâm. Luôn mồm xin lỗi đều không có nói, yên diệt hát động mãnh liệt cuồng cuồng, đem chính mình dung nhập thế giới, triệt để từ thiên khải chiến trường biến mất. Thái sơ đế quân, ngươi chết không yên lành. Huyền vũ đế quân đột nhiên biến sắc, chạy. Mẹ nó hắn chạy. Đây là đế cấp chiến trường A, tối thiểu nhất tôn nghiêm đâu. Chạy. Khương thương đều không có nghĩ đến vừa mới còn đánh như vậy kích tình bành trướng, đảo mắt liền chạy. Dết huyền vũ. Khương nghị không có truy kích, càng tốt hơn, cái kia chung quy là cái yên diệt đế quân, ép mắt chuyện gì đều làm ra được, hiện tại bọn hắn có thể tập trung tinh lực, còn có thể bảo đảm vạn vô nhất thất vây quét huyền vũ đế quân. Chương 2026 Đại chiến huyền vũ Nguồn Mê truyện audio com Toàn bộ lui ra, ngay tại chỗ chỉnh đốn Khương thương, theo ta giết huyền vũ Khương nghị vỗ cánh bạo kích, lấy lăng thiên tật tốc đuổi giết huyền vũ đế quân Bên trái vạn kiếp chi môn, bên phải liệt thần thương, phân biệt bạo động, cùng hệ thống thế giới sinh ra mãnh liệt cộng minh. Rút lui. Kiều vô hối bọn hắn thật đến cực hạn, không chỉ có tiếp tục tiêu hao, càng thừa nhận huyền vũ đế quân minh mong hải triều bạo kích, vô cùng suy yếu, còn bị trọng thương. Một tiếng này la lên tới thật là kịp thời. Các ngươi rút lui, chúng ta một kích cuối cùng. Đông hoàng như ảnh, đông hoàng càng, đông hoàng toại, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, cùng loạn phóng thích. Bọn hắn tóc dài loạn vũ, diện mục dữ tợn, thân thể mắt trần có thể thấy tốc độ gầy gò nhưng tiềm lực đồng tiến kịch liệt bộc phát thôi động đồ độ đằng chi nguyên kích phát hư không nguyên lực cường thế đánh thẳng vào hư không chi môn hư không chi môn bên trong hư không đế quân đồng dạng kích phát hư không chi môn lực lượng pháp tắc hướng về mênh mông hệ thống thế giới tụ tập không gian năng lượng hình thành liên tục không ngừng hư không triều dân phô thiên cái địa bạo kích lấy huyền vũ đế quân đánh thẳng vào hài cốt kích động nội hải càng trấn áp huyền vũ đế quân điên cuồng dãy dụ nguyên nga chiến khu âm âm khương nghị lăng không chết tới ngàn nhiên tiếng đụng vào hư không triều dân, liệt thần thương kịch liệt quanh minh, như vạn dân gầm thét, vang vọng chiến trường, vạn kiếp chi môn mãnh liệt cuồng cuồng, như thiên địa sụp đổ, thế giới tận thế. Hệ thống thế giới bên trong sát lục pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tai nạn pháp tắc, nhau nhau nhận dẫn dắt. Vết. Khương Nghị cùng giả bốc lên, cường thế đánh ra liệt thần thương. Liệt thần thương quy mô tăng vọt, dài đến ngàn trượng, sôi trào sát lục pháp tắc, càng dẫn dắt tai nạn cùng hủy diệt pháp tắc, lấy vô địch sát uy vỡ nát không gian, đánh về phía Huyền Vũ Đế Quân ba cổ cực hạn pháp tắc va chạm giao hòa dẫn phát thiên địa sụp đổ thần ma vẫn lạc vạn dân gào thét tuyệt vọng hình ảnh càng mang đến tràn ngập mười vạn dặm sơn hà uy áp kinh khủng vừa mới rút lui kiều vô hối bọn hắn đều kém chút quỳ trên mặt đất giống như là tuyệt vọng chờ đợi diệt tuyệt huyền vũ đế quân phát giác được nguy cơ nhưng là thân thể bị hư không chi môn toàn diện trấn áp ngay cả cao đầu đều không thể rụt về lại bước ngoặt nguy hiểm chỉ có thể điên cuồng thôi động nội hải triều dân nhất lên chồng chất liên miên bất tuyệt bạo động phóng thích ức vạn tấn cuồng lực triều cường âm 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 liệt thần thương cường thế giới tới liên tiếp phá trùng điệp phòng ngự tàn nhẫn quán xuyên đầu của hắn huyền vũ đế quân từ đầu đến cuối cao đầu máu tươi vẫy ra bỗng nhiên chìm xuống bị vô tình đính tại cứng cõi địa tầng bên trong kinh khủng lực xuyên qua cơ hồ đem nó đầu vỡ nát tuyệt vọng hủy diệt tai nạn pháp tắc tùy theo rót vào não hải trùng kích ý thức tàn phá chiến khu rút lui đông hoàng như ảnh bọn hắn cũng không chịu được nữa theo bạo tạc đưa tới đế uy triều dân tiến đụng vào hư không chi môn toàn diện triệt thoái phía sau sơn hà đại tán. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, vô tình đạp nát mặt đất, ý thức quán thông vô tận sơn hà, để uy khuấy động thiên đạo pháp chỉ. Trước đó có kiều vô hối bọn hắn đều tại chiến trường, hắn không có cơ hội thi triển. Hiện tại chiến trường hoàn toàn rơi xuống hắn khống chế phạm vi, tự nhiên không có ràng buộc. Huyền Vũ đế quân mãnh liệt dãy dụa, nhưng liệp thần thương xuyên qua đại địa, đóng đinh đầu, càng phá hủy dụng tâm biết, dẫn phát lấy tuyệt vọng cùng thống khổ, trong lúc nhất thời căn bản là thoát thân không ra. Âm âm. Khương Nghị ý thức cùng cùng Sơn Hà, phạm vi từ trăm dặm đến ngàn dặm đến vạn dặm, lại đến ba vạn dặm. Năm vạn dặm. Tám vạn dặm. Vạn, dặm. vạn dặm. Mười vạn dặm, mười lăm vạn dặm. Cảnh giới thuế biến, để uy bộc phát, để hắn đối với Sơn Hà đại tán khống chế đạt đến trình độ khủng bố. Cái này ban sơ lĩnh ngộ, cũng từ đầu đến cuối làm bạn tán diệt truyền thừa. Tại cực kỳ trọng yếu thiên khải chiến trường phát huy ra không có gì sánh kịp siêu tuyệt uy năng, phạm vi cuối cùng đạt tới 30 vạn dặm. Tính ra hàng trăm rừng rậm, đến mãi không hết hoang mạc, liên miên bất tuyệt dãy núi, thậm chí là lao nhanh mãnh liệt nội hải, cùng phân tán tại phạm vi bên trong hơn 20 tòa đế thành, đều tại đây khắc đặt vào khương nghị ý thức khống chế. Hắn phản phất chân chính thương thiên hóa thân, muốn hủy diệt trọng lớn sơn hà. Đây là tại cứng trắng thiên khải chiến trường, nếu như ở hạ giới, sơn hà đại tán cực hạn bộc phát chỉ sợ có thể hủy diệt 50 vạn dặm, tương đương với nửa cái đại lục. Khương Nghị cường thế dẫn dắt 30 vạn dặm sơn hà tất cả năng lượng, tiến hành cực hạn hội tụ cùng cô động, một cổ rung động thiên khải, tuyệt vọng chúng sinh tán diệt triều dân tại chung quanh hắn cuồn cuồn. Tiếp tục cuồn cuộn uy năng cấp tốc siêu việt Khương nghị tân tấn đế cảnh thực lực, hướng về càng kinh khủng phương diện trùng kích. Huyền Vũ đế quân mãnh liệt dãy dụa, cuối cùng không tiếc vỡ nát đầu, cường thế thoát khốn. Nhưng mà Khương Nghị ngưng tụ 30 vạn dặm sơn hà tán diệt triệu dân tùy theo giáng lâm, sau đó liền vô tình nuốt sống hắn, triệt để áp chế ở địa tầng chỗ sâu tàn nhẫn cha đạp. Huyền Vũ Đế Quân có được cứng cỏi mai rùa, danh xưng thế gian phòng ngự mạnh nhất, nhưng là tán diệt trong cùng triệu mang theo thần bí tuế nguyệt chi khí, giống như là muốn đem hắn triệt để mai tán, để thân thể của hắn mục nát tàn lụi. Nhưng chân chính kinh khủng là, Sơn Hà Đại Tán đối với huyền vũ đế quân trong thân thể biển trùng kích. Sơn Hà Đại Tán song phạm trù, đương nhiên bao quát hắn biển. Nội hải cuồn cuộn, cơ hồ không bị khống chế, giống như là tùy thời muốn đem hắn toàn bộ nổ tung. Kinh khủng tán diệt triều dân kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ này đối với huyền vũ đế quân mà nói sau 100. 0005 đều muốn giày vò, đều muốn thống khổ. Áo giáp mục nát, nội hải bạo động, hắn đau khổ dãy dụa, lại tiếp tục trầm luân. Đóng. Huyền Vũ Đế quân chật vật dết ra phế tích, vạn trượng chiến khu nguyên nga thẳng tắp, phát ra ngập trời khí lãng, nhưng là cứng trắng mai rùa đã không có quan trạch, rung chuyển nội hải tiêu hao rất lớn. Hắn cố nhịn đau khổ, điên cuồng trong khống chế biển diễn biến sinh cơ, đoàn tụ đầu lâu mới, tiếp tục chiến đấu. Đổi ta. Khương Thương ngắn mũi chỉnh đốn, cũng vết tiếng chiến trường, hai cánh bạo kích, pháp lệnh thương khung, ngưng tụ thương khung đại thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Huyền Vũ Đế Quân trên thân. Lấy thương khung pháp tắc hội tụ thương khung đại thủ ấn, phản phất chân chính thương khung đổ sụp, cực hạn uy áp vỡ nát mấy vạn dặm sơn hạ phế tích, để vừa mới thoát khốn Huyền Vũ Đế Quân ầm vang nằm sát xuống đất, vừa mới ngưng tụ ra hoàn toàn mới đầu đều theo va chạm mặt đất. Lấn ta quá đáng. Huyền Vũ Đế Quân nổi giận gào thét, toàn thân năng lượng bạo động, cuồng lực cuồng cuồng, quả thực là kháng trụ thương khung đại thủ ấn, diễn biến biển động trọng quyền, cuồng kích bác phương nện bước bước chân nặng nề nghênh chiến khương thương khương nghị cấp tốc thối lui đến nơi xa chỉnh đốn điều dưỡng cầm trong tay liệp thần thương trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn không tiếp tục vội và xuất thủ mà là đem chiến trường hoàn toàn giao cho khương thương chiến đấu như vậy cũng không phải tùy thời đều có thể gặp phải huyền vũ đế quân mặc dù bị trọng thương nhưng dù sao cũng là ba mươi năm siêu cấp chiến rùa trình độ phòng ngự càng là có thể xưng thế gian cực hạn, trọng yếu nhất chính là đã bắt đầu nổi điên còn có thể bộc phát ra đồng quy vu tận ý chí, dùng để ma luyện Khương Thương không có gì thích hợp bằng. Khương Thương, cho ta hung hăng đánh. Ta đều cho ngươi đánh phế đi, ngươi còn không đánh chết, có lỗi với ngươi hai đạo pháp tắc. Khương Nghị ngôn ngữ kích thích Khương Thương, kích thích hắn ngạo khí. Hỗn đảng, các ngươi coi ta là cái gì? Huyền Vũ Đế quân giận không kềm được, hỗn đảng này coi hắn là cái gì rồi? Khương Thương. Đánh a, à, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Ngươi không phải muốn kích tình sao? ngươi không phải muốn chiến đấu sao ta cho ngươi cho ta nắm chặt khương nghị không ngừng tới gần chiến trường lớn tiếng kích thích khương thương cũng cho huyền vũ đế quân mang đến áp bách tinh linh đế quân khẩn trương chú ý mặc dù huyền vũ đế quân quả thật bị trọng thương nhưng này chung quy là huyền vũ đế quân cần chúng ta phối hợp sao đông hoàng như ảnh hư nhược đi vào khương nghị bên người mặc dù khương thương rất mạnh nhưng muốn giết huyền vũ đế quân chỉ sợ không thực tế trừ phi bọn hắn cố ý chế tạo mấy cái ngoài ý muốn Xin mời hư không đế quân, thủ hộ Huyền Vũ Thái Tổ xưng đế. Khương Nghị nhỏ giọng an bài. Cái gì? Đông Hoàng Như Ảnh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Là quấy nhiễu hay là thủ hộ? Thủ hộ. Khương Nghị cho ra khẳng định đáp lại. Ngươi muốn? Đông Hoàng Như Ảnh vừa muốn chất vấn, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Huyền Vũ Thái Tổ cứ như vậy chết thật là đáng tiếc, nếu như kháng trụ lôi kiếp, hoàn thành thuế biến, đó chính là hoàn toàn mới đế quân. Đến lúc đó bọn hắn hẳn là có thể chém giết huyền vũ đế quân tức có thể tiếp tục luyện binh cũng có thể tiếp tục trấn áp cứ như vậy bọn hắn chẳng khác nào đạt được hai tôn đế quân di hài đây coi là cái gì phế vật lợi dụng gia hỏa này mạch não quả nhiên cùng người bình thường không giống với a đông hoàng như ảnh nói hắn bị thương nặng thành công cơ hội cũng không lớn đi kích thích hắn dùng cứu vớt huyền vũ đế quân cùng cứu vớt huyền vũ đế tộc tín niệm đi kích thích hắn đem hắn vào chỗ chết bức hắn hiện tại tiếp nhận thiên kiếp, nghĩ không ra quá sâu cấp độ, khẳng định buồn bực đầu, đánh bạc mệnh ngạnh kháng vọt mạnh. Hắn muốn thuế biến, cần hai ba ngày. Nhưng hắc ma đế quân cùng long đế, còn có thái sơ đế quân hậu thiên đã đến, sớm nhất đều có thể ngày mai. Bọn hắn dám đến sao? Ta cược bọn hắn nửa đường trở về. Chương 2027 Thái tổ xưng đế Nguồn Mê truyện audio.com Tại khương thương ác chiến huyền vũ đế quân thời điểm, đông hoàng như ảnh ba người khống chế hư không chi môn, chuyển dời đến đăng thiên kiều chi đỉnh. Lúc này huyền vũ thái tổ chính thừa nhận thảm liệt lôi kiếp bạo kích. Phô thiên cái địa lôi triều bao phủ lấy hắn, tàn phá lấy hắn, giày vò lấy hắn. Lúc trước hắn liền e ngại lên trời, bây giờ bị cưỡng ép tiến lên đến, càng là tuyệt vọng bối rối, kinh khủng bạo kích để hắn lúc nào cũng có thể từ bỏ. Huyền vũ thái tổ. Ngươi còn tại kiên trì cái gì? Từ bỏ đi. Đông hoàng như ảnh đến sau này, không có trực tiếp cổ vũ hắn đột phá, mà là phương pháp trái ngược. Bạch hổ đế quân bị ném vào thương huyền đại lục, xúc động đế ngấn, đã lưu vong thăm không. Huyết ma đế quân bị thân phận nổ nát vùng, binh giải chạy trốn. Thái sơ đế quân thấy tình thế không ổn, đã rời đi. Hiện tại thiên khải chiến trường chỉ còn lại ngươi cùng ngươi đế quân. Đông hoàng như ảnh thanh âm truyền vào lôi bạo triều dân, kích thích huyền vũ thái tổ. Huyền vũ thái tổ gần như sụp đổ ý chí kém chút liền sụp đổ, thảm liệt lôi triều để hắn liên tục lui hai tầng, hư vô chiến khu kịch liệt phòng lên, phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Đông Hoàng như ảnh đều trong lòng siết chặt, thật sợ gia hỏa này trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Kiềm chế một chút, ổn định. Đông Hoàng càng cùng Đông Hoàng tọa tranh thủ thời gian nhắc nhở, tuyệt đối đừng biến khéo thành vùng. Đây chính là một tôn sắp xưng đế siêu cấp tiệt A, Đông Hoàng như ảnh thoáng an tĩnh sẽ, mới nói. Hiện tại thiên khải chiến trường chỉ còn lại ngươi cùng các ngươi đế quân, cũng đều bị khốn trụ, không chỗ có thể trốn. Khương nghị bọn hắn tại thay phiên tra tấn huyền vũ đế quân, tôi luyện chiến kỹ, tiêu hao năng lượng, tùy thời có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Mà ngươi đây, chúng ta ngay tại vây xem ngươi tang lễ. Các ngươi thật sự là một cái sau một cái thảm. Cao ngạo huyền vũ đế tộc, vậy mà hủy ở trên tay các ngươi. Huyền vũ đại lục muốn đổi tên. Huyền vũ đế tộc muốn xuống dốc. Đông Hoàng như ảnh nói xong, ra hiệu Đông Hoàng càng đuổi theo, không thể tự kiềm chế làm đơn độc. Đông Hoàng càng nhãn châu xoay động, lập tức lĩnh ngộ, cố ý ha ha cười lạnh. Nếu như ngươi có thế xưng đế, có lẽ có thể cứu huyền vũ đế quân, nếu như ngươi có thế xưng đế, có lẽ có thể trốn về đế thành, bảo toàn đế tộc. Đáng tiếc a, à, nhìn ngươi cái này chật vật không chịu nổi dáng vẻ, ngay cả đuôi rắn đều nát, ngươi dứt khoát từ bỏ đi. Huyền Vũ Thái Tổ bao phủ tại trong lôi triều, thống khổ không chịu nổi, tuyệt vọng đến sụp đổ. Nhất là đang nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến trào phúng về sau, bi phẫn đến hận không thể thoát ly đăng thiên kiều, trực tiếp cùng đám người kia tự bạo. Đường đường huyền vũ đế tộc, lại muốn xuống dốc rồi. Cao ngạo huyền vũ đế quân, vậy mà thảm tao chà đạp. Sau này giữa thiên địa, còn có thể lại có Huyền Vũ sao? Thẳng đến, mặt khác thanh âm bay vào tới. Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngay tại đăng thiên kiều, ngay tại nghênh đón thiên kiếp, ngay tại phát sinh thuế biến. Mặc dù tình cảnh đáng lo, lúc nào cũng có thể tử vong, nhưng nếu như thành công đâu? Nếu như thành công đâu? Khương Nghị bọn hắn hay là tại chà đạp đế quân, nói rõ đế quân không chết được. Đế quân phòng ngự khủng bố, cũng hẳn là không bị chết rơi. Nếu như mình có thể đột phá liền có thể cường cường liên thủ cứu vớt đế quân cũng trốn về đế thành nói không chừng đế quân còn đang mong mỏi hắn đột phá đâu chỉ cần trốn về đế thành bọn hắn xong đế thủ vững khương nghị đừng nghĩ đột phá phòng ngự lại tổn thương đến bọn hắn không sai chính là như vậy chỉ cần ta đột phá đế quân liền có thể sống chỉ cần ta đột phá đế tộc cũng sẽ bất diệt ta nhất định phải đột phá ta muốn cứu vớt đế quân ta muốn cứu vớt đế tộc ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem huyền vũ đế tộc, cứ như vậy hủy ở thời đại này. Huyền vũ thái tổ đột nhiên cảm giác được trước nay chưa có ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác, càng có đột nhiên từ sâu trong linh hồn bộc phát tín niệm cùng nghị lực. Rống. Huyền vũ thái tổ mãnh liệt đông đưa chiến khu, hướng về đăng thiên kiều khởi xướng trùng kích, khiên lôi kiếp, hét giận giữ lôi kiếp. Cái gì đều mặc kệ. Buông tay đánh cược một lần. Hướng chết mà sinh. Hoặc là, ta chết. Đế tộc diệt tuyệt. Hoặc là, ta sống đế tộc hưng thịnh. Đông Hoàng như ảnh bọn hắn âm thầm phấn chấn, vậy mà thật tạo nên tác dụng. Đông Hoàng tọa nhắc nhở. Đừng cao hứng quá sớm, hắn là thân thể bị trọng thương đi đến Đăng Thiên Kiều, bất kỳ cái gì vô ý đều có thể thất bại trong gan tất. Đông Hoàng càng nói. Không nên coi thường tín niệm cùng ý chí, hắn bây giờ không phải là vì chính mình lên trời, mà là cho hắn đế quân, cho hắn đế tộc, vì hắn liệt tổ liệt tông, hắn có vô số không có khả năng bại lý do. Đông Hoàng Toại nói ý chí có thể kích thích nhất cổ tác khí, chưa hẳn có thể làm cho hắn kháng đến cuối cùng. Đông Hoàng càng mắt trận trắng. Ngươi nhà cùng ta cưỡng đâu? Ta nhìn ngươi thành thần sau đối với ta rất không tôn trọng. Cho ta dịch chuyển khỏi điểm, bảo trì nửa bước khoảng cách. Đông Hoàng tọa dở khóc dở cười. Thần tôn A, à, ta chỉ là luận sự, chúng ta còn không thể chủ quan, muốn thích hợp thời điểm tiếp tục kích thích. Đông Hoàng như ảnh cẩn thận quan sát nói. Cũng đừng xem nhẹ huyền vũ thái tổ, hắn áp chế mấy ngàn năm hư hóa, không phải thực lực không đủ, trèo lên không được trời, mà là trước đó dưới cục diện, nếu như hắn lên trời, thế tất lọc vào mặt khác đế quân quấy nhiễu, cửu tử vô sinh. Hắn áp chế mấy ngàn năm, không phải là không lắng động mấy ngàn năm, hắn hoàn toàn có lên trời tư chất. Mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng kích phát tín niệm đến bổ sung, tỷ lệ thành công vẫn có thể có bảy thành trở lên. Đông Hoàng càng liếc mắt Đông Hoàng toại. Nghe một chút. Học tập lấy một chút. Đừng luôn muốn cưỡng, muốn hiểu phân tích. Như ảnh, nói rất hay. Đông Hoàng tọa xoạch hạ miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, còn có thể làm gì? Cùng lúc đó, vượt qua bầu trời Bắc Thái Đế quân, Hắc Ma Đế quân, lòng Đế lần lượt đứng tại bên ngoài hơn 300.000 dặm. Không đến trong vòng một ngày, bọn hắn trọn vẹn vọt lên 30 vạn dặm, đây không thể nghi ngờ là đế cảnh mức cực hạn, nhưng là hiện tại, bọn hắn ngừng. Bởi vì bọn hắn không cảm giác được huyết ma đế quân. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được thái sơ đế quân rời đi thiên khải. Đăng thiên kiều chung quanh đến cùng xảy ra chuyện gì? bạch hổ đế quân rõ ràng rời đi, vì cái gì sát lục pháp tắc còn tại bạo động. Hai cổ hoàn toàn mới đế cảnh là ai? Đăng thiên kiều lôi kiếp lại là đang thẩm vấn phán lấy ai? Bọn hắn càng sốt ruột, càng muốn biết nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn thật khẩn trương hơn. Bạch hổ đế quân bị lưu vong. Huyết ma đế quân sống chết không rõ. Thái sơ đế quân rút lui thiên khải chiến trường. Chỉ còn lại có huyền vũ đế quân tại kiên trì. Đến cùng là kiên trì, vẫn là bị khốn trụ bọn hắn ba vị đế quân dừng ở khu vực khác nhau, nhìn ra xa đăng thiên kiều phương hướng, trong bất tri bất giác, vậy mà từ nội tâm chỗ sâu cùng cùng ra một cổ trước nay chưa có hồi hộp cảm giác. Đăng thiên kiều nơi đó còn chiếm cứ rộng rã bốn cổ đế uy, cũng liền mang ý nghĩa huyền vũ đế quân chính lọc vào trấn áp, càng mang ý nghĩa. Kết thúc. Nơi đó chiến đấu, kết thúc. Bọn hắn còn chưa tới nơi đó, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền kết thúc. Trang chiến dịch này thế nhưng là có thể trực tiếp quyết định thiên hạ cách cục A, bọn hắn rất muốn tiếp tục xông về phía trước lại không cất bước nổi. Đã kết thúc, còn có thể thế nào? Gửi hy vọng ở huyền vũ đế quân có thể chống đỡ được vây quét. Nhưng 30 vạn dặm sơn hà a, bọn hắn đi đường còn muốn một ngày mới đến. Coi như huyền vũ đế quân có thể chống đỡ được, lại là cái gì dạng đi thảm bộ dáng. Lui sao? Lui về đế thành, chờ đợi bọn hắn lại là cái gì? Sau đó không lâu, Bắc thái đế quân động, tiếp tục hướng đăng thiên kiều phương hướng sông. Hắc ma đế quân cùng long đế phát giác được đằng sau, cũng chạy về phía trước giai đoạn, nhưng là ngắn mũi vài trăm dặm về sau, bọn hắn cuối cùng vẫn ngừng. Bắc Thái đế quân tại phát giác mặt khác hai vị đế quân sau khi dừng lại, lại cứng trắng da đầu tiếp tục vọt lên mấy vạn dặm, nhưng là mặt khác hai vị đế quân từ đầu đến cuối không động, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Chương 2028 Đại Thắng Thiên Khải Nguồn Mê Truyện Audio com Kỷ nguyên 26 năm, ngày mùng 2 tháng 1 Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, lần lượt lui về, trở về riêng phần mình đại lục. Bắc Thái đế quân ngừng chân đến đêm khuya, cũng cuối cùng trở về. Ba vị đế quân bỏ dở nửa chừng, để thiên khải chiến trường lại không lật bàn hy vọng. Ngày mùng 3 tháng 1 sáng sớm, trải qua hai ngày vây quét bạo kích, Huyền Vũ đế quân cuối cùng bị đánh xuyên cứng cỏi mai rùa, tàn phá đại dương mênh mông. Khương Nghị hóa thân phần thiên luyện lô, điên cùng dung luyện Huyền Vũ đế quân. Ngày mùng 4 tháng 1, trải qua đông hoàng như ảnh bọn hắn kích thích cùng dẫn đạo, Huyền Vũ thái tổ cuối cùng tại đăng thiên kiều cao ngạo xưng đế nhưng là không đợi lôi đình tản ra vẫn sức chờ phát động khương thương cùng ngắn mũi tu dưỡng tinh linh đế quân liên hợp khởi xướng vây quét đem nó đánh vào vũ trụ thâm không huyền vũ thái tổ phẫn nộ phản kích mưu toan cứu vớt huyền vũ đế quân càng ý đồ thoát đi thiên khải chiến trường nhưng ở hư không chi môn phối hợp phía dưới hắn tất cả phản kích toàn bộ lạc không cuối cùng bị kiềm chế tại vũ trụ chiến trường kéo dài trọng thương ngày 13 tháng 1, trải qua trọn vẹn 10 ngày điên cuồng dung luyện huyền vũ đế quân tất cả kiên trì cùng chống cự rốt cục tan rã theo linh hồn vẫn diệt hồn về thế giới pháp tắc hệ thống, tàn phá chiến khu ầm vang ngã xuống, bao phủ tại luyện lô bên trong. Khương Nghị lập tức đuổi giết vũ trụ chiến trường, dắt tay Khương Thương bọn hắn vây quét Huyền Vũ Thái Tổ. Ngày 13 tháng 1 cùng ngày, hoàn toàn mới phần thiên luyện lô tại vũ trụ đứng vững, lần này trấn áp mục tiêu biến thành vừa mới xưng đế Huyền Vũ Thái Tổ. Khương Nghị, ta nhận thua. Ta đại biểu Huyền Vũ đế tộc, nhận thua. Ta không thể chết. Ta không thể chết a. À. Huyền Vũ không có khả năng cô đơn, ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Khương Nghị. Phần thiên đế quân. Ta, nhận thua A. À? Huyền Vũ Thái Tổ tuyệt vọng đến kêu trên, bi phẫn đến rơi lệ. Muôn vàng không muốn, mọi loại không cam lòng, nhưng vì tộc đàn sinh sôi, hắn chịu đựng khuất nhục đau khổ cầu xin tha thứ. Nếu như huyền vũ đế tộc tại bọn hắn thế hệ này xuống dốc, bọn hắn thật thật đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hồng võ thiên thần bọn hắn cũng hơi nhíu mày, có thể làm cho cao ngạo đế quân như vậy kêu khóc, có thể thấy được giờ này khắc này hắn là thật sợ. Nhưng không phải sợ chết, mà là sợ tộc đàn xuống dốc. Tình cảnh này, trong lòng của hắn hẳn là tất cả đều là tộc đàn đi, Khương Nghị dùng lành nhạc đáp lễ huyền vũ thái tổ kêu khóc. Chu tước che trời, dương cánh vạn dặm, liệt diễm đông đưa, phần diệt cửu thiên. Tuyệt thế luyện lô diễn dịch phần thiên diệt thế chi uy, kéo dài bạo kích lấy huyền vũ thái tổ, tàn phá lấy hắn chiến khu cùng ý chí. Liệp thần thương quán xuyên hắn mai rùa, một mực định tại luyện lô chỗ sâu, để hắn khó mà tránh thoát. Cái này rung động một màn, cái này đi thảm một màn, nhất định cho thiên khải chiến trường lưu lại không cách nào ma diệt ấn ký. Ta dùng tinh linh tộc tính dự đảm bảo, huyền vũ đế tộc sẽ không xuống dốc. Tinh linh đế quân cuối cùng thiện lương, nhẹ giọng thở dài, thanh âm truyền vào luyện lô. Thương huyền có huyền vũ, theo khương nghị lập nghiệp, cùng thiên long xưng huynh. Thiên khải sau chiến đấu, hắn đem toàn diện tiếp quản huyền vũ đế tộc. Ngươi cùng huyền vũ đế quân di cốt, cuối cùng rồi sẽ trở thành hắn xưng đế vốn liếng. Thiên khải chiến trường, ngươi cùng huyền vũ đế quân bại, nhưng là huyền vũ đế tộc không có bại thiên khải đằng sau, huyền vũ đế tộc mặc dù không phải là của các ngươi đế tộc, nhưng cuối cùng rồi sẽ hay là đế tộc, cũng sẽ càng thêm hưng thịnh. Các ngươi trước sau hai vị đế quân di cốt, cũng đem toàn bộ dùng tại huyền vũ đế tộc, tạo nên toàn đế quân mới. Tinh linh đế quân lời nói truyền vào phần thiên luyện lô, để sụp đổ trong tuyệt vọng chuẩn bị đồng quy vu tận huyền vũ thái tổ, cuối cùng đè xuống xúc động. Tội tại đế quân. Ta. Chịu chết. Xin mời thiện đại huyền vũ đế tộc. Thiện đại, huyền vũ đế tộc huyền vũ thái tổ phát ra bi thương gầm thét không còn là hô cho khương nghị mà là xa xa đại vương đại vương không có thường ngày ngang bướng thần sắc trở nên phi thường phức tạp trong lòng lại có loại không hiểu chua sót cảm giác tháng một năm một ba đêm khuya xưng đế vẹn vẹn mười ngày huyền vũ thái tổ tại thâm không luyện lô tuyệt nhiên chịu chết thiên khải chi chiến chính thức kết thúc kỷ nguyên hai mươi sáu năm ngày mười tám tháng một khương nghị tại thương huyền đế thành hướng về thiên hạ phát ra tuyên cáo kinh không ở giữa thủy triều truyền khắp cửu châu thập tam hải thiên khải chi chiến, đại thắng kết thúc. Bạch hổ đế quân lưu vong thăm không, huyết ma đế quân binh giải bỏ chạy, thái sơ đế quân bại trốn thiên khải. Huyền vũ đế quân chiến tử thiên khải. Huyền vũ thái tổ tại đăng thiên kiều xưng đế, cũng tại 10 ngày sau chiến tử. Ta, Khương Nghị, lên trời chứng đạo, thuế biến tân đế. Còn ta, Khương Thương, lên trời chứng đạo, thuế biến tân đế. Ngắn gọn tuyên ngôn, lại tràn ngập trung động cùng uy nghiêm, như vạn đạo lôi đình, oanh minh thế giới, liên miên bất tuyệt, bền bỉ quanh quẩn an tĩnh nửa tháng thế giới, lâm vào càng đáng sợ yên tĩnh. Tất cả địa khu toàn bộ sinh linh đều nhìn lên thiên khung, tắm rửa, tuyên ngôn, đắm chìm tại trong hoảng hốt. Thắng, lại thắng. Thương Huyền đại chiến, rèn đúc khoáng thế kỳ tích. Thiên Khải chiến trường, lần nữa viết lên truyền kỳ. Như vậy bất bại chiến tích, để cho người ta rung động đến khó lấy tin. Mà lại, Bạch Hổ đế quân lưu vong thâm không, huyết ma đế quân sống chết không rõ, trước sau hai vị Huyền Vũ đế quân toàn bộ chịu chết tương đương với rộng rã ba mảnh đại lục vận mệnh bị tuyên án khương nghị xưng đế khương thương xưng đế còn có tinh linh đế quân phối hợp càng làm cho thương huyền phương diện có được phán quyết mấy vị khác đế quân thực lực tuyệt đối nhưng là khương thương là ai đây cũng là chỗ nào xuất hiện biến thái vậy mà theo sát khương nghị xưng đế khủng bố như thế cường giả trước đó vậy mà không có tin tức gì quá không thể tưởng tượng nổi bắc thái đế quân hắc ma đế quân long đế phân biệt đứng tại chính mình đế thành bên trong nghe không gian triều cường đưa tới tuyên ngôn thần sắc trở nên không gì sánh được ngưng trọng khương thương ở đâu ra khương thương khương nghị tân nhi tử khương nghị cùng khương thương đồng thời xưng đế chẳng lẽ hoàn toàn mới hai cổ đế quân khí tức chính là bọn hắn bọn hắn không có đến thiên khải đăng thiên kiều liền sớm xưng đế bọn hắn là thế nào làm được tại bọn hắn trong nhận thức biết từ khi thiên khải chiến trường xuất hiện đến nay tất cả bán đế muốn xưng đế đều muốn đến thiên khải chiến trường đều muốn đi đến Đăng Thiên Kiều, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Kết quả, Khương Nghị mở không đến Đăng Thiên Kiều xưng đế tiền lệ, đây chính là Khương Nghị muốn cùng bọn hắn đến Thiên Khải quyết chiến chân chính lực lượng. Nhưng là, Khương Nghị cùng Khương Thương xưng đế vì cái gì không có gây nên pháp tắc cộng minh, vì cái gì không làm kinh động đến bọn hắn. Mà lại, coi như Khương Nghị cùng Khương Thương sớm xưng đế, bọn hắn chỉ là hai cái đế quân, với thế nào huyết ma đế quân, với thế nào huyền vũ đế quân, lại là xử lý như thế nào bạch hổ đế quân cùng thái sơ đế quân. Bọn hắn chấn kinh, ngờ vực vô căn cứ, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Bại. Lại bại. Không chỉ có bị bại triệt để, còn bị bại không minh bạch. Ngay cả chính bọn hắn đều cảm nhận được nồng đầm khuất nhục. Thật giống như. Bọn hắn bị vứt bỏ. Tất cả cố gắng, tất cả kiên trì, cuối cùng bất quá là vì thành tựu Khương Nghị. Nếu không, Khương Thương là ai? Như thế nào xưng đế? Cái này hoàn toàn chính là không hợp lý, không thực tế, không nên xuất hiện sự tình. Nhưng là muốn những cái kia đã chậm, Khương Nghị đã xưng đế, càng đại sát hơn thiên khải chiến trường, tiếp xuống tùy thời có thế binh lâm thành hạ. Mặc dù bọn hắn đế thành vững chắc, càng liên thông thế giới pháp tắc hệ thống, nhưng là Khương Nghị bọn hắn là ba vị đế quân đội hình, cùng đại lượng siêu thần cùng thần linh tổ hợp. Đế thành có thể chống đỡ được nhất thời, không có khả năng một mực chống cự xuống dưới. Bọn hắn sẽ đi theo con đường nào? Bọn hắn lại đem làm gì ứng đối? Bắc Thái đế quân đưa mắt nhìn bốn phía, hướng Thái Sơ đế quân phương hướng. Nhưng là ngẫm lại Thái Sơ đế quân bại trốn đằng sau, Đến bây giờ đều không có cùng hắn liên hệ, hiển nhiên là chất vấn thân phận của hắn. Đi qua nói chuyện hợp tác. Thái Sơ Đế Quân chỉ sợ gặp cũng sẽ không gặp. Huống chi, tình huống bây giờ bên dưới hợp tác như thế nào? Ai chịu từ bỏ chính mình đế thành, tìm nơi nương tựa mặt khác đế thành. Hắc Ma Đế Quân nhìn về nơi xa Thương Huyền phương hướng, cảm nhận được chưa bao giờ có khẩn trương. Bởi vì hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, trước đó đàm phán rất có thể không phải thật tâm thực lòng, mà là vì gây nên đế tộc nội chiến hiện tại cục diện đã định, Khương Nghị càng không cần đồng minh, hắn sống hay chết, toàn do Khương Nghị quyết định. Mà lại huyết ma sống chết không rõ, hắn không có bất kỳ cái gì có thể hợp tác minh hữu, chỉ có thể đơn độc ứng đối. Long đế cũng nằm đế thành, khẩn trương suy nghĩ lấy đối sách, cũng cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Bạch hổ đế quân bị lưu vong, huyền vũ đế quân bị chém giết, đã từng cường hãng nhất bá đạo nhất yêu tộc, bỗng nhiên xuống dốc đến long tộc riêng một ngọn cờ, không có bất kỳ cái gì có thể tín nhiệm có thể hợp tác minh hữu, theo Khương Nghị Đại Thắng Thiên Khải, Long tộc vận mệnh đã mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là cao ngạo Long tộc há có thể khuất nhục tại áp bách. Chương 2029 Chủ động xuất kích Nguồn Mê truyện audio com Khương Nghị không để cho Hắc ma đế tộc cùng Long tộc đợi lâu, trở lại hư không đế thành đơn giản tu dưỡng, liền bắt đầu chinh phạt hành động. Thời gian nếu như kéo đến lâu, tất cả đế quân chỉ sợ sẽ có tâm tư khác, khai thác khác hành động. Nhất là huyết ma đế quân, nhất định phải mau chóng xử lý. Ngày 15 tháng 2, Kiều vô hối, Khương diễm, Khương quỳ, Khương qua, Triệu thời việt, nằm tôn thần hoàng, giáng lâm hắc ma đế thành. Đối với đã từng phượng hoàng mà nói, thương huyền bên ngoài không thể nghi ngờ là cấm khu giống như tồn tại, huống chi là nguy hiểm đế thành. Nhưng là lần này, Đông hoàng toàn trực tiếp đem bọn hắn đưa đến đế thành nguyên nga đông đại môn, Kiều vô hối bọn hắn càng là không hề cố kỵ sôi trào liệt diễm, nở rộ cường quan, cao ngạo quan sát trên cửa thành hắc ma bọn họ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại thiên không năm vòng Kiêu dương hắc ma tộc vậy mà không có bất kỳ cái gì một tôn ma tái phát ra đuổi gầm thét. Để thành an tĩnh, ngàn vạn hắc ma khẩn trương chú mục. Cao ngạo hắc ma tộc chưa từng nhận qua khiêu khích như vậy. Nhưng là giờ này khác này, bọn hắn cảm thấy không phải phẫn nộ, mà là trước nay chưa có khẩn trương. Mặc dù chỉ là tới năm tôn Phượng Hoàng, nhưng là, theo thiên khải chiến trường ầm vang kết thúc, Phượng Hoàng địa vị không thể nghi ngờ là tăng mạnh đến không cách nào siêu tuyệt phương diện, nói là thẳng bức Cự long tộc cùng thiên long tộc đều xem như hàm súc mà bọn hắn giáng lâm, không thể nghi ngờ là mang đến phần thiên đế quân thẩm phán. Mời. Hắc ma đế quân đè ép khuất nhục, tự mình phát ra mời. Thanh âm trầm thấp như cuồng cuộn lôi đình, quanh quẩn mênh mông đế thành, nói không hết uy nghiêm, lại như cổ kiếm ra khỏi vỏ, vang vọng đất trời, đạo không hết ngạo khí. Nhưng dùng xin mời chữ, lại vẫn cứ là đơn giản cũng không phải lễ phép khách sáo. Đã hiển lộ rõ ràng uy nghiêm, lại không kém phong độ, còn biểu đạt ý nguyện của mình, tiến đến, đàm phán. Kiều vô hối người khoác bất diệt đồ đằng, lưng đeo thiên phạt thần kiếm, đi đầu đi vào hắc ma đế thành. Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Tả Hữu Gạt Tra, đồng dạng mặt giáp trụ đồ đằng, cầm trong tay cường binh. Đây là phượng hoàng tộc lần đầu quan minh chính đại đi ra thương huyền, càng là phượng hoàng tộc đại biểu chu tước đàm phán đế tộc, vô luận là khí thế hay là tư thái, đều tuyệt không thể yếu. Hắc ma đế quân cao cứ hắc ma đại điện, quan sát phía dưới năm vị thần linh. Phần thiên đế quân đâu? Ta chỗ này không đáng hắn tự mình tới. Kiều vô hối nói, vô ý mạo phạm, nếu là gia phụ đích thân tới, chỉ sợ hắc ma tộc không dám mở cái kia đông đại môn. Hắc ma đế quân bất mãn ý tứ trong lời nói, nhưng nếu thật là Khương Nghị đích thân đến, chỉ sợ không chỉ là đến đàm phán, mà là đồ thành. Khương Diễm nói, không biết thê tử của ta phải chăng còn tại đế thành. Thê tử ngươi là ai? Trước đó phụng mệnh đến đây đàm phán đọa lạc ma nữ, an minh hề. Nàng A, còn ở lại chỗ này. Có thể hay không làm phiền đế quân mời đi ra, Ta phần thiên đế quân chính miệng nói, đàm phán bắt đầu điều kiện là nàng vẫn mạnh khỏe. Nếu như nàng bị ủy khuất, xem tình huống một lần nữa chế định đàm phán nội dung, nếu như nàng không có ở đây, hắc ma đế tộc. Chôn cùng. Khương Diễm hai chữ cuối cùng không có nói thẳng ra, chỉ là làm khẩu hình, xem như cho hắc ma đế quân bảo toàn cái mặt mũi. Hắc ma đế quân không có cùng bọn hắn so đo thái độ vấn đề, ra hiệu tộc nhân trước tiên đem An Minh Hề mang tới. Sau đó không lâu, An Minh Hề được đưa tới đại điện. Thế nào? An Minh Hề khó nén kinh hỉ. Nếu Khương Diễm bọn hắn tới, Thiên Khải chiến trường rất có thể thắng, nhưng nàng hay là nghĩ ra được chính miệng xác nhận. Đại thắng. Khương Diễm nhìn thấy An Minh Hề hoàn hảo không chút tổn hại, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có hy sinh sao? An Minh Hề cuồng hỉ, kém chút liền muốn nhảy dựng lên treo hò. Đều không có trở ngại. Khương Diễm giữ chặt tay của nàng, dùng sức nắm chặt, biểu đạt lo lắng của mình. Phần Thiên Đế quân điều kiện Hắc Ma Đế quân may mắn chính mình không có luyện cái này đọa lạc ma nữ, nếu không hôm nay thật đúng là không tốt kết thúc. Phần Thiên Đế quân xác thực có điều kiện, hy vọng Hắc Ma Đế quân có thể phối hợp. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng, chúng ta nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước, lẫn nhau hợp tác. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ba vị đế quân sẽ liên hợp Tây tiến, đạp diệt Hắc Ma Đế thành. Không, cũng có thể là là bốn vị đế quân, bởi vì chúng ta tới đây thời điểm, Hồng Hoang Thiên Long đã tiếp Long tộc. Kiều Vô Hối nói xong, hơi dừng lại, mới nói: đế quân không cần phẫn nộ, đây chính là tình thế bây giờ. Các ngươi hắc ma đế tộc sinh tử tồn vong, tất cả chúng ta một ý niệm. Hắc ma đế quân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, mặc dù là hiện thực, nhưng bị một tôn thần linh như vậy bộc trực nói thẳng, hay là rất khó tiếp nhận. Kiều vô hối nói. Tại bắt đầu bàn điều kiện trước đó, ta phụng mệnh cùng đế quân giải thích mấy cái tình huống. Thứ nhất, hư không đế thành đã giáng lâm thương huyền. Thứ hai, hư không đế quân dung nhập hư không đế thành, hắn xem như chết rồi, cũng coi là còn sống, thứ ba thiên khải chi chiến chính là hư không đế quân khống chế hư không chi môn trấn áp huyền vũ đế quân hư không đế quân hắc ma đế quân hơi biến sắc rốt cuộc minh bạch khương nghị thắng được thiên khải chi chiến nguyên nhân hư không đế quân vậy mà tế hiến cho hư không chi môn rồi chẳng phải là nói hư không đế quân tương đương với còn sống kiều vô hối cho hắc ma đế quân chút thời gian để hắn từ từ tiêu hóa sinh ra kính sợ cùng hổ thẹn mới tiếp tục nói còn có sớm xưng đế sự tình chúng ta từ thượng thương cổ thành bên trong đạo ra một đầu hoàn toàn mới đăng thiên kiều, là thời kỳ hồng hoang ban sơ nguyên thủy đăng thiên kiều. Chúng ta không cần đến thiên khải chiến trường, liền có thể tại thương huyền nên đóng lôi kiếp. Cái gì? Hắc ma đế quân bỗng nhiên đứng dậy, còn không có từ hư không đế quân sự tình bên trong tỉnh táo lại, lần nữa bị chấn động đến đầu ván mắt hoa. Nguyên thủy đăng thiên kiều. Không cần đến thiên khải, trực tiếp tại thương huyền xưng đế. Hắc ma đế quân gắt gao tiếp cận kiều vô hối bọn hắn, trong lúc bất chợt cảm xúc cuồn cuồng, cuồng đầy mặt phẫn nộ, lại có cổ tức miệng mắng to xúc động. Tên hỗn đảng kia vậy mà không cần đến thiên khải lên trời. Cái kia ba năm kỳ hạn chân chính mục đích, chẳng phải là đang đùa bọn hắn. Bọn hắn vậy mà thật giống như là đồ đần một dạng, cho hắn thời gian ba năm, lại như đồ đần một dạng, chạy đến thiên khải lập đi lặp lại họp. Tên hỗn đảng kia hoàn toàn là coi bọn họ là đồ đần đùa nghịch. Kiều vô hối nói. Chúng ta đang suy nghĩ hủy đi thiên khải đăng thiên kiều, chỉ lưu lại thương huyền nguyên thủy đăng thiên kiều chi sau thiên hạ các tộc muốn xưng đế, đều muốn triệu bái thương huyền, tiếp nhận thương huyền khảo hạch. Hắc ma đế quân sắc mặt lần nữa kịch biến, toàn thân đều nổi lên cổ ác hàng. Nếu thật là dạng này, thương huyền chẳng phải là khống chế thiên hạ các tộc mệnh mạch. Ai muốn xưng đế, đầu tiên phải đi qua nơi đó đồng ý, thương huyền có thể trực tiếp quyết định, cái nào cường tộc có thể xưng đế, cái nào cường tộc làm phụ thuộc. Cái này mẹ nó mới thật sự là ý nghĩa khống chế thiên hạ cách cục. Kiều vô hối nói. Ta ý tứ của những lời này là, nếu như ngươi không nguyện ý hợp tác với chúng ta, Hắc Ma đế tộc không chỉ có là hủy diệt ở thời đại này, còn có thể từ nay về sau vĩnh viễn đều khó có khả năng lại về đế tộc vị trí. Cho nên, tại ngươi làm quyết định trước đó, trước ngẫm lại Hắc Ma đế tộc tương lai. Không cần bởi vì xúc động nhất thời, hủy toàn bộ Hắc Ma đế tộc truyền thừa. Hắc Ma đế quân dùng sức nắm chặt nắm đấm, trợn mắt trừng trừng, nóng nảy lửa giận tại toàn thân cuồn cuộn, cơ hồ muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Kiều Vô Hối, Khương Diễm bọn hắn đều ngạo nghễ động thân không sợ hãi chống cự lại kinh khủng đế uy. Hắc ma đế quân cuối cùng vẫn là đè lại lửa giận, trầm giọng nói. Điều kiện. Kiều vô hối không nóng không vội, tiếp tục nói. Tại đàm phán trước khi bắt đầu, ta còn muốn cho ngươi để lộ một cái bí mật. Liên quan tới ba vạn năm trước trận kia thiên khải tai nạn. Chúng ta đã nhìn rõ vậy cái kia trạng tai nạn chân chính nguyên nhân, cũng đang khẩn trương trù bị lấy trận kia nguy cơ. Tại các ngươi xem ra, chúng ta giả tâm bừng bừng, là muốn trọng chỉnh thiên hạ cách cục, nhưng tại chúng ta mà nói, chúng ta chỉ là đang gây dựng chân chính ý nghĩa liên hợp trận tuyến, ứng phó trận kia từ hồng hoang kéo dài đến nay, bạo phát mấy chục lần nguy cơ. Hắc Ma Đế Quân đưa tay đánh gãy, ngồi trở lại đến điện trên ghế. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta vừa mới cảm xúc bất ổn, không có nghe rõ. Ngươi nói. Mấy lần. Kiều vô hối lặp lại. Mấy chục lần. Cụ thể số lượng không rõ, nhưng vài vạn năm một lần, vòng đi vòng lại, trăm vạn năm tồn tục ở giữa, nhất định có hai mươi lần đi lên hắc ma đế quân biểu lộ dần dần quái dị. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Cần điều kiện liền trực tiếp đàm luận, nếu như ta đáp ứng liền khẳng định tuân thủ, đừng theo dệt vô cớ chút hoang đường cố sự đến lừa bịp ta. Chương 2030 Lấy mạng đổi mạng Nguồn Mê truyện audio com Kiều vô hối nói Nếu như ngươi không tin, ta có thể xin mời hư không đế quân tự mình đến nói cho ngươi, cũng có thể xin mời tinh linh đế quân tới cùng ngươi giảng, Đối với chuyện như thế này, chúng ta hoàn toàn không cần thiết theo dịch vô cớ. Tóm lại, nguy cơ mới chẳng mấy chốc sẽ tới, dự đoán tại chừng 10 năm, rất có thể sẽ chỉ sớm sẽ không trì hoãn. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, chúng ta đem vứt bỏ hiểm khích lúc trước, từ bỏ nhân gian ân oán, cộng đồng ứng đối trận này hoang cổ nguy cơ. Ngươi đem thay ngươi tiền nhiệm đế quân báo thù, ngươi đem bảo vệ tộc đàn bảo vệ thế giới, làm 30 năm đến chân chính chuyện có ý nghĩa. Nếu như ngươi không nguyện ý hợp tác với chúng ta, Chúng ta đem sớm thanh lý huyết ma đế tộc, lợi dụng nơi này tài nguyên, trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng cường giả mới, theo chúng ta ứng đối trận kiên nguy cơ. Hắc Ma Đế quân cao cứ điện tòa, quan sát phía dưới thần hoàng. Đây là sự thực. Hoang cổ đến nay nguy cơ. Mỗi lần đều là thần ma bại vong. Hắc Ma Đế quân càng nghĩ càng hoang đường, càng nghĩ càng thấy lấy không chân thực. Cũng thật sự là bị bọn cháu trai này lừa gạt sợ. Nếu như cái này lại là Trận Khương Nghị lập âm mưu, hắn giỏng giặc nhảy vào đi cuối cùng chẳng phải là lại là trận trò cười kiều vô hối lặng lẽ cùng khương diễm bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt không biết có phải hay không là ảo giác nhưng bọn hắn giống như cảm giác vị này đế quân không quá thông minh dáng vẻ trách không được tinh linh đế quân nhắc nhở bọn hắn đàm phán phải có kiên nhẫn lúc ấy còn tưởng rằng hát ma đế quân rất khó đối phó rất táo bạo hiện tại xem ra giống như không phải chuyện như vậy trách không được thông thiên ma hoàng nói hát ma tộc là điển hình dùng đầu óc đổi thực lực ma tộc, lúc ấy còn tưởng rằng là không phục, là nói đùa, hiện tại xem ra. Giống như có như vậy chút ý tứ. Khương Diễm ra mặt nói. Ngài đi vào đế quân cảnh giới đến nay đã 30, 0005, mặc dù cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, nhận ức vạn ma tộc tôn trọng, nhưng là trường ngủ say, tu luyện, bồi dưỡng ma hoàng, cùng mặt khác đế quân lục đục với nhau, chưa từng làm qua bất luận cái gì chuyện có ý nghĩa. Ngài chưa từng thống thống khoái khoái tái chiến đấu thắng, chúng ta chân thành mời hắc ma tộc có thể cùng chúng ta kệ vai chiến đấu đến thiên khải chiến trường đến sâu trong vũ trụ nên kích đám kia sắp trở về sát thiên giả dùng chiến đấu chân chính bảo vệ đế quân vinh quang dùng ngài cường hãn hắc ma chiến khu thủ hộ nên bảo vệ thương sinh sát thiên giả hay là một đám hắc ma đế quân khẽ nhíu mày tốt tùy tiện danh từ a à, còn muốn sát thiên không sợ thiên tán hắn chỉ chúng ta trước mắt hiểu rõ tình huống đúng là một đám ngay tại cấp tốc tới gần thế giới này nhất là từ thế giới khác tới, đường xá xa xôi, chỉ sợ muốn hơn một tỷ dặm, thậm chí mấy tỷ dặm, cho nên cần hao phí thời gian, nhưng cũng sắp đến. Hiện tại, trước mặt ngươi bày biện hai con đường. Con đường thứ nhất, chiến tử tại thương huyền nội đấu bên trong, chết không có chút ý nghĩa nào, chết chật vật khuất nhục, sau khi chết hắc ma đế tộc chôn cùng, hắc ma đại lục đổi chủ, mà hắc ma tộc từ nay về sau lại không đế quân sinh ra. Con đường thứ hai, cùng chúng ta kết minh, chân chính ý nghĩa kết minh, cộng đồng nên chiến đám kia người giết trời cho dù cuối cùng chiến tử, nhưng hắc ma đế tộc còn có thể bảo toàn, ngươi càng là chết tại sát thiên chi chiến, chết đường đường chính chính, chết oanh oanh liệt liệt. Nếu như có thể may mắn sống sót, chờ tương lai ngươi già đi, quay đầu chuyện cũ, đây cũng là ngươi vài vạn năm đế cảnh sinh mệnh bên trong đáng giá nhất dư vị, đáng giá nhất kiêu ngạo, cũng đáng giá nhất giảng cho hậu nhân nghe cố sự. Kiều vô hối hòa hoãn thái độ, phát ra mời. Mặc dù hắc ma đế quân không phải rất thông minh, nhưng thực lực là thật mạnh. Nhất là đế cảnh ma nghịch thương thiên cực hạn bạo phát xuống chắc chắn phi thường khủng bố, có thể tại thời khắc máu chốt ảnh hưởng chiến cuộc. Hắc Ma Đế Quân cau mày, hay là tại quan sát Kiều Vô Hối bọn hắn. Đám gia hỏa kia nói chuyện rất có trình độ a, tầng tầng tiếng dần lên, tình cảm dạt dào. Đây là cùng Khương Nghị tên điên kia học, hay là chính mình bình thường luyện tập. Trách không được người ta có thể thành công đâu, nguyên lai là thật cố gắng a, các mặt đều bỏ công sức. Kiều Vô Hối bọn hắn ngước nhìn Hắc Ma Đế Quân, chờ đợi lấy quyết định của hắn chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, giờ phút này nhìn như uy nghiêm hắc ma đế quân căn bản không phải tại nghĩ sâu tính kỹ, mà là tại cảm khái bọn hắn khẩu tài. Ngài nếu như đồng ý hợp tác với chúng ta, xin mời tháng 9 đích thân tới thương huyền đại lục. Đến lúc đó, chúng ta đế quân sẽ đích thân giới thiệu cho ngươi cùng biểu hiện ra sát thiên nguy cơ. Kiều vô hối gặp hắc ma đế quân chậm chạp không có tỏ thái độ, chỉ có thể lần nữa mời. Hắc ma đế quân cuối cùng mở miệng. Đàm luận điều kiện. Kiều vô hối nói. Đầu tiên là ân oán thiên diện ma hoàng cùng liệp thần thương sự tình cùng đồ sát hắc ma tộc ma hoàng sự tình đều xóa bỏ để báo đáp lại chúng ta không can thiệp hắc ma tộc đối với hắc ma đại lục khống chế nơi này hay là lãnh địa của các ngươi tất cả ma tộc đều là các ngươi phụ thuộc chúng ta tuyệt không mạo phạm nơi này càng sẽ không xúi dục cái nào đó ma tộc khương diễm nói bổ sung ngài khả năng cảm giác rất hoang đường nhưng nếu như chúng ta bí mật liên hệ hình thiên ma tộc ta muốn bọn hắn rất nguyện ý cùng chúng ta kết minh chúng ta càng đem tận hết sức lực bồi dưỡng hình thiên ma tộc dựa theo thiên hậu ý kiến, nhưng thật ra là muốn xúi dục hình thiên ma tộc, nhưng là hình thiên ma tộc hiện tại ngay cả thánh hoàng đều không có, trong thời gian ngắn không có khả năng lại tạo nên ra đặc thù cường giả. Cho nên, Khương Nghị đề nghị là trấn an Hắc Ma Đế Quân, bảo đảm Hắc Ma Đế Quân có thể chân chính hợp tác. Hắc Ma Đế Quân khóe mắt kéo ra, cái này rõ ràng là khi phụ người sự tình, từ bọn hắn trong miệng nói ra vậy mà cùng ân điển một dạng. Kiều Vô Hối tiếp tục nói, Điều kiện thứ hai, ngươi muốn cùng chúng ta kết minh, liền cần cho thấy tư thái, càng cần hơn mua mệnh. Đơn giản tới nói, chờ ngươi tháng 9 đến Thương Huyền Đại Lục thời điểm, xin mang bên trên Bắc Thái Đế quân đầu. Ngươi nói cái gì? Hắc Ma Đế quân bỗng nhiên đứng dậy, lửa giận lại nổi lên. Dùng Bắc Thái Đế quân mệnh, bảo đảm ngươi Hắc Ma Đế quân mệnh, bảo đảm ngươi Hắc Ma đế tộc mệnh. Kiều Vô Hối sau khi nói xong hỏi ngược lại câu, "Ngài sẽ không cho là chúng ta là đi cầu ngươi hợp tác a?" À? Hắc Ma Đế quân gầm thét. Bắc Thái Đế quân giấu ở Bắc Thái Đế thành bên trong, ta như thế nào giết hắn? Các ngươi quá để mắt ta. Kiều vô hối nói. Ngươi còn chưa có thử làm sao biết không được. Ngươi thế nhưng là hắc ma đế quân, ngươi hắc ma tử chú, ma nghịch thương thiên, đều là ma tộc cấm kỵ đại pháp. Bất luận cái gì xưng đế đế quân ở giữa đều không có thực lực tuyệt đối chênh lệch, ta là rất mạnh, nhưng ngươi coi bắc thái đế quân yếu sao. Huống chi hắn còn tránh trong đế thành. Nếu như ngươi tự mình làm không đến, có thể mời minh hữu nha. Ta ở đâu ra minh hữu? Huyết ma đế quân mặc dù trốn về huyết ma đế thành, nhưng các ngươi có thể tha hắn sao? hắn hiện tại chỉ sợ đã chết đi. Nếu như không để ý, ta cho ngươi chỉ con đường sáng. Ở đâu ra đường sáng, đường đều bị các ngươi phá hỏng. Đi về phía nam nhìn. Long tộc. Long tộc. Hồng Hoang Thiên Long đã tiến vào Long tộc. Chúng ta cho nơi đó mở ra điều kiện là Long đế cần mang theo thái sơ đế quân đầu lâu tiếp thương huyền. Ta muốn, nơi đó hiện tại cũng rất cần trợ giúp. Hắc ma đế quân hồng học thở hỗn hỉnh, nắm đấm càng nắm càng chặt, răng rắc khớp xương tiếng ma sát tại rộng rãi trong ma điện quanh quẩn, mang đến kinh hồn nhiếp phách cảm giác áp bách. Quá ghê tởm. Coi hắn là kẻ ngu sao. Biết rõ đế thành nguy hiểm, cố ý để bọn hắn đi giải quyết. Cái này rõ ràng là tại hướng khắp thiên hạ tuyên cáo hắn khương nghị thống trị địa vị, các ngươi nhìn, ta có thể sai sự hắc ma đế quân cùng long đế. Các ngươi nhìn, hắc ma đế quân cùng long đế cần dùng đế quân mệnh, mua cho mình mệnh. Đây càng là muốn thông qua Bắc Thái Đế Thành cùng Thái Sơ Đế Thành, tiêu hao hắn cùng Long Đế thực lực muốn sang bằng đế thành, chém vết đế quân, khẳng định là muốn trả giá thật lớn, huống chi hay là hai tòa đế thành, hai tôn đế quân. Đến lúc đó, hắn cùng Long đế đều là thân thể bị trọng thương, càng cần hơn hướng Khương Nghị thỏa hiệp, mà Khương Nghị thậm chí khả năng nhân cơ hội này, giết hắn cùng Long đế, chân chính thống trị thế giới. Kiều Vô Hối nói: "Đế quân không nên nghĩ nhiều. Chúng ta là muốn ứng đối sát thiên chi chiến, cường giả đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng chúng ta càng cần hơn chân chính kết minh, không hy vọng xuất hiện không ổn định nhân tố." cho nên, hiện tại đế quân bên trong, chúng ta không có khả năng lưu quá nhiều, nhưng cũng nhất định phải lưu mấy cái. Ngài, minh bạch ý của ta. Chương 2031 Long tộc kiêu ngạo Nguồn Mê truyện audio com Hắn đang làm gì? Rộng rãi đế thành, vạn long tụ tập, toàn bộ dơ lên đầu, nhìn lên bầu trời một lần lại một lần bay qua hồng hoang thiên long. Hắn tìm không thấy cửa thành rồi. Cửa thành không phải cho hắn mở ra sao? Hắn đang quan sát đế thành hay là sợ hãi không dám vào tới ngươi nghe cái kia to rõ lông ngâm giống như là sợ sệt tại sao ta cảm giác hắn tại khoe khoang long tộc bọn họ nhỏ giọng nói nhỏ biểu lộ đều rất quái dị từ khi khương nghị tuyên cáo thiên hạ đằng sau bọn hắn ngay tại khẩn trương khương nghị sẽ tới xâm lấn cũng đang mong đợi hồng hoan thiên long có thế trước tới gặp mặt rốt cục hồng hoan thiên long tới nhưng là tôn này thiên long vậy mà vòng quanh để thành xoay một vòng một vòng lại một vòng chính là không tiến vào thật đem bọn hắn cuốn mộng. Không sai biệt lắm được. Đông Hoàng càng ngồi tại hồng hoang thiên long trên lưng, khá là không biết phải nói gì. Nhất định phải cuốn đủ 10 vòng. Lão tử rốt cục đến long tộc đế thành, nhất định phải tất cả long tộc đều nhìn thấy. Không phục sao? Chịu đựng. Lão tử hôm nay là long tộc chú cứu thế. Hồng hoang thiên long chở đi hồng mông thiên bia, phát ra to rõ long ngâm, tại cự long tộc, thiên long tộc, cùng bộ phận chân long tộc chú mục dưới, tiếp tục vòng quanh vòng tròn rốt cục, vòng thứ 10 kết thúc. Hồng Hoan Thiên Long từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bắc bộ chỗ cửa lớn, ngẩng đầu mà bước đi tới đế thành. Ta chờ ngươi ở ngoài. Đông Hoàng càng ẩn vào hư không, không có đi theo đi vào. Lần này đến thăm Long tộc, trừ hắn Đông Hoàng càng bên ngoài, không có bất kỳ người nào cùng đi. Cái này không chỉ có là khương nghị đối với Hồng Hoan Thiên Long tín nhiệm, càng là đối với trước mắt thế cục tuyệt đối tự tin tại thiên long tộc ngao tấn tự mình dẫn dắt dưới hồng hoan thiên long đi tới tượng trưng cho long tộc chí cao địa vị bên trong tòa long điện nguyên thủy đăng thiên kiều hư không chi môn tại nghe xong hồng hoan thiên long sau khi giới thiệu bên trong tòa long điện lâm vào thật lâu bình tĩnh trách không được khương nghị dám can đảm khiêu chiến đế tộc nguyên lai không cần đến thiên khải thuế biến trách không được khương nghị có thể khống chế thiên khải cục diện nguyên lai hư không chi môn thật trở về Cách không được Khương Nghị có thể cùng tinh linh đế tộc toàn diện kết minh, nguyên lai Khương Nghị ở nơi đó còn có hài tử. Bọn hắn thì ra là như vậy bại. Không phải bại bởi thực lực, bại bởi sức tưởng tượng. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Khương Nghị có nguyên thủy đăng thiên kiều, không cần đến thiên khải. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Khương Nghị còn cùng tinh linh làm ra đứa bé, còn mẹ nó xưng đế. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến hư không đế quân đem chính mình tế hiến tặng cho hư không chi môn. Tất cả long tộc đều thần tình nghiêm túc, trong đầu quanh quẩn chính mình tiếng mắng chửi, Ai mẹ nó có thể nghĩ đến. À. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến. Long đế đều tâm tình phức tạp, trận này Thiên Khải chi chiến bị bại thực sự là. Lại oan lại không oan. Hồng Hoang Thiên Long tăng lên cái đầu, nói, bắt đầu nói chuyện trước đó, ta muốn hỏi hỏi các ngươi. Vì cái gì chưa từng xuất hiện tại Thiên Khải chiến trường? Không cần khẩn trương, cũng là bởi vì các ngươi không có đi qua, chúng ta Thiên Khải chi chiến mới có thể trọn vẹn hoàn thành, không có tạo thành quá lớn thương vong. Đối với Thiên Khải chiến trường hồng hoan thiên long nhưng thật ra là có như vậy điểm tiếc nuối dựa theo kế hoạch của bọn hắn hắc ma đế quân long đế thái sơ đế quân hẳn là đều ở nơi đó khi bọn hắn cao điệu hiện thân khương nghị khương thương còn có hư không chi môn đại sát toàn trường thời điểm hắc ma đế quân cùng long đế quả quyết làm ra lựa chọn cao điệu kết minh sau đó tới một trận oanh oanh liệt liệt đế cảnh đại chiến ở dưới loại cục diện kia không chỉ có thái sơ đế quân trốn không thoát ngay cả Bắc thái đế quân cũng phải bị bắt được không chỉ có đặc sắc cũng không trở thành hiện tại phiền toái như vậy Long Đế chậm rãi cuộn gấp thân rồng, hiện tại đến hỏi, hắn làm sao đáp? Nói thẳng ta lúc ấy liền nghĩ hợp tác với các ngươi, cái này chẳng phải là lộ ra rất dối trá? Chẳng lẽ nói lúc ấy là muốn chế giễu? Chẳng phải là tìm phiền toái cho mình? Hồng Hoan Thiên Long cố ý nhìn chậm chậm Long Đế, chính là để hắn khó xử, dết vết nhuệ khí. Long Đế nhẫn nhìn thật lâu, trầm giọng nói: Quan sát thế cục mới quyết định. Hồng Hoan Thiên Long nói: Hiện tại thế cục rất rõ lãng ngươi làm ra quyết định. Long Đế nói. Hiện tại thế cục phức tạp hơn. Hồng Hoang Thiên Long lặng lẽ cười hai tiếng. Ngươi cái này Long Đế nên được cũng không được a, làm Long tộc chân chính thống lĩnh, hẳn là bày mưu nghĩ kế, lắm mưu giỏi đoán, đây là cơ bản nhất năng lực, đẩy ra mê vụ, thấy rõ thế cục, càng là ngươi nên có phán đoán. Kết quả hiện tại thế cục đều như thế sáng suốt, ngươi vậy mà cảm giác phức tạp hơn. Hắc hắc, thực sự không được, nhường chỗ. Để ta làm làm cái này Long tộc chi chủ. Làm càng tức giận long năm vang vọng long điện chỉ là lúng túng cự long tộc tập thể gào thét thiên long tộc tập thể im lặng chân long tộc nhao nhao cúi đầu cái này đột nhiên vi diệu biến cố ẩn chứa rất rất nhiều ảo diệu đến mức bầu không khí đột nhiên an tĩnh hồng hoang thiên long con mắt đi lòng vòng cười hắc hắc ta cùng ngươi giới thiệu sơ lược bên dưới thương huyền tình huống lần này thiên khải chi chiến chúng ta không có hy sinh bất luận một vị nào thần ma ngược lại là trấn áp mười tôn thần nuốt vào huyết ma đế quân còn chém vết mới của hai vị Huyền Vũ Đế quân. Thực lực của chúng ta không chỉ có sẽ nhanh chóng khôi phục, sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vô cùng mạnh. Xét thấy tất cả đế tộc lúc trước một ít hỏng bét biểu hiện, chúng ta khẳng định là muốn trọng chỉnh thiên hạ cách cục. Long tộc chính là cực kỳ trọng yếu một cái. Muốn trọng chỉnh Long tộc, ngươi cự Long Đế quân chính là bên trong khâu máu chốt nhất. Ngươi khả năng cảm giác không phải thư thái như vậy, nhưng đây chính là sự thật, đây chính là ngươi cố ý giả vờ xem không hiểu thế cục. Hồng Hoan Thiên Long nói không chút khách khí, cũng là thật không cho Long Đế mặt mũi. Long Đế toàn thân vẫy rồng mặt ngoài nổi lên lít nhà lít nhíp Long Văn, giống như là từng cái từng cái Long ảnh bốc lên, tràn ngập ra kinh khủng Long Uy, giống như là vô hình đại dương mênh mông, che mất cả tòa cung điện. Bên trong tòa Long Điện tất cả Long tộc đều cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng huyết mạch áp bách. Hồng Hoang Thiên Long cũng không sợ hắn, tiếp tục phách lối nói. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là đem ngươi giết, do ta tiếp nhận Long tộc thống lĩnh vị trí, do Thiên Long tộc thống ngự Long tộc nhưng là đâu, nếu như ngươi nguyện ý cùng thương huyền hợp tác, chúng ta vẫn là có thể cân nhắc giữ lại ngươi, sau đó để Long tộc tiến vào sông đế thời đại. Ngao Tấn đột nhiên mở miệng. Ta muốn biết thái độ của ngươi. Ngươi bây giờ là Khương Nghị Sứ Giả, hay là Long tộc tương lai Long Đế? Trong lời nói này rõ ràng mang theo bẫy rập, càng là chất vấn Hồng Hoang Thiên Long khuynh hướng, nhưng Hồng Hoang Thiên Long gian xảo vừa thô lỗ, cũng mặc kệ ngươi trong lời nói giấu lời gì, trực tiếp đáp lễ. Làm sao cùng lão tử nói chuyện đâu? hiện tại đại biểu thiên long tộc chính là ta, không phải ngươi. Ngươi nếu không phục, ta hiện tại liền cùng ngươi đứng ở thiên long tộc trước mặt, xem bọn hắn là nguyện ý với ai, ta cảnh cáo ngươi, chờ ta tiếp quản thiên long tộc tộc vụ, đầu tiên liền muốn tiến hành một trận đại thanh lý, không an phận, không phục, không tôn trọng, toàn bộ xử lý sạch. Chỉ cần lưu lại hơn 10 đầu huyết mạch, trăm năm ngàn năm đằng sau, thiên long tộc vẫn như cũ hương thịnh. Đừng đem chính mình, nhìn quá trọng yếu. Ngao tấn làm thiên long tộc mạnh nhất long thần, chưa từng nhận qua dạng này quát tháo, chính cái đầu toàn bộ đổi sắc mặt. Trừng cái gì trừng? Trước ngươi năm lần bảy lượt muốn giết chết ta, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Không muốn cái thứ nhất bị thanh lý, liền cho ta đem đầu thấp kém. Cự Long tộc ngao lê tức giận nói. Ngươi trước làm rõ ràng, ngươi còn không có chân chính đưa về Long tộc, càng không thuộc về Thiên Long tộc tộc trưởng, nói chuyện làm việc, đừng quá phách lối. Lão tử có tư cách phách lối. Lão tử hôm nay chính là đến phách lối. Không phục ai không phục. Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên ngẩng đầu bạo hống, nhấc lên kinh khủng hồng mông triều dân. Đối đãi cao ngạo long tộc, càng khách khí bọn hắn càng được đà lớn tới, càng là thân mật, bọn hắn càng là không biết tốt xấu. Hắn hiện tại không sợ trời không sợ đất, hôm nay chính là đến lập uy. Cái này một cuốn họng trống đến tương đương ngoại ý muốn, đem toàn bộ long tộc đều trấn trụ. Long tộc cao ngạo, vô ý thức liền muốn gầm thét đáp lễ, nhưng nhìn Hồng Hoan Thiên Long hư hóa chiến khu, kinh khủng thiên bia, suy nghĩ lại một chút cục diện bây giờ, Bọn hắn ngạnh xinh xinh đè xuống tiếng long ngâm. Hồng Hoang Thiên Long trùng điệp hừ một tiếng, tiếp tục nói: "Ta không cùng các ngươi nói nhảm, hôm nay tới chính là để cho các ngươi làm quyết định. Thứ nhất, các ngươi phối hợp Thương Huyền, cải biến Long tộc kết cấu. Thứ hai, chúng ta tự mình động thủ, cải biến Long tộc kết cấu." Long đế chậm rãi nâng lên to lớn đầu, hướng Hồng Hoang Thiên Long. "Nếu như ngươi coi là lưng tự Thương Huyền, liền có thể tại Long tộc cố tình làm bậy, ngươi liền sai." Hồng Hoang Thiên Long sải bước hướng về phía trước giơ hai cánh, giơ lên đầu, dằn có nói. Nếu như ngươi còn tưởng rằng hiện tại Long tộc còn có thể bảo trì hiện trạng, ngươi liền sai, mười phần sai. Mặc kệ ngươi tiếp nhận hay là không tiếp nhận, tòa này đế thành, sớm muộn là của ta đế thành. Nếu như ngươi không phục, hiện tại liền giết ta, nhưng ta cam đoan, không dùng đến mười ngày, cự Long đại lục trăm vạn dặm sơn hà đều đem thay ngang khắp đồng. Đừng tưởng rằng thế giới này không thể rời bỏ Long tộc, thế giới sinh sôi năng lực so với các ngươi tưởng tượng mạnh. Không bao lâu, Khương Nghị liền có thể từ thiên hạ xà mãn cùng Á Long bên trong, tỉnh lại huyết mạch, bồi dưỡng mới cự Long cùng Thiên Long, tuyệt đối thuộc về hắn Thiên Long cùng cự Long. Nếu như ngươi còn muốn còn sống, nếu như ngươi còn muốn bảo trì hiện trạng, liền cho ta hãy tôn trọng một chút, ngoan ngoãn nghe ta an bài. Chương 2032 Khế ước Long tộc Nguồn Mê truyện audio com Tại hồng hoang thiên long cường thế nhìn gần phía dưới, lòng đế cuối cùng trầm mặt, chỉ là không có cúi đầu, càng không có lui lại, đây là hắn sau cùng cao ngạo. Hồng Hoang Thiên Long cũng không có quá phận bức bách vị này đứng ở thế giới đỉnh phong 30, không 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 năm Long Đế thật cúi đầu, tiếp tục nói. Đầu tiên cho thấy một chút, ta cùng Khương Nghị là huynh đệ, chỉ cần ta sống, tình cảm huynh đệ đều muốn vượt qua tộc đàn đại nghĩa. Ta chỉ cần còn sống, Thiên Long tộc nhất định phải tôn trọng thương huyền, tôn trọng hắn phần thiên đế quân. Điểm thứ hai, chúng ta đang suy nghĩ dỡ bỏ Thiên Khải Đăng Thiên Kiều, từ nay về sau, thiên hạ tất cả đế tộc muốn lên trời xưng đế, đều muốn đến thương huyền tiếp, đều muốn đạt được phần thiên đế tộc cho phép cho nên, vì long tộc tương lai, các ngươi đều cho ta hãy tôn trọng một chút. Điểm thứ ba, ta chung quy là long tộc, từ thương huyền nơi đó tranh thủ một cái điều kiện đặc thù. Hồng Hoang Thiên Long nói, thoáng trầm mặt một lát. Ta nghe tinh linh đế quân nói, cự long tộc khả năng tồn tại hư hóa cự long. Thương huyền bên kia có thể đồng ý, cự long tộc sinh ra tân đế. Ngươi nói cái gì? Tòng long đế đến nhau lê, tất cả cự long toàn bộ biến sắc. Phía trước hai cái điều kiện nghe được bọn hắn phản cảm càng phẫn nộ, nhưng đầu thứ ba kiện đi ra, tất cả mâu thuẫn toàn bộ biến thành kích động. Xem ra, các ngươi là thật có siêu thần cảnh cự Long A. À? Hồng Hoang Thiên Long âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như thương huyền đại chiến trong lúc đó, Long tộc đem siêu thần cự Long đưa qua, không chỉ có thế giới mới không có, thiên hậu bọn hắn sợ rằng cũng phải không có. Khương Nghị đồng ý chúng ta bồi dưỡng tân đế. Long đế nhìn chầm chầm Hồng Hoang Thiên Long, nếu quả thật có thể nuôi dưỡng tân đế, hắn cũng không để ý cùng Khương Nghị hợp tác, thậm chí không để ý tiếp nhận cái này Hồng Hoang Thiên Long xương đế. Ba vị Long đế a, à, đây là hồng hoang đến nay tuyệt vô cận hữu huy hoàng. Mà lại tại đương kim loạn cục bên trong, thực lực tuyệt đối mới có tuyệt đối quyền nói chuyện, nếu như bọn hắn cự Long tộc thật có thể có hai đại Long đế, nhất định có thể ứng phó các loại nguy cơ. Phần Thiên đế quân đồng ý, nhưng là đối với cự Long tộc đưa ra một cái điều kiện. Hồng Hoang Thiên Long khẳng định gật đầu. Đây là thiên hậu đề nghị, mà lại có thâm ý khác. Nói. Long đế có chút ngẩn đầu, đột nhiên cảm giác tên lớn lối này chẳng phải đáng giận. Ngao Lê thật sâu sắc khẩu khí, đây quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn a. À, Cự Long tộc chẳng những không có xuống dốc, lại còn muốn trở nên mạnh hơn. Khương Nghị tên điên kia đến cùng nghĩ như thế nào, vậy mà chịu đáp ứng cho bọn hắn cơ hội. Chẳng lẽ không biết Long tộc thực lực? Hồng Hoan Thiên Long đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, quay người hướng Ngao Lê. Nhìn ta làm gì? Ngao Lê trong lòng run lên, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Một con rồng hối đoái một con rồng. Hồng Hoang Thiên Long nhìn chầm chậm Ngao Lê, gần từng chữ nói có ý tứ gì? Ngao Lê toàn thân vẫy rồng đều căng thẳng. Cự Long tộc, sinh ra một vị tân đế, kính dân một vị Long thần. Ta không rõ ý của ngươi, nói rõ ràng. Ngươi, đi thương huyền. Làm cái gì? Làm thiên hậu, khế ước thú. Hoang đường. Làm càng. Lẽ nào lại như vậy? Ngao Lê giận tím mặt, làm cự Long tộc thứ nhất Long thần, cự Long tộc trên mặt nổi người mạnh nhất, thậm chí cùng thiên hậu thua chết giết được, há có thể thần phục. Tuyệt không có khả năng long đế đều quả quyết cự tuyệt cao ngạo cự long há có thể làm nhân tộc khế ước thú một tôn long đế không đổi được một đầu long thần các ngươi không quá biết tính sổ a ngươi đổi không chỉ có là long thần còn có cự long tộc tôn nghiêm long đế thái độ kiên quyết long tộc tôn nghiêm cao hơn hết thảy dù là mới dụ hoặc lại lớn cũng không thể lấy từ bỏ long tộc tôn nghiêm làm đại giá ngươi sai hắn muốn đi chuộc tội lúc trước long tộc đại chiến thế giới mới sát hại quá nhiều thương huyền cường giả nơi đó đối với bên này ý kiến phi thường lớn, Long tộc bây giờ muốn may mắn còn sống sót, liền không nên làm ra bồi thường sao. Các ngươi có thể nhìn xem huyền vũ đế tộc, trước sau hai vị đế quân đều bị chém. Ngao lê làm thiên hậu khế ước thú, là vì toàn bộ cự Long tộc chuộc tội. Các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Ta tuyệt không làm thiên hậu khế ước thú. Ngao lê trận mắt nhìn, mặc kệ nói cái gì, hắn đều khó có khả năng thuộc về thiên hậu nhân loại kia. Thật không làm vậy liền xin lỗi, không chỉ có cự long tộc không có khả năng lại có tân đế, toàn tộc đều muốn lọc vào đồ sát. Chớ cùng ta trừng mắt, lão tử có nói câu nói này lực lượng. Hồng hoang thiên long nói xong, hừ một tiếng. Sẽ nói cho các ngươi biết cái tin tức, hắc ma đế tộc đã cùng chúng ta kết minh. Hắn hiện tại hận không thể giết một cái đế quân, hướng thương huyền hiệu trung đâu. Ta rất không hy vọng long tộc biến thành mục tiêu của hắn, cho nên các ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bên trong tòa long điện không khí ngột ngạt đến u ám, không chỉ có cự long, tất cả long tộc đều mặt giận dữ. Cao ngạo long tộc lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Đối mặt qua như vậy nguy cơ. Vẫn là bị một tôn thiên long trước mặt mọi người bức hiếp. Hồng hoang thiên long cố ý để bọn hắn phẫn nộ thời gian rất lâu, mới chậm rãi mà nói. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Thiên hậu khế ước, tại thương huyền đó là vinh quang, ai có thể đạt được lọc mắt xanh, không thể nghi ngờ là làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Kim hống, kim ô, đăng xà, tổ kỳ lân. Bọn chúng ban đầu đều là thuần huyết sao? không phải. Lại nhìn bọn chúng hiện tại thế nào? Tất cả đều là thần thú. Cự Long cùng Thiên Hậu khế ước là đôi bên cùng có lợi. Các ngươi kích phát tiềm lực của nàng cực hạn, nàng mang các ngươi đột phá cảnh giới cực hạn. Đợi cho tương lai thiên hạ yên ổn, khế ước tùy tiện có thể giải trừ. Lại là một trận kiềm chế trầm mặt. Long đế trầm giọng nói. Thiên hậu nguyện ý giải trừ. Ngao lê sắc mặt đột biến. Đế quân. Long đế nói. Ngự thiên khế ước, song hướng cùng có lợi. Như thiên hậu có thể mang ngao lê đột phá cực hạn, cũng coi là một loại giao dịch. Thần linh thuế biến đến siêu thần là cực kỳ gian nan quá trình, cho dù là cự long tộc đều cần hao hết vạn năm tiềm lực mới có thể tạo nên một cái. Mà siêu thần đến đế cảnh càng là khó khăn trùng điệp, không chỉ cần phải tài nguyên cùng thời gian lắng động, càng quan trọng hơn là muốn đứng trước mặt khác đế tộc can thiệp. Hiện nay nếu như Thương Huyền Phương diện có thể bảo đảm bọn hắn sinh ra mới siêu thần cùng đế quân, một ít điều kiện vẫn có thể tiếp nhận, đương nhiên, nhất định phải cam đoan tương lai có thể tùy tiện giải trừ khế ước, không thể để cho Kiêu Ngạo Cự Long tộc vĩnh viễn làm khế ước thú. Chỉ cần thiên hạ yên ổn, khế ước lập tức kết thúc. Dùng cái gì cam đoan? Dùng Hồng Hoang Thiên Long danh dự. Dùng Thiên Hậu Ngự Thiên Đế văn danh dự. Như vậy? Long đế vừa muốn suy nghĩ lấy đáp ứng, đột nhiên tỉnh ngộ nói: "Ngươi vừa mới nói, các ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa mới nói, các ngươi kích phát thiên hậu tìm lực cực hạn, nàng mang các ngươi đột phá cảnh giới cực hạn. Đúng vậy a, à, ta nói. Ý của các ngươi là? Ngao lê. Ngao tấn. Hồng hoang thiên long vừa dứt lời, ngao tấn giận tím mặt. Thả ngươi rắm. Hồng hoang thiên long bỗng nhiên quay người, nhìn hầm hầm nói. Ta là thiên long tộc chân chính lãnh tụ, ta quyết định. Ngươi, hoặc là chết làm lương thực, hoặc là cút cho ta đi thương huyền làm khế ước thú hồng hoan thiên long ngao tấn giận tím mặt chính cái đầu cuồng hống hét giận giữ hồng hoan thiên long ngươi dám bất kính hồng hoan thiên long vỗ cánh bạo kích hồng mông chi quan bao phủ cung điện long uy cuồn cuộn hồng mông phán đạo hắn giống như là thế giới chúa tể trấn áp thiên long ngao tấn đầy ngập lửa giận hận không thể liều mạng hồng hoan thiên long tự bạo vào hôm nay trước đó hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến hồng hoan thiên long giáng lâm long tộc tư thái sẽ như vậy bá liệt cùng dã man hoàn toàn không có cái gọi là bình đẳng tư thái, ngược lại giống như là thẩm phán giả, cao cao tại thượng, phán quyết toàn bộ long tộc vận mệnh. Đều mẹ nó cho lão tử nghe rõ ràng. Hồng Hoang Thiên Long chân đạp Hồng Mông Triều dân, tại Long Điện trấn áp chín cái đầu ngao tấn. Tại Thiên Khải trước khi kết thúc, các ngươi chẳng những không có đã cho ta nửa điểm giúp đỡ, ngược lại mưu toan tại Thương Huyền đem ta chém giết. Giữa chúng ta, hay là kẻ thù sống còn? Không đội trời chung. Nếu không phải Long mạch tương liên, ta không đành lòng long tộc xuống dốc, hôm nay tới không phải ta. Là thương huyền thần ma liên quân, là đối với long tộc chân chính sinh tử thẩm phán. Ta hôm nay tới, cho các ngươi mang đến điều kiện, cho các ngươi mang tới tôn nghiêm, cho các ngươi mang đến hy vọng, các ngươi tốt nhất cho ta hãy tôn trọng một chút. Nhất là các ngươi thiên long tộc, ai dám vi phạm tổ huấn, ta tuyệt không nương tay. Nên giết thì giết, nên trấn thì trấn. Dù là thiên long tộc từ trên xuống dưới, chỉ còn ba năm cái, sẽ không tiếc, ta sẽ dùng máu của các ngươi, bồi dưỡng hoàn toàn hiệu trung với ta hoàn toàn mới thiên long tộc. Chương 2033 Ba Tôn Long Thần Nguồn Mê truyện audio com Tại toàn bộ Long Điện Lâm vào an tĩnh về sau, hồng hoang thiên long tản ra hồng mông quan hải, trùng điệp dẫm đạp nhau tấn đầu, rơi xuống ở giữa tòa Long Điện. Hiện tại đàm phán, chỉ là tính long tộc nội bộ thương nghị, ngoại giới ai cũng không biết. Ngoại giới về sau biết đến, cũng đều là chúng ta sau khi thương nghị công bố ra ngoài hiện tại cũng cho lão tử thu hồi các ngươi đáng thương cao ngạo, thật tốt đàm luận. Hồng Hoang Thiên Long hất đầu quát lớn, hư vô móng vuốt đạp tan mặt đất, cực điểm phách lối, phách lối bên trong càng mang theo vài phần bá khí. Hắn sớm đã không còn là đã từng cự ngạc, mà là siêu việt thần linh, ngẩng đầu đế cảnh Thiên Long. Hắn càng đã không còn là đã từng mau tặc, mà là đi theo khương nghị, chinh chiến qua thiên khải, nghênh chiến qua đế quân siêu cấp cường giả. Thiên chủ y bách luyện, không sợ hãi, hắn sớm đã đúc thành uy danh thuộc về mình, càng lắng động thuộc về mình uy nghiêm có lẽ đại vương tặc điểu bọn hắn còn chưa ý thức được vị này đã từng mang theo bọn hắn hồ nháo đại tặc đã chân chính trưởng thành mà lại trưởng thành đến có thế một mình đảm đương một phía long đế trầm giọng nói nếu dạng này ta cũng nói chuyện điều kiện của ta cái thứ nhất tộc ta siêu thần ngao hồn sẽ ở trong vòng 5 năm lên trời đến lúc đó khương nghị tuyệt không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào can thiệp cái thứ hai long tộc đại lục hay là thuộc về long tộc khương nghị không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào cưỡng ép can thiệp cái thứ ba, Long tộc nguyện ý cùng Khương Nghị chung sống hòa bình, nhưng địa vị hoàn toàn bình đẳng, không tồn tại ai thụ ai sai khiến. Cái thứ tư, Ngao Tấn cùng Ngao Lê có thể đến Thương Huyền Đại Lục, cùng Thiên Hậu ký kết khế ước, nhưng tuyệt không thể công bố ra ngoài, mà lại thời gian nhiều nhất tiếp tục 10 năm, hoặc là Thiên Hậu lên trời chứng đạo ngày ấy. Cái thứ năm, trong vòng 10 năm, ngươi không được tiến vào chiếm giữ Long tộc Đế Thành, không được nhúng tay Long tộc sự vụ, càng không được từ Long tộc Đại Lục hướng Thương Huyền Đại Lục chuyển di bất luận cái gì Long tộc huyết mạch. Cái thứ sáu, tại ngươi chân chính quyết định tới thời điểm, đầu tiên muốn làm lấy toàn bộ Long tộc đại lục trước mặt, tuyên đọc Long tộc tổ huấn, cũng tuyên thể hiệu trung toàn bộ Long tộc truyền thừa đại nghiệp. Còn có cái thứ bảy, cũng là trọng yếu nhất, giữ lại Thiên Khải đăng thiên kiều. Chúng ta không có khả năng để Thương Huyền hoàn toàn khống chế Thông Thiên đại đạo, cái này không chỉ có là cho Thiên Hạ đế tộc một cái công bằng cơ hội, cũng là bảo toàn Thương Huyền đại lục. Các ngươi phải biết, Thương Huyền không phải đời đời đều có thể bảo đảm sinh ra đế quân, cũng không phải mỗi vị Thương Huyền chi chủ đều có khương nghị như thế phong thái pháp lực, trấn được huy hoàng thiên hạ. tại thương huyền thời kỳ toàn thịnh, tòa kia đăng thiên kiều có thể khống chế thiên hạ, nhưng thương huyền mỏi mệt thời kỳ, tòa kia đăng thiên kiều đem dẫn tới tai nạn, cho nên giữ lại thiên khải đăng thiên kiều rất có tất yếu. hồng hoang thiên long cẩn thận nghe xong, Hư cười nói, đây mới là đàm phán nên có thái độ. ba vị trí đầu đầu, ta hoàn toàn có thể thay thương huyền làm quyết định. đầu thứ tư, thương huyền bên kia điều kiện rất rõ ràng, muốn đợi cho thiên hạ bình định đằng sau, mới có thể giải trừ khế ước về phần cụ thể lúc nào cần các ngươi đến thương huyền tự mình đàm luận. Thứ năm đầu thứ sáu, ta có thể đồng ý, nhưng là đầu thứ bảy, cũng cần ngươi đến thương huyền tự mình thương thảo. Bây giờ nói nói điều kiện của ta. Đầu thứ nhất, thương huyền không còn đối với long tộc có địch ý, long tộc cũng đừng lại đối với thương huyền có bất kỳ địch ý. Đầu thứ hai, coi ta trở về đế tộc, cự long tộc tuyệt không đến can thiệp ta đối với thiên long tộc khống chế. Đầu thứ ba, ngươi, cần tại tháng 9, đến thương huyền đại lục, tiếp ta thương huyền chi chủ, phần thiên đế quân. Liền cái này ba đầu. Long đế thật bất ngờ, còn tưởng rằng tên lớn lối này sẽ đưa ra mấy cái quá phận yêu cầu đâu. Kỳ thật còn có đầu thứ tư, nhưng chỉ là cái điều kiện nhỏ, không cần thiết tính toán ở bên trong, đến lúc đó chính ta giải quyết liền tốt. Nếu là đàm phán, đem điều kiện toàn hàng đi ra. Điều kiện nhỏ mà thôi. Điều kiện nhỏ cũng là điều kiện. Chuyện nhỏ, chính là luân hồi Long thần theo ta về thương huyền, làm thiên hậu khế ước thú. Tỉnh. Long điện bỗng nhiên an tĩnh. Điều kiện nhỏ. Khế ước một tôn Long thần, ngươi mẹ nó quản cái này gọi điều kiện nhỏ. Hồng hoang thiên long, ngươi lớn rộng quá đáng. Luân hồi long thần ngao minh giận tím mặt, trước đó cố ý đứng ở phía sau, không có xen vào trận này đặc thù đàm phán, vốn cho rằng không có hắn chuyện gì, kết quả thời khắc cuối cùng, thình Lình bắt hắn cho cuốn vào, hay là làm khế ước thú. Thiên hậu kiếp trước đồ bọn hắn luân hồi long tộc, đương thời lại phải khế ước bọn hắn luân hồi long tộc. Chúng ta thiếu nàng đó a, à, long đế cố nén phẫn nộ, run lấy răng nanh nói. Thương huyền sát thực mạnh a, à, đường đường long thần, tại trong mắt các ngươi vậy mà biến thành điều kiện nhỏ rồi long thần xác thực rất mạnh nhưng luân hội long hoàng nha chân long tộc long tộc từ xưa đến nay chính là thiên long tộc cùng cự long tộc liên hợp chưởng quản chỉ cần ngươi cùng ta gật đầu hắn có lựa chọn chỗ trống sao ngươi cùng ta ngươi là thật đem mình làm thiên long tộc lãnh tụ chẳng lẽ có nghi vấn sao hồng hoan thiên long ngẩng đầu ưỡng ngực trực diện long đế ta luân hội long tộc hiện tại liền tuyên bố rời khỏi cự long đại lục Ngao Minh phẫn nộ cuồng hống, làm chân long tộc bên trong mạnh nhất long chủng, bọn hắn luân hồi long tộc trong lịch sử vô số lần thoát ly long tộc, một mình tại hải vực sinh tồn. Ngàn năm trước, bởi vì thiên hậu nổi điên đồ sát bọn hắn, mới bị ép đi vào cự long đại lục, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu hiện tại lọc vào uy hiếp, bọn hắn không để ý một lần nữa rời đi. Ta đồng ý. Hồng hoang thiên long không đợi long đế giữ lại, trực tiếp đại biểu thiên long tộc phương diện đồng ý, cái này khiến long đế phẫn nộ, cũng làm cho ngao tấn vị này thiên long tộc trên danh nghĩa long thần xấu hổ giận dữ không thôi cáo từ ngao minh giận dữ quay người hắc hắc từ từ thu thập ta tự mình hộ tống các ngươi rời đi cự long đại lục hồng hoang thiên long lộ ra nụ cười tà ác có ý tứ gì ngao minh trong lòng rung lên quay người nhìn hầm hầm nếu như long tộc cùng thương huyền hợp tác thương huyền sẽ đáp ứng bảo đảm long tộc đối với long tộc đại lục quyền khống chế tuyệt đối đối với nơi này sinh hoạt long tộc sẽ không áp đặt hãm hại, nhưng nếu như ngươi rời đi cự long đại lục, hắc hắc. Lão tử đồ ngươi toàn tộc. Hồng hoang thiên long chậm rãi quay người, hư vô trong đầu quanh quẩn tàn nhẫn cười lạnh. Ngươi quá phách lối. Ngao lê cùng ngao minh thực sự chịu đựng không nổi. Lão tử lưng tựa thương huyền, chính là phách lối như vậy, ngươi có thế thế nào? Hồng hoang thiên long lần nữa vỗ cánh cuộn hống, dằn con ngao lê cùng ngao tấn. Bên trong tòa long điện bầu không khí bắt đầu táo bạo, tất cả long tộc cường giả đều nhìn về long đế chỉ cần long đế gật đầu bọn hắn lập tức nhào tới vây quét đầu này cùng ngạo đến không ai bị nổi hồng hoan thiên long long đế sống ba mươi năm tầm tính tương đối muốn ổn trầm giọng nói cái này cái thứ ba điều kiện nhỏ ta sẽ đích thân đến thương huyền cùng khương nghị thương lượng hồng hoan thiên long quả quyết lắc đầu cái kia không có khả năng luân hồi long thần là thiên hậu trực tiếp điểm tên muốn coi như không khế ước ngao lê cùng ngao tấn cũng muốn khế ước luân hồi long thần ngao mình gầm thét. Chúng ta luôn hồi long tộc chiêu nàng chọc giận nàng rồi. Nàng kiếp trước đồ sát chúng ta, kiếp này còn muốn chà đạp chúng ta sao? Hồng hoang thiên long bất mãn nói. Ngươi kích động cái rắm. Thiên hậu coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc phận. Nếu như ngươi biểu hiện tốt một chút, chờ tương lai thiên hạ yên ổn, khế ước tiếp xúc, ngươi nói không chừng có thể mượn nhờ thiên hậu ưu ái, lần nữa thoát ly long tộc đại lục, một lần nữa khống chế một vùng biển. Long đế tầm mắt cục xuống, ánh mắt hiện lạnh ngay thẳng như vậy sao ở ngay trước mặt ta làm phân liệt hồng hoan thiên long nhìn quanh toàn trường đừng kéo căng lấy ngao minh nhất định phải theo ta đi không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống ngao minh chính ngươi nghĩ biện pháp tiếp nhận hiện thực này long đế chúng ta tiếp tục nói chuyện điều kiện của chúng ta phách lối a à, quá phách lối bên trong tòa long điện tất cả long tộc cường giả đều lên cơn giận dữ nhưng là có một số việc chính là như vậy một khi thỏa hiệp một lần liền sẽ một mực thỏa hiệp xuống dưới tại hồng học thô trọng trong lúc thở dốc bầu không khí cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh lấy tức giận trầm mặt biểu đạt thỏa hiệp vì sao muốn đợi đến tháng chín tiếp long đế trầm giọng mở miệng nhìn như tránh đi ngao minh vấn đề kỳ thực là đồng ý ngao minh khế ước ngao minh thất vọng nhìn xem long đế quay người giận dữ rời đi cho các ngươi thời gian chuẩn bị hồng hoang thiên long đối với ngao minh bóng lưng thổi cái huyết sáo chuẩn bị cái gì long đế thoáng khẩn trương chẳng lẽ muốn đem bọn hắn lừa gạt tới đó bí mật tru sát chuẩn bị hạ lễ a thiên khải một trận chiến kết thúc thương huyền có đế thương sinh có chủ ngươi không nên lộ mặt chúc mừng ngươi yên tâm chúng ta nếu như muốn giết ngươi trực tiếp có thể tới nơi này không cần thiết phiền toái như vậy mặt khác khương nghị muốn cùng ngươi thảo luận bên dưới ba vạn năm trước trận kia thiên khải nguy cơ hư không đế quân để lộ chút đặc thù tin tức ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú hồng hoang thiên long hết chỗ chơi quá nhiều miễn cho kích thích quá lớn chương 2034 huyết ma đổi chủ Nguồn Mê truyện audio com Tháng 9, ta sẽ thân phó thương huyền Ngươi có thể đi trở về phục mệnh Long đế cảnh giác thoáng buông xuống Nếu nâng lên trận kiêng nguy cơ Khương Nghị hẳn là muốn bắt đầu chuẩn bị Cũng liền cần càng nhiều đế quân phối hợp Hà lễ sự tình Hồng hoang thiên long gặp Long đế đáp ứng Cũng nhẹ nhàng thở ra, hắc hắc, nhiệm vụ hoàn thành Hà lễ không cần lo lắng Sẽ đối với nỗi ta Long tộc thân phận Cũng sẽ xứng với hắn phần thiên đế quân địa vị Không không không, ngươi hiểu lầm, hạ lễ sự tình, cần chúng ta tự mình chỉ định. Các ngươi muốn cái gì? Long đế lập tức cảnh giác, gia hỏa này coi trọng long tộc cái gì rồi? Chớ khẩn trương, chúng ta không cần long tộc đồ vật. Các ngươi muốn cái gì? Thái sơ đế quân. Ngươi nói cái gì? Chúng ta cần ngươi dẫn theo thái sơ đế quân đầu, khiến thái sơ đế quân quan tài, đến thương huyền chúc mừng. Hoang đường, đó là đế quân, há có thể nói dết liền dết. Long đế giận tím mặt, liền biết gia hỏa này không có ý tốt, làm sao có thể ba cái điều kiện kết thúc nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu giết thái sơ đế quân không chỉ có là đối với thương huyền hạ lễ cũng là đối với hư không đế quân ấy nấy càng là chúng ta tại trước mắt dưới cục diện bỏ qua cho long tộc nguyên nhân cho nên các ngươi nhất định phải giết thái sơ thật có lỗi tha thứ khó tòng mệnh long đế quả quyết cự tuyệt mặc dù hắn đối với thực lực của mình rất tự tin nhưng muốn giết tránh trong đế thành thái sơ đế quân cơ hồ không có khả năng cho dù là hắn cuối cùng thật giết thái sơ đế quân chỉ sợ cũng phải muốn hơn phân nửa cái mạng, đến lúc đó, Khương Nghị lại đột nhiên giết tới đâu. Tên điên kia làm được loại sự tình này. Đây quả thực là đế cấp phương diện, trai sông biểu tượng, ngư ông đắc lợi. Chúng ta muốn trọng chỉnh thiên hạ cách cục, liền không khả năng giữ lại quá nhiều hiện tại đế tộc. Huyết ma đế tộc, huyền vũ đế tộc, bạch hổ đế tộc, cơ bản tuyên cáo diệt tộc, còn lại bốn cái nhiều nhất giữ lại hai cái. Nếu như các ngươi long tộc không nguyện ý vây quét thái sơ đế tộc, vậy chúng ta chỉ có thể cùng thái sơ đế tộc liên hệ, vây quét long tộc ngươi không cần uy hiếp ta, nếu quả thật muốn giữ lại thái sơ đế tộc, cũng không cần tới đây lãng phí miệng lưỡi. Các ngươi muốn thái sơ đế quân đầu. Có thể, để Khương Nghị cùng ta cùng một chỗ tiến công thái sơ đế thành. Hắn là sẽ không tới, bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi chọn lựa đồng bọn. Hắc ma đế quân. Tại chúng ta nói chuyện thời điểm, Hắc ma đế quân cũng đã cùng chúng ta kết minh, mà chúng ta an bài cho hắn nhiệm vụ, đúng lúc là vây quét bắt thái đế thành. Cho nên, các ngươi song phương có thể hợp tác. Trước liên thủ diệt Thái sơ, liên thủ tiếp diệt Bắc Thái. Chiến lực mạnh nhất ma đế cùng chiến lực mạnh nhất yêu đế, nếu quả như thật toàn lực ứng phó, đạp diệt hai cái đế thành, vẫn có thể làm được. Hồng Hoan Thiên Long nói xong, ha ha cười. Các ngươi đều ba mươi, không năm không có hoạt động gân cốt a, vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này nóng người. Long Đế căm tức nhìn Hồng Hoan Thiên Long. Ngươi đây là đều an bài cho ta tốt. Hồng Hoan Thiên Long đứng thẳng người dậy. Chúc ngươi may mắn, ta sẽ ở Thương Huyền chờ ngươi đi qua ngao lê ngao tấn dọn dẹp một chút đi hiện tại liền theo ta đến thương huyền gặp các ngươi một chút chủ tử thiên hậu long đế ngao lê cùng ngao tấn thần sắc u ám mặc dù sự tình sẽ không công bố ra ngoài cũng có thể kích phát bọn hắn tìm lực trung kích bán đế nhưng nghĩ tới muốn cho tiểu ni tử kia làm khế ước thú trong lòng vẫn là phi thường kháng cự đi thôi mang lên ngao minh long đế biết bọn hắn rất không thoải mái hắn làm sao dễ chịu thương huyền đại chiến chỉ còn lại ba vị long thần kết quả toàn bộ kéo đi rồi nhưng trước mắt dưới cục diện, hắn chỉ có thể nhìn. Cái này cũng chẳng khác gì là song phương lẫn nhau thỏa hiệp, bọn hắn nơi này dùng ba vị long thần, trợ lực thiên hậu trùng kích đế cảnh, khương nghị nơi đó cung cấp an toàn hoàn cảnh, bảo đảm bọn hắn siêu thần có thể thuế biến xưng đế. Ba vị long thần, đổi một tôn long đế. Tại kiều vô hối, hồng hoang thiên long bọn hắn phân biệt tiếp hắc ma tộc cùng long tộc thời điểm, đại vương tại hồng võ thiên thần, lý dần, chu thanh thọ các loại cùng đi tiến về huyền vũ đế tộc, thiên hậu mang theo hồng hoang tổ kỳ lân các loại khế ước thú, tiến về bạch hổ đế tộc, thông thiên ma hoàng thì tại khương thương cùng đi, tiến về huyết ma đế tộc, huyết ma đại lục là ma tộc đại lục, tương lai muốn thuộc về thông thiên ma hoàng, cho nên hiện tại chinh phạt đương nhiên cần hắn tự mình đi qua. cân nhắc đến huyết ma đế quân không có chân chính tử vong, khương nghị an bài khương thương tự mình bồi tiếp, chuẩn bị bất trắc. khương nghị chính mình mang theo đông hoàng như ảnh, bí mật xuất hiện tại thái sơ đại lục tân hải, ngồi xem tam đế hỗn chiến vở kịch lớn mặc dù dự đoán hắc ma đế quân cùng long đế sẽ thỏa hiệp sau đó liên thủ vây quét thái sơ đế quân nhưng vẫn là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên cho nên hắn cần tự mình giám sát để phòng bất trắc an bài như vậy hẳn là không có vấn đề huyền vũ đế thành nơi đó mặc dù hận thấu thương huyền nhưng huyền vũ đế quân huyền vũ thái tổ cùng huyền đàm đều toàn bộ chiến tử huyền vũ đế tộc nếu như muốn sinh tồn được nhất định phải thỏa hiệp tuyển định chủ nhân mới mà đại vương khẩu tài kia hẳn là có thể ứng phó bạch hổ đế tộc nơi đó mặc dù bạch hổ hung hãn nhưng không có bạch hổ đế quân áp trận bạch hổ thiếu hoàng cùng lão yêu thần đều đã chiến tử thiên hậu mang theo liệp thần thương đi qua hẳn là có thể phá vỡ đế thành về phần huyết ma đế thành nơi đó mặc dù có thể có chút phiền phức nhưng vừa vặn dùng để lịch luyện khương thương quá trình có thể có chút khó khăn trắc trở cuối cùng hẳn không có vấn đề nhưng mà huyết ma đế thành xảy ra ngoài ý muốn không phải huyết ma đế quân khôi phục mà là huyết ma đế thành sớm đổi chủ mang hoang đế tộc đã toàn diện rút khỏi thương huyền đại lục từ nay về sau độc bá huyết ma đại lục khương nghị hẳn là phải thật tốt cám ơn ta chân chính thống ngự thương huyền đại lục mang hoàng đế tổ đứng tại huyết ma đế thành trên tường thành mở ra hai tay cao giọng la lên tại khương nghị đăng lâm thiên khải thời điểm hắn đem người đuổi giết huyết ma đế thành trước đó còn không có nghĩ đến khương nghị có thế thật giết huyết ma đế quân tôn kia siêu cấp ma đế hắn khả năng cần lãng phí chút thời gian không nghĩ tới a à, huyết ma đế quân lại bị phế đi chỉ còn huyết linh châu trốn về đế thành nếu dạng này hắn liền không khách khí từ nay về sau mang hoàng đế tộc sẽ có được chân chính thuộc về mình lãnh địa từ nay về sau mang hoàng đế tộc đem thống ngự huyết ma đại lục tất cả ma tộc từ nay về sau mang hoàng đế tộc đem thoát khỏi mang hoang tên thực sự trở thành ma tộc một thành viên Người chính là lão già kia mang hoàng đế tổ khương thương cao cứ đám mây quan sát đứng vững tại cuồn cuộn trong huyết hải nguyên nga đế thành lão già này hư vô pháp tắc xác thực lợi hại a à, vậy mà có thế hoàn toàn ẩn nặc đế cảnh khí tức bọn hắn cũng không biết hắn rời đi thương huyền, tiến vào chiếm giữ huyết ma đế thành. Mang hoàng đế tổ đoán được Khương thương thân phận, cùng nhiệt dáng tươi cười từ từ giữ tận. Ngươi lại là từ đâu xuất hiện tạp chủng? Khương thương ha ha cười, hai tay hở ra tóc dài, ưu nhã phun ra hai chữ. Ngu xuẩn. Mang hoàng đế tổ giữ tận biến thành băng lãnh, âm chảy rồng ròng nhìn chầm chầm trong mây mù khương thương, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thông thiên ma hoàng cũng cười khẩy nói. Ngươi là nhân ma giao hợp sở sinh, cha mẹ của hắn là nhân tộc cùng linh tộc. Hắn là tạp chủng, ngươi đây. Ha ha, lần thứ nhất nhìn thấy mắng người khác còn tiện thể chửi mình. Mang hoang đế tổ chậm rãi vặn vẹo cái cổ, lộ ra miệng đầy răng nanh. Vốn muốn cho các ngươi cút về, để Khương Nghị đừng lại nhúng chạm huyết ma đại lục. Đã các ngươi không biết tốt xấu, liền muốn mời hắn tự mình đến một chuyến. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này tự xưng tạp chủng đồ vật, cũng xứng mời hắn đến. Ta nhổ vào. Khương Thương đã có Khương Nghị oai hùng, lại có tinh linh mỹ lệ, bộ dáng anh tuấn đến hoàng mỹ không một tỳ vết, nhưng nói tới nói lui tương đương không khách khí. Trấn áp các ngươi, hắn đến cũng được đến, không đến vậy được đến. Mang hoàng đế tổ không gian xung quanh ầm vang sụp đổ, tỉnh mịch hắc ám bao phủ hắn, sau một khắc biến mất tại đế thành. Đáng chết không chết đồ vật, thích ăn đòn. Khương thương hai cánh đại trận, thương không cuồn cuộn, nhấc lên vạn trượng sóng cả, cuồn kích bốn phương tám hướng, ngang nhiên xuất thủ. Bên ngoài mấy chục dặm, ngay tại vượt qua không gian mang hoang đế tổ lọc vào thương khung bạo động, mặc dù không có bị lật tung đi ra, nhưng vẫn là hiện ra quỷ tích. Khương thương khóa chặt đạo quỷ tích kia, hai cánh bạo kích, như vô hình hai tay xé rách mênh mông thương khung, thương khung như đại mạc chập trùng, giống như sóng cả bốc lên, vậy mà hướng nó hai bên ầm vang tháo chạy. Hắn thoạt nhìn không có động, lại cùng vượt qua thâm không mang hoang đế tổ đối diện chạm vào nhau. Mang hoang đế tổ kinh ngạc, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, phất tay nhấc lên chôn vùi triều dân, như hắc ám hoành hành, sụp đổ thương khung, hiển hiện đến thế giới chân thật. Khương Thương lòng ngực cuồng cuồng, hai tay chấn kích, nắm tay nhấc lên tự nhiên triều dân, như sơn hà bạo động, diễn biến tự nhiên vạn tượng, hình thành thế giới hình dáng. Bá đạo bạo kích, rung động thiên địa, càng chạm đến pháp tắc hệ thống. Phản phất đêm tối giáng lâm, nghênh kích ban ngày thế giới. Lại như hắc ám vô tận, chặn đánh vạn trượng quang minh. Càng giống là tử vong thâm nguyên cùng thế giới tự nhiên toàn diện va chạm. Âm âm. Hắc ám cuồn cuộn, tự nhiên cuồn cuộn, mênh mông mấy vạn dặm thiên địa đều lâm vào vô tận lắc lư. Khương Thương tháo chạy hơn trăm dặm, đạp thật mạnh rơi vào cuồn cuộn huyết hải triều dân bên trên. Hắn biểu lộ ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy kỹ xảo, hai cánh bắn ra thương khung pháp tắc, nhấc lên vạn trượng cùng phong, lần nữa đuổi giết mang hoang đế tổ. Không sợ hãi. Mang hoang đế tổ liên tục tháo chạy, đứng tại hư vô thâm không bên trong, hắn thật bất ngờ cái này thần bí tiểu tử vậy mà có thế khóa chặt hắn quỷ tích, chống cự thế công của hắn. Hắn là Khương Nghị Nhi Tử, lại có thể thao túng tự nhiên, hẳn là tinh linh chi thể, nhưng chu tước huyết mạch không có khả năng truyền thừa, chỉ có thể là thần hoàng chi thể. Thần hoàng có thể thao túng không gian. Nói đùa cái gì? Chương 2035 Máu khắp đế thành, một Nguồn Mê truyện audio com Lão bất tử, nhớ kỹ tên của ta, Khương Thương. Khương Thương gào lớn thiên khung, cùng chiến mang hoang đế tổ. Thức tỉnh đến bây giờ, còn không có thống thống khoái khoái đánh một trận, tiểu gia hỏa, đừng để ta thất vọng mang hoang đế tổ nghiêm túc thực lực toàn bộ triển khai song đế mạch bộc phát hoắc loạn thâm không chôn vùi vạn vật đối với khương thương khởi xướng thảm liệt bạo kích oanh rầm 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 thương không sụp đổ thâm không bạo động khương thương cùng mang hoang đế tổ giả mang dết tới cùng một chỗ mang hoang đế tổ hung hãn cùng tàn bạo tại thời kỳ hồng hoang là có tiếng nhưng khương thương thuộc về nghe con mới đẻ không sợ cọp quản ngươi cái gì đế tổ quản ngươi cái gì song đế mạch chính là vào chỗ chết làm cái này đột nhiên hỗn chiến vượt quá song phương đoán trước. Thông thiên ma hoàng không nghĩ tới huyết ma đế thành lại bị mang hoàng đế tộc chiếm đoạt, nhưng hắn cũng không muốn tay không mà quay về. Nơi này về sau là hắn đế thành, nơi này là hắn đại lục. Khi Khương Thương cùng mang hoàng đế tổ giết điên rồi thời điểm, thông thiên ma hoàng vượt qua huyết hải, hướng đế thành tới gần. Mang hoàng đế tộc nơi đó bầu không khí càng khẩn trương. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn là muốn bằng vào cường ngành thái độ đuổi đi thương huyền phương diện chinh phạt bộ đội, để Khương Nghị dám đến thương lượng, Cuối cùng chân chính đạt được huyết ma đế thành, mới hảo hảo chỉnh đốn mảnh này đại lục mênh mông. Không nghĩ tới a, à, thật không nghĩ tới, vậy mà đến cái không muốn mạng, cũng dám trực tiếp khiêu chiến bọn hắn mang hoang đế tổ. Bọn hắn mặc dù rất hy vọng nhìn thấy đế tổ hiện ra tuyệt thế phong thái, nhưng thật sợ đế tổ giết đỏ mắt, đem cái này tân đế giết đi. Đến lúc đó, khương nghị thật muốn giết tới, mà lại không chết không thôi. Cái này hoàn toàn không phải bọn hắn ban sơ kế hoạch. Hy vọng đế tổ có thể minh bạch tình cảnh của chúng ta mang thiên cương ngước nhìn bạo động thiên khung hắn đương nhiên tin tưởng hắn đế tổ thực lực cho dù khương nghị đích thân tới đều không sợ hãi nhưng là khương nghị đồ sát thiên khải hành động vĩ đại thật sự là để cho người ta lạnh mình nếu quả như thật chém dết đứng lên cuối cùng cục diện chỉ có thể là triệt để sụp đổ thứ không biết chết sống mang các bọn hắn âm thầm tức giận mắng cái kia gọi khương thương gia hỏa phách lối cũng không nhìn một chút đối thủ là ai lấy bọn hắn đế tổ không sợ trời không sợ đất tính cách dết đỏ cả mắt thật khả năng xé sống hắn đến lúc đó Khương Nghị đến đây báo thù, bọn hắn chỉ sợ đều muốn chung cùng. Bọn hắn không muốn chết, chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử kia có thể chống đỡ được, cuối cùng lại có thể đào tẩu. Nhưng là, tinh linh thể chất. Nhân tộc cùng tinh linh kết hợp nhân linh chi thể. Cái này chẳng phải là nói, Khương Nghị cùng một vị nào đó tinh linh kết hợp rồi. Có thể đột nhiên xưng đế, tất nhiên là tiềm ẩn rất lâu, nói cách khác, Khương Nghị kiếp trước tại tinh linh tộc lưu lại hai tử. Tên điên kia thật mẹ nó. Tiêu sái. Kiếp trước mặc dù chết rất thảm, nhưng ngẫm lại hắn họa hại nữ nhân, cũng coi là mẹ nó đáng giá. Mang hoang đế tộc các cường giả đa số đều phân tán đến nguyên nga trọng rãi nam bộ trên tường thành, ngước nhìn vết quanh quanh liệt liệt siêu cấp đế chiến, nhưng không có chú ý tới cái kia rõ ràng rút lui mấy ngàn dặm, tránh ra thật xa đế cấp chiến trường thôn thiên ma hoàng, chính lặng yên không tiếng động ẩn núp đến đế thành chung quanh mênh mông huyết hải chỗ sâu, vây quanh đế thành bắc bộ, thôn phệ lên mảnh liệt huyết triều. Đế thành bắc bộ tường thành, nơi này mặc dù đóng giữ nước cờ thiên vị mang hoang tộc nhân, nhưng cường giả chân chính đều tụ tập đến nam bộ mà lại đế thành chân chính sức mạnh thủ hộ ở chỗ huyết ma đế quân huyết đạo pháp tắc mà huyết ma đế quân huyết linh châu đang bị trấn áp tại đế thành chỗ sâu bị mang hoàng đế tổ hấp thu đến cực độ trạng thái hư nhược đã vô lực khống chế huyết đạo pháp tắc mang hoàng đế tộc lại vừa mới khống chế nơi này còn chưa kịp bố trí pháp tắc của mình phòng ngự cho nên toàn bộ đế thành phòng ngự hệ thống kỳ thật cũng không hoàn thiện thậm chí có thể nói không có mang hoàng đế tổ khống chế nơi này phòng ngự đối với huyết ma đế quân loại này hư hóa vượt qua tám thành siêu thần mà nói không chịu nổi một kích ông ông ông. Mảnh liệt vòng xoáy rất mau ra hiện tại để thành Bắc bộ cuồng cùng huyết hải. Mới đầu bị dìm ngập đang lao nhanh sóng lớn bên trong, không có người nào chú ý, nhưng theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, lại đến mấy ngàn, hơn vạn, vòng xoáy dẫn phát kinh khủng xé rách triều dân, phạm vi ảnh hưởng tiếp tục mở rộng. Phản phất Bắc Bộ xuất hiện địa tầng đổ sụp, muốn đem toàn bộ Bắc Bộ huyết hải hút khô. Thông tri tộc trưởng, Bắc Bộ dị động. Bắc Bộ huyết hải đổ sụp, vòng xoáy phạm vi ngay tại hướng cửa thành tới gần trấn thủ bắc bộ mang hoang các cường giả rốt cục kinh động đánh rách tả tơi hư không thẳng đến nam bộ tường thành bọn hắn có thể xé rách không gian tốc độ thật nhanh từ nam đến bắc vượt qua khoảng cách 500 dặm mười mấy 20 phút liền đến bắc bộ chẳng lẽ bọn hắn trả lại càng nhiều cường giả mang thiên cương kinh hải lập tức hô to toàn thể nghe lệnh cho ta chạy tới bắc bộ mang thiên tứ vội vàng nói toàn bộ nam bộ làm sao bây giờ phía trước chính là đế cấp chiến trường, ba động phạm vi mấy vạn dặm, trừ phi Khương Nghị đích thân đến, ai dám từ nơi này tiến công. Cho ta toàn bộ tập kết bắt bộ. Nhanh nhanh nhanh. Mang Thiên Cương lo lắng thét ra lệnh, hai cánh chấn kích, vỡ vụn không gian, thẳng đến bắt bộ tường thành. Thành bắc bên ngoài, vòng xoáy cuồn cuộn, dẫn dắt mênh mông hải triều liên tục không ngừng hội tụ, không chỉ có bắt bộ mặt biển cấp tốc hạ xuống, địa khu khác mặt biển đều đang không ngừng giảm xuống. Đây cũng không phải là phổ thông máu tươi hải triều, mà là tượng trưng cho huyết đạo pháp tắc siêu cấp huyết hải, chiếm cứ huyết ma đế thành mười mấy vạn năm, phạm vi dài nhất đạt tới 170. Không 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 bên trong, ngắn nhất đều có 13 vạn dặm, chiều sâu càng là thẳng tới địa tầng, tương đương với siêu cấp biển trong đất liền dương. Thông thiên ma hoàng thôn nạp đại dương mênh mông, dung luyện huyết đạo, hình thể từ 3m 30m, 300m, 3 mét đến 30 mét, 300 mét, 3.000 mét. Kéo dài bành trướng, kéo dài cường hãn, hư vô phạm vi cấp tốc từ 8 thành đến 9 thành, hướng về chân chính bán đế cường thế đảo bước tiến lên khi mang thiên cương bọn hắn đuổi tới bắc bộ thời điểm thôn thiên ma hoàng đã cao tới vạn mét toàn thân lỗ chân lông đều tại kịch liệt đóng mở hóa thành lít nha lít nhít vòng xoáy biến thành kinh khủng lò luyện lấy không thể địch nổi thôn phệ triều dân tụ tập lấy mênh mông huyết hải năng lượng chung quanh vòng xoáy tiếp tục tăng vọt thẳng tới đế thành cửa thành liên thành trên cửa khắc pháp trận cùng cứng cỏi nham thạch đều hứng chịu tới mãnh liệt xé rách thôn phệ không thể nghi ngờ là thế gian bá đạo nhất năng lượng một trong thôn thiên ma hoàng hắn không phải lui ra chiến trường sao mang thiên cương đều lúng cúng nhìn xem ngay tại tiếp tục bành trướng siêu cấp ma khu vậy mà không biết nên như thế nào phòng ngự phòng được sao khẳng định không phòng được không phòng được làm sao bây giờ chết khiên sao liều mạng sao ngay tại không biết làm sao bây giờ thời điểm nam bộ cùng chiến mang hoang đế tổ đã nhận ra đế thành huyết hải dị thường chết cho ta thủ đế thành mang hoang đế tổ nhìn về nơi xa bắc bộ sau thốt nhiên biến sắc không phải sợ đế thành bị hủy mà là đế thành bên trong huyết ma trong linh trì còn có huyết ma đế quân huyết linh châu. Hắn vừa hấp thu một phần nhỏ, chuẩn bị giữ lại bồi dưỡng càng nhiều ma hoàng. Tuyệt không thể để thông thiên ma hoàng đạt được. Tổ kiến hư vô hàng rào, phân lưu huyết hải triều dân. Mang thiên cương đạt được chỉ lệnh, dứt khoát bạo khởi, hai tay chấn kích, giơ thẳng lên trời cuồng hống, khoan hậu ma dược băng liệt không gian, đổ sụp thâm không, diễn biến hư vô thâm uyên. Diễn biến hư vô thâm uyên, tổ kiến hư vô hàng rào, nhanh nhanh nhanh. Mang thiên tứ, mang các các loại thần tôn, thánh hoàng các loại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía bên ngoài tường thành, riêng phần mình vỡ vụn thâm không, hiện ra hư vô truyền thừa, hình thành một cái tiếp theo một cái hư vô lỗ đen. Bọn hắn muốn vận dụng chiến thần chi nộ, mượn tới đế quân lực lượng, nhưng đế quân ngay tại đại chiến, bọn hắn không dám mạo hiểm phạm, cũng may số lượng khổng lồ, rất nhanh trải rộng thành bắc bên ngoài, giống như là đã phủ lên rộng lớn tấm màn đen, từ không trung thẳng tới đáy biển, giống như là cưỡng ép đào ra một đầu vực sâu hồng câu, các đức đế thành cùng huyết hải ở giữa liên hệ thông thiên ma hoàng thân cao ba vạn mét, thông thiên đạt địa, toàn thân dày đặc vòng xoáy đột nhiên khép kín, biến thành màu đỏ như máu chiến khu quái dị nhúc nhích. Thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh, mười mấy vạn dặm huyết hải đều trở nên bình tĩnh. Ai cũng không có khả năng lui, chết cho ta khiên đến đấy. Mang thiên cương tiếp tục kích phát tiềm lực, duy trì chính mình vòng xoáy hư vô. Đến hàng vạn mà tính mang hoang cường giả tạo thành mấy vạn đạo vòng xoáy hư vô, lít nhà lít nhít kết nối đến cùng một chỗ, lẫn nhau tăng cường, lẫn nhau liên lụy. Bọn hắn giả tính mà hung hãn, bọn hắn cường thế càng bá đạo, nhưng giờ phút này đều cảm nhận được đến từ phương xa mãnh liệt áp bách. Lấy toàn tộc chi lực, đối kháng thông thiên ma hoàng. Chương 2036 Máu khắp đế thành, 2 Nguồn Mê truyện audio com Rống Thông thiên ma hoàng đột nhiên hướng về phía trước trảo bước tiến lên, miệng mở lớn, miệng đầy răng nanh, một cổ vòng xoáy từ miệng thẳng tới khoang bụng. Âm âm tiếng vang, như biển máu ngập trời, giống như thiên băng địa liệt, trăm vạn dặm huyết ma đại lục đều nghe được cái này âm thanh oanh minh sau một khắc đại trương trong mồm tuôn ra cổ huyết triều gió lốc như huyết long xuất quyên hoành hành thiên địa 80 mươi dặm đụng phải hư vô hàng rào hơn phân nửa huyết hải ngưng tụ mà thành huyết sắc gió lốc tương đương với tầng tầng áp suất ức vạn tấn máu tươi kinh khủng lực bộc phát đủ để dễ như trở bàn tay đánh tan bất luận cái gì ngăn cản cái này còn không phải kinh khủng nhất thông thiên ma hoàng tại nuốt luyện đồng thời bảo lưu lại trong huyết hải đặc biệt huyết đạo pháp tắc âm âm huyết triều cung kích liên tục không ngừng đụng chạm lấy chôn vùi vực sâu. Vực sâu giống như là không gian pháp trận, đem huyết triều cưỡng ép chuyển di. Nhưng là, huyết triều thế công mãnh liệt, mang theo huyết đạo trùng kích, không chỉ có phá hủy lấy vực sâu, càng đánh thẳng vào huyết mạch của bọn hắn. Kéo dài hơn trăm dặm chôn vùi vực sâu kịch liệt ba động, giống như là muốn bị cưỡng ép phá tan. Đại lượng cường giả bạo thể mà chết. Duy trì vòng xoáy hư vô liên tiếp diệt vong. A à a. À. Mạnh như mang thiên cương đều thống khổ không chịu nổi, huyết dịch ngược dòng hoắc loạn toàn thân, huyết mạch hỗn loạn, áp chế truyền thừa. Ngắn mũi không đầy 3 phút, mang hoàn toàn tộc xây dựng hư vô hàng rào bị đâm đến thất linh bát lạc, chết bất đắc kỳ tử người nhiều đến 5000 trở lên. Thông Thiên Ma Hoàng cất bước cùng kích, lấy Thông Thiên Nạp Địa chi uy, khống chế bắt bộ trầm xuống mấy ngàn thước huyết hải, nhấc lên che khuất bầu trời khủng bố biển động, liên miên bất tuyệt, sôi trào bạo động, hướng phía huyết ma đế thành bao phủ. Máu khắp đế thành đã từng là huyết ma đế thành kiêu ngạo nhất sông hộ thành mênh mông huyết hải, bây giờ thành phá hủy đế thành thiên quân vạn mã. Mang thiên cương các loại toàn diện tháo chạy, kiên cố tường thành lung lay sắp đổ, thôn thiên ma hoàng lấy thôn thiên chi uy, pháp lệnh đại dương mênh mông, nhất lên tiếp tục không ngừng bạo kích, cùng cùng huyết triều bao phủ tường thành, tràn vào đế thành, huyết quang chiếu trời, mùi tanh vô biên, rung động mà khủng bố. Một đám phế vật. Vật nhỏ, cút ngay cho ta. Mang hoàng đế tổ giả tính gầm thét, đẩy lui Khương Thương đằng sau, lần nữa bộc phát, hai mắt đen kịt nổi lên kinh khủng chôn vùi triệu dân trong chốc lát phóng thích vậy mà hóa thành ức vạn yên diệt tỏa liên ẩn chứa pháp tắc chi diệu cùng hệ thống thế giới giao hòa kịch liệt cùng kích tật tốc đoàn chiến trăm ngàn dặm thăm không lít nha lít nhít lọc vào trong tầm mắt đều là chôn vùi muốn vỡ nát thăm không bên trong hết thảy uy thế kinh khủng phản phất ngay cả tinh hà đều muốn xoắn nát hai mắt bộc phát đồng thời hai cánh cùng kích khống chế hư vô pháp tắc cùng chôn vùi cộng minh cùng vũ trụ giao hòa bóng tối vô tận đại bạo động không chỉ có ẩn chứa dễ như trở bàn tay giống như tuyệt thế sát uy càng tràn ngập gian khắp nơi vặn vẹo ba động đó là dày đặc không gian đảo lộn chôn vùi phía trước hư vô ở phía sau chôn vùi bạo động hư vô vặn vẹo không chỉ có là hủy diệt càng là hoắc loạn toàn diện bộc phát siêu cường thế công không chỉ có ẩn chứa sông đế sát uy càng là đăng phong tạo cực cường hãn chôn vùi trên người mang hoang đế tổ sông đế phối hợp tuyệt không chỉ là một thêm hai khương thương vừa mới ổn định liền bị đập vào mặt chôn vùi cùng hắc ám bao phủ. Chôn vùi triều dân như ức vạn lôi đình, khủng bố tuyệt luân, giống như là muốn đem hắn đánh nát thành bột phấn, mà theo sát mà tới hắc ám bạo động, không chỉ có áp chế hắn, càng chuyển di lấy hắn, giống như là muốn đem hắn lưu vong vũ trụ thâm không. Mang hoàng đế tổ nhìn cũng chưa từng nhìn khương thương, quay người đuổi giết đế thành, muốn chém giết cái kia thôn thiên ma hoàng, thuận tiện mang đi huyết ma đế quân huyết linh châu. Lão bất tử, xem thường ai đây? khương thương tại hoác loạn cùng chôn vùi bên trong bào tẩu giơ thẳng lên trời cùng hống tóc dài loạn vũ hắn cường thế câu thông thiên địa huyền hoàng mênh mông thiên địa rộng lớn sơn hà đều kịch liệt bạo động phản phất thanh thiên thế giới bỏ ra phúc lợi giao phó nó thiên địa khó tán cấp thế giới thủ hộ âm âm rầm 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 khương thương ngạnh kháng chôn vùi triều dân đạp nát hắc ám bạo động bao quanh cực hạn thiên địa thủ hộ cùng huyền hoàng đại đạo phản phất là cái kia viễn cổ bất hủ đại đế không sợ hết thảy hắn hai cánh bạo kích vần quanh thương khung pháp tắc, sôi trào thương khung triều dân, vượt qua 700 dặm chiến trường, cường thế giết tới mang hoang đế tổ phía sau. Mang hoang đế tổ hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay người, một tiếng hét giận dữ, toàn thân hiển hiện quỷ dị huyết văn, hướng về cái trán lan tràn, kịch liệt xen lẫn sau hóa thành một đạo kinh khủng huyết chú. Trong một chớp mắt, hư không rung động, vũ trụ gần sóng, huyết chú từ cái trán bạo kích, đối diện đánh về phía Khương Thương. Huyết chú, quy hư yên diệt cùng hư vô hai cổ pháp tắc tại hắn cổ này nhân ma chiến khu bên trong dựng dục ra siêu cấp sát chiêu hội tụ ở hai đạo pháp tắc chi diệu nhưng lại áp đảo hai đạo pháp tắc phía trên đây không phải điệp gia mà là cực hạn siêu việt có thể làm cho vạn vật quy hư thời gian không gian pháp tắc các loại đều sẽ tại trước mặt hắn sụp đổ triệt để từ hệ thống thế giới xóa đi thật giống như người chưa từng có từ thế giới này xuất hiện qua càng không có bất luận cái gì còn sống khả năng khương thương linh hồn hồi hộp huyết mạch thích chặt đây là để cảnh chiến khu nguy hiểm biết trước, là nhắc nhở hắn tránh né. Nhưng là, Khương Thương diện mục giữ tận, giả tính mà bá liệt, chẳng những không có lùi bước, ngược lại tốc độ tăng vọt, ép buộc huyết mạch thiêu đốt, ép buộc chiến khu bạo tẩu, lấy miết bàn chi diệu, hiện ra siêu việt cực hạn tiềm lực. Giờ khắc này, hắn ngay tại thả ra thiên địa huyền hoàng đạt đến cực hạn, phản phất dung nhập giữa thiên địa, lại như là thiên địa hóa thân. Đây không phải pháp tắc, lại siêu việt pháp tắc. Đây là thiên địa thủ hộ, không thể phá diệt. Là thế giới chỉ lệnh không cho phép kẻ khác khinh nhận. Âm âm. Quy hư huyết chú, đối kháng thiên địa huyền hoàng. Sát na bạo kích, dẫn động thế giới oanh minh, rung chuyển pháp tắc hệ thống. Không chỉ có huyết ma đại lục phát sinh rung rẩy kịch liệt, bên ngoài mấy triệu dặm khương nghị, tinh linh đế quân, thái sơ đế quân các loại tất cả đế quân đều có phát giác. Thái sơ đại lục đông bắc bộ khương nghị ngóng nhìn phương đông, cẩn thận cảm giác hệ thống thế giới dị thường ba động. Sát lục pháp tắc ngay tại rung chuyển, hẳn là thiên hậu đang thôi động liệp thần thương tiếng công bạch hổ đế thành, bạch hổ đế thành sát phạt pháp tắc đang phản kích. Nhưng ngoài ra còn có càng kịch liệt ba động, không giống như là huyết đạo pháp tắc, càng giống là hư vô pháp tắc. Đông Hoàng như ảnh bội ở bên người Khương Nghị, có thể thông qua hư không chi môn cảm giác diễn sinh pháp tắc. Hư vô. Mang hoàng đế tổ sao? Khương Nghị khuôn mặt có chút động. Ba động vị trí hẳn là huyết ma đế thành. Đông Hoàng như ảnh cẩn thận cảm giác. Quái vật kia tại huyết ma đế thành. Khương Nghị nghĩ đến một loại khả năng mang hoàng đế tổ thừa dịp thiên khải đại chiến, đánh lén huyết ma đế thành. Hắn ngay cả tổ địa cũng không cần, toàn tộc di chuyển đến huyết ma đại lục. Quái vật kia đối với hư vô pháp tắc khống chế mạnh như thế sao? Trước đó vậy mà hoàn toàn ẩn nấp chính mình đế uy. Chúng ta đều thắng được thiên khải đại chiến, hắn thấy không rõ thế cục sao? Đông Hoàng như ảnh không hiểu rõ tôn kia quái vật đến cùng là cái gì phương thức tư duy, trước đó vọng tưởng thôn phệ sĩ thiên giới, hiện tại còn muốn đến trêu chọc trâu hùng. Thứ không biết chết sống. Khương Nghị nhìn mang hoang đế tổ không có can thiệp hắn lên trời chiến đạo, cũng không có quấy rối thiên khải chiến trường, trong lòng coi như hài lòng, cũng muốn sau đó cùng hắn đến một trận đàm phán, không nghĩ tới đến chết không đổi, lại muốn tới khiêu chiến quyền uy của hắn. Đông Hoàng như ảnh nói. Chúng ta đi qua sao? Khương Thương mặc dù rất mạnh, nhưng chưa chắc là mang hoang đế tổ đối thủ. Mang hoang đế tổ nếu quả thật muốn cùng chúng ta tuyên chiến, rất có thể giết Khương Thương tế cờ. Khương Nghị ngóng nhìn Thái Sơ Đế Thành, hơi suy nghĩ nói hắc ma cùng long đế còn không có liên hệ tạm thời hẳn là sẽ không tiến công đi huyết ma đại lục tốc chiến tốc thắng nơi này khoảng cách huyết ma đế thành hơn 2 triệu dặm chỉ mong khương thương có thể kiên trì đông hoàng như mở ra không gian thôi động hư không chi môn đi huyết ma đế thành chương 2037 ma đế bản nguyên nguồn mê truyện audio com huyết ma đế thành không có gì sánh kịp va chạm mạnh vô tình sụp đổ không gian để thiên địa rối loạn đại đạo mất cân bằng, càng ở trong chớp mắt hoắc loạn huyết chú, để thiên địa quy hư, vạn vật băng diệt. Nguy nga đế thành vừa mới bị huyết hải bao phủ, tiếp theo bị kinh khủng đế uy sụp đổ. Vài vạn năm, sừng sững không ngã, một trận đế chiến, trầm luân huyết hải. Mới vừa từ huyết hải trong cùng triều may mắn còn sống sót mang hoàng đế tộc cường giả lọc vào vô tình đồ sát, cho dù là trốn vào thâm không, cũng bị kinh khủng hỗn loạn nghiền nát. Thông thiên ma hoàng đang muốn đột phá tường thành, cũng bị kinh khủng đế uy bao phủ. Đế uy bên trong tràn ngập quy hư, rối loạn các loại, để hắn cưỡng ép tăng vọt thân thể thảm tao trọng thương. Đống. Mang hoang đế tổ băng liệt phế tích, dết ra huyết hải, gào thét thiên địa. Giờ khắc này, hắn thật nổi giận, thời gian qua đi trăm vạn năm, lần thứ nhất toàn lực xuất kích, lại là cục diện như vậy. Cái này không biết từ đâu xuất hiện vật nhỏ, vậy mà có thể cùng hắn đối kháng chính diện. Hắn là mang hoang đế tổ A, hắn là thời kỳ hồng hoang siêu cấp nhân ma A, hắn là từng để cho vô số đế quân đều kiên kỵ siêu cấp chiến binh A, gọi ngươi gia gia đâu gia gia không chết. Tại đây, thương khung bạo loạn, thiên địa rung chuyển, quan mang rực rỡ bành trướng nhảy lên, cái kia cổ kỳ diệu ba động cực kỳ giống thế giới nhịp tiên. Khương thương đang gầm thét bên trong niết bàn trùng sinh. Lấy tự nhiên đại đạo, diễn dịch niết bàn chi diệu. Vật nhỏ, hôm nay không phá hủy ngươi, ta cũng không phải là mang hoàng đế tổ. Mang hoàng đế tổ nổi giận, hai cánh cùng kích, hủy thiên diệt địa, giống như là đầu uống lượng lỗ đen, sẽ rách thiên địa không gian, đuổi giết khương thương. Lão già, hôm nay giết không được ta, cùng ta họ đi. Lão tử đến một chuyến huyết ma đại lục, cho Khương gia tìm vóc nền. Khương thương tà ác bá liệt, thân quấn thương khung phong bạo, ngàn nhiên đuổi giết mang hoang đế tổ. Âm âm. Thương khung hoát loạn, hư vô hoành hành, hai cổ hư không pháp tắc phía dưới diễn sinh pháp tắc toàn diện va chạm. Một cái bầu trời sôi trào, một cái hắc ám bạo động, giống như là quang minh cùng đêm tối tranh hùng, tại đế thành phế tích trên không dẫn phát tuyệt thế rung chuyển. Khương Thương cùng mang hoàng đế tổ ở trên trời băng đất nước giống như bạo động bên trong kịch liệt chém giết. Mang hoàng đế tổ cực kỳ cường hãn, triệt để chọc giận đằng sau, thế công cùng thực lực tiếp tục tăng vọt, cơ hồ hoàn chỉnh tái hiện thời đại hồng hoang đại sát thiên hạ phong thái. Nhưng là, hắn chân chính uy hiếp quần hùng, trấn áp đế quân cực lớn ý vào, chủ yếu vẫn là đối với hư vô pháp tắc khống chế, để hắn không chỉ có thể ở trong thiên địa tùy tiện hoành hành, càng có thể phối hợp chôn vùi hiện ra điệp gia uy năng. Mà hắn hiện tại gặp phải Khương Thương, hết lần này tới lần khác nắm trong tay cùng thuộc tại không gian đại pháp tắc thương khung pháp tắc. Mặc dù tại khống chế cùng vận chuyển trình độ bên trên còn chưa kịp trăm vạn năm mang hoang đế tổ, nhưng dùng để quấy nhiễu cùng chống cự, hay là dư xài. Mặt khác chính là khương thương tự nhiên pháp tắc, ngụ ý sinh sôi không ngừng, vạn vật hương thịnh, đối ứng yên diệt pháp tắc hắc ám cùng tử vong, quả thực là hai thái cực. Mặc dù cũng là tại khống chế cùng thi triển phương diện kém hơn mang hoàng đế tổ trăm vạn năm lĩnh hội nghiên cứu, nhưng chôn vùi muốn trấn áp tự nhiên, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy về phần không thể phá vỡ thiên ma chiến khu khương thương có thể niết bàn trùng sinh cũng đủ để đối kháng thương không đối kháng hư vô tự nhiên nên chiến yên diệt thiên ma đối cứng niết bàn bọn hắn tự như là hai cái số mệnh đối thủ vô cùng có khả năng thế lực ngang nhau cũng có khả năng trở thành lẫn nhau khắc tinh hư vô pháp ấn yên diệt đạo ngấn mang hoàng đế tổ song quyền dẫn động yên diệt đạo ngấn hai cánh nhất lên hư vô pháp ấn mang theo bóng tối vô tận lao xuống bạo kích nên kích khương thương thiên địa sát quyền. Thương khung phong bạo. Khương Thương hét giận giữ trời cao, hai tay pháp lệnh tự nhiên, khống chế mênh mông thiên địa, diễn biến xuất tự nhiên thế giới hoa mỹ hình dáng, hai cánh càng là nhất lên long trời lở đất giống như thương khung triều dân, phóng lên tận trời, nghênh chiến mang hoang đế tổ. Âm âm. Sông đế tranh hùng, hủy thiên diệt địa. Nguy nga đế thành triệt để hủy diệt tại ba động khủng bố bên trong, mười mấy vạn dặm đất liền huyết hải thì sóng lớn ngập trời, thành thế vô biên. Khương Thương có thể rõ ràng cảm nhận được mang hoang đế tổ cường hãn, đây là cùng thái sơ đế quân cảm giác hoàn toàn khác biệt, là kinh khủng cảm giác áp bách, là tử vong hồi hộp cảm giác, nhưng là, loại nguy cơ này ngược lại là khơi dậy hắn chiến ý, đều là song pháp tắc, ngươi lại có thể mạnh tới đâu. Tìm được. Thông thiên ma hoàng đang cùng trào mãnh liệt huyết hải chỗ sâu, tìm được lúng xuống đế thành phế tích. Mấy trăm dặm phạm vi đế thành phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ thành hơn mấy ngàn vạn bộ phận, theo huyết hải triều cường bốc lên trôi đi. Thông thiên ma hoàng tìm tới chính là huyết ma đại điện cả tòa đế thành đều hủy, huyết ma đại điện lại rộng rãi như lúc ban đầu, cơ hồ không có nhận bao nhiêu tổn thương. Trong đại điện trong ngoài bên ngoài trải rộng vết máu, giống như là ngàn vạn huyết long quay quanh, liền có nhìn thấy mà giật mình khủng bố, cũng có huyết đạo vĩnh hằng uy nghiêm. Huyết ma đại điện chỗ sâu, có một mảnh huyết trì. Quy mô không lớn, cũng liền 3-500 mét, nhưng bên trong phun trào huyết khí, nhưng lại có cực kỳ khủng bố đế uy. Đây mới thực là đế huyết. Đây càng là huyết ma đế quân tu luyện cấm địa. Huyết triều mãnh liệt, huyết khí bốc hơi, huyển hóa ra huyết sắc sông núi, rừng rậm màu máu, còn có huyết sắc linh thể, phản phất một cái bị ngưng tụ huyết sắc thế giới, tinh hồng kinh dị, nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Cái này một vịnh đế huyết, không thể nghi ngờ là thế gian thuần túy nhất huyết dịch tinh hoa. Không chỉ có thể cung cấp huyết ma đế quân tu luyện, cũng có thể cam đoan huyết ma đế quân tại sau khi bị thương cấp tốc khôi phục, cái này có thể nói là huyết ma đế quân siêu cấp kho máu. Tỷ như hiện tại, huyết ma đế quân tại Thiên Khải binh giải, đưa huyết linh châu trốn về đế thành, chính là muốn mượn dùng huyết trì tái tạo chiến khu. Bởi vậy có thể thấy được, huyết trì này tầm quan trọng. Ngươi tại đây. Thông thiên ma hoàng đi vào cạnh huyết trì, kích động nhìn huyết sắc trong thế giới chìm nổi viên kia huyết châu. Huyết linh châu to như đầu ma, dũng động kinh khủng đế uy, càng bành trướng lấy huyết đạo pháp tắc, để vừa mới đến gần thông thiên ma hoàn toàn thân huyết mạch nghịch loạn, khó mà tự điều khiển. Huyết ma đế quân, ngươi còn sống không? Thông thiên ma hoàng phi thường cảnh giác phải biết huyết ma tộc huyết linh châu tương đương với mệnh nguyên giống như tồn tại bên trong có hoàn chỉnh hồn phách chiên nguyên huyết nhục chiên nguyên cùng ngọn nguồn linh lực chỉ cần bảo toàn huyết linh châu thì tương đương với bảo toàn sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn có thể mượn nhờ mênh mông huyết hải trùng tu thậm chí là trùng sinh đối với huyết ma đế quân mà nói chỉ cần linh hồn vẫn còn liền có thể khống chế huyết đạo pháp tắc có uy lực cường đại mang hoàng đế tổ vậy mà giữ lại nó còn đặt ở trong huyết trì hoặc là chính là đã thật giết hắn hoặc là chính là đang cho hắn cơ hội trùng sinh, sau đó cường cường liên hợp. Đường đường đế quân, lưu lạc đến tận đây, chân thực đáng thương. Ngươi là thần phục với mang hoang đế tổ rồi. Huyết ma đế tộc đè ép mang hoang 100. 000 năm, cuối cùng biến thành mang hoang đế tổ chó săn. Thông thiên ma hoàng ngôn ngữ kích thích, thử thăm dò tới gần, hắn không dám mạo hiểm, nếu như gia hỏa này không chết, cố ý chờ hắn tới gần, hoặc là thôn vệ, tại đột nhiên dẫn phát huyết đạo pháp tắc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ huyết linh châu tại trong huyết trì chập trùng lên xuống, không có bất kỳ cái gì ba động. Thôn thiên ma hoàng đột nhiên há miệng, thôn phệ triều dân bộc phát, làm bộ muốn thôn phệ huyết linh châu, thực tế là tại thôn phệ trong huyết trì đế huyết. Kết quả, huyết linh châu vẫn là không có bất luận cái gì, dù là nhỏ xíu dị thương. Người chết. Thông thiên ma hoàng cơ bản xác định, thoáng chần chờ, há miệng cuốn lên huyết linh châu, một phát bắt được. Huyết linh châu giống như là khỏa mênh mông đế tâm, dũng động cường đại huyết triều ba động, đánh thẳng vào hắn toàn thân huyết mạch, nhưng là không có bất kỳ cái gì tiếng công tính. Thông thiên ma hoàng có chút hoảng hốt, chết thật rồi. Huyết ma đế quân vì đào thoát thiên khải, khuất nhục binh giải, nhưng trở lại đế thành liền bị giết. Cái kia mang hoang đế tổ là thật hung ác a, à, nếu như giữ lại huyết ma đế quân, để nó tái tạo chân thân, tất nhiên là cái cường đại trợ lực. Nhưng là, trực tiếp liền giết đi. Cái này. Huyết ma đế tộc trấn áp mang hoang vô tận tuế nguyệt, cuối cùng bị mang hoang tiêu diệt, đây là nhân quả tuần hoàng sao. Thông thiên ma hoàng rời khỏi đại điện, đem cả tòa đại điện nuốt vào trong thân thể, cấp tốc trời đi đáy biển. Chương 2038 Cùng chiến, 1 Nguồn Mê truyện audio com Lúc này mang Hoang đế tổ cùng Khương Thương đánh thẳng hừng hực khí thế. Mang Hoang đế tổ nương tựa theo sông đế mạch cường đại khống chế, cùng lắng động trăm vạn năm siêu cấp chiến khu, bắt đầu toàn diện áp chế Khương Thương. Cái này còn sống trăm vạn năm siêu cấp nhân mà hay là quá quá mạnh. Khương Thương, huyết linh châu tới tay, rút lui trước thông thiên ma hoàng xông ra huyết hải, hướng phía bầu trời hô to. Không biết sống chết, để xuống cho ta. Mang hoàng đế tổ giận dữ, ngay tại diễn biến hư vô đại mạc cùng quyển thâm không, giống như là xé rách đến vô hạn vũ trụ, đối diện lật ngược dây dưa khương thương, lập tức quay người đuổi giết thông thiên ma hoàng. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Đối thủ của ngươi là ta. Khương thương toàn thân trong suốt, cường quan sáng chói, bên trong hiện lên lấy thiên địa cảnh tượng, sơn hạ mê ảnh, hắn cùng toàn bộ tự nhiên hệ thống giao hòa, cùng lực cuồng cuồng ngành hán lấy hư vô đại mạc, truy kích mang hoang đế tổ. Ta nói đi rồi sao? Làm bộ rời đi mang hoang đế tổ đột nhiên lộn vòng, đón Khương Thương khởi sướng bạo kích. Khương Thương vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng mang hoang đế tổ đối diện chạm vào nhau. Lần này gặp phải phi thường đột ngột. Song Phương cũng không kịp thi triển cực hạn truyền thừa. Hoặc là, mang hoang đế tổ liệu chính là cái này. Truyền thừa bí thuật đều không cần, mạnh yếu liền muốn nhìn thể chất. Tinh linh mạnh. Hay là thiên ma chiến khu càng mạnh không hề nghi ngờ, thiên ma chiến khu mạnh hơn gấp 10 lần. Đúng. Phốc phốc. Mang hoàng đế tổ một thanh bắp lấy Khương Thương cổ, một thanh đánh xuyên lòng ngực, hai cánh điều khiển như cánh tay, gào thét lên chống đỡ Khương Thương hai tay. Niết bàn ba lần, ngươi còn có thể niết bàn sao? Chiến thần chi nộ. Mang hoàng đế tổ khống chế lại Khương Thương sau một khắc, thẳng tắp chiến khu kịch liệt nhúc nhích, một cổ cường đại uy năng ầm vang bộc phát, cái gọi là chiến thần chi nộ, không chỉ là khế ước tộc nhân có thể mượn dùng lực lượng của hắn, càng có thể tại hắn cần thời điểm, hấp thu khế ước tộc nhân lực lượng. Đây cũng là hắn cực lực muốn bồi dưỡng khế ước tộc nhân thực lực nguyên nhân. Thực lực của hắn đã đến cực hạn, muốn tăng cường, liền cần bọn hắn càng mạnh. Mà lại, hắn cấp cho tộc nhân lực lượng, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tương đương với bố thí, mà hắn mượn dùng tộc nhân lực lượng, thì là bá đạo đòi lấy. Ngay tại hư không trốn xa mang thiên cương bọn hắn không có chút nào phòng bị, tim đập loạn, ý thức hắc ám, trong chốc lát lâm vào hôn mê, thẳng tắp mấy chục mét chiến khu tại chỗ khô quắc như thi thể. Ngũ đại ma hoàng, năm cổ tế hiến. Mặc dù không đến mức để mang hoang đế tổ thực lực xuất hiện chất tăng lên, nhưng sát na bộc phát, cũng giao phó hắn siêu việt thực lực cường đại thế công. Rống. Mang hoàng đế tổ toàn thân nhúc nhích, há miệng điên cuồng gào thét, một cổ trong nháy mắt nổ tung yên diệt cùng hư vô triều cường, từ ngực bụng bên trong tuôn trào ra, mặc dù thả ra vội vàng, nhưng là đạt được ngũ đại ma hoàng kích phát, giờ khắc này bộc phát hay là trong nháy mắt băng diệt khương thương đầu từ xoay chuyển bạo kích đến bắt lấy khương thương lại đến cướp đoạt ma hoàng thực lực sau đó phóng thích hủy diệt triều dân liên tiếp phản kích giống như là sớm diễn luyện vô số lần toàn bộ hành trình bất quá 5 giây khương thương thậm chí không có kịp phản ứng liền bị bắt lại trái tim đánh nát đầu lâu kinh nghiệm chiến đấu tại thời khắc này trực tiếp phán quyết thắng bại mang hoàng đế tổ chống đỡ khương thương hai cánh lập tức bộc phát hư vô pháp tắc đè hắn vô tình lưu vong thâm không. Khương Thương tháo chạy, bị bắt lại trái tim sống sờ sờ thoát ly khỏi đi. Mang hoàng đế tổ há miệng nuốt vào trái tim máu dầm về, thân như luyện lô, cưỡng ép luyện hóa, sau đó tiếng gáy to lấy đuổi giết Khương Thương. Phế đi. Thông thiên ma hoàng kinh hải, quay người liền muốn trốn. Hắn có thế không phải là đối thủ của mang hoàng đế tổ, bảo mệnh quan trọng. Nhưng là... Cái này cho suy nghĩ vừa sinh ra, tiếp được đè xuống. Khương Thương chết rồi, bản hoàng còn có thể sống. Thông thiên ma hoàng nhìn mang hoàng đế tổ chấn kích hai cánh, đuổi vết hư không lập tức sâu sách khẩu khí phát ra rung trời ma hống lão quái vật ngươi dám giết hắn ta đồ ngươi toàn tộc đi a à, ngươi ngược lại là đi a à, nhìn xem ngươi trước hết giết hắn hay là ta trước đồ ngươi toàn tộc Mang hoang đế tổ lập tức dừng ở thăm không đáy mắt hàng quang như điện trong chốc lát băng liệt không gian vượt qua hơn một ngàn dặm trực tiếp xuất hiện tại trên huyết hải một quyền tuôn ra chôn vùi triều cường như biển gầm sôi trào giống như lỗ đen lại như vòng xoáy cùng hệ thống thế giới yên diệt pháp tắc cộng minh muốn nhất cử quan sát cái này không biết sống chết đồ vật. Ngoà tao, thông thiên ma hoàng kinh hồn lạnh mình, biết mang hoàng đế tổ tốc độ nhanh, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. hơn một ngàn dặm, thời gian một cái nháy mắt đã đến, đập vào mặt khủng bố đế uy, để hắn kém chút liền tuyệt ý niệm phản kháng, trực tiếp từ bỏ chờ chết. cái này nha hoàn toàn chính xác thực khủng bố a, à, trực diện tương đối cùng nơi xa quan sát hoàn toàn là hai loại cảm thụ bất đồng nhưng thông thiên ma hoàng cũng không phải người lương thiện, đang gầm thét thời điểm liền làm ra chuẩn bị. âm âm thông thiên ma hoàng ngực bụng cuồn cùng há miệng phun ra huyết ma đại điện. Cái này cũng không chỉ là một tòa điện, mà là huyết ma tộc chí cao vô thượng biểu tượng, càng là huyết ma đế quân tu luyện cấm khu. Trước đó đế uy bạo động, cả tòa đế thành đều đổ sụp thành phế tích, duy chỉ có nó bình yên vô sự. Cho nên, thông thiên ma hoàng vung ra huyết ma đại điện, ngay sau đó phun ra trong huyết trị đại lượng đế huyết, nhuộm đỏ cả tòa đại điện, xúc động đại điện mặt ngoài xa mãn giống như giữ tận đế ngấn. Âm âm. Huyết ma đại điện kịch liệt quanh minh, như là huyết ma đế quân thức tỉnh, nhất là mặt ngoài đế ngấn, nhận đế huyết nhụm dần, trong chốc lát cường thế thức tỉnh, cùng hệ thống thế giới huyết đạo pháp tắc cộng minh. Tự như Bắc Thái đế thành có thể dẫn động hỗn loạn pháp tắc, huyết ma đế thành đồng dạng có thể dẫn động huyết đạo pháp tắc, mấu chốt ngay tại ở riêng phần mình rèn luyện vài vạn năm đại điện. Khi chôn vùi triều dân tràn ngập yên diệt pháp tắc từ trên trời giáng xuống, huyết ma đại điện bao quanh huyết đạo pháp tắc phóng lên tận trời mặc dù huyết ma đại điện phản kích kém xa huyết ma đế quân tự mình thi triển, nhưng mạng hoàng đế tổ giờ phút này cũng không có dốc hết toàn lực, tiện tay một kích mà thôi. Kết quả Hai cổ pháp tắc giữa trời va chạm, nổ lên như núi kêu biển gầm đại bạo động, giống như là hai thế giới đụng vào nhau, hắc ám cuồn cuồng, huyết quan đầy trời, nương theo lấy đinh tai nhức ốc tiếng vang, khuấy động mênh mông thiên địa, cùng cùng mấy trăm hơn ngàn bên trong. Thông thiên ma hoàng bỗng nhiên chìm xuống, bị hung hăng va vào huyết hải chỗ sâu, toàn thân huyết khí cuồn cuồn, khó tự kiềm chế mang hoang đế tổ cũng bị bạo tạc vén lui, huyết đạo pháp tắc ba động, cũng ảnh hưởng đến huyết mạch của hắn. Đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng vũ trụ thâm không, sóng âm cuồn cuộn, như sấm triều cuồn cuộn, thiên địa sụp đổ. Cực hạn bá liệt cùng điên cuồng. Khương Thương không đầu chiến khu cùng giả vết trở lại, cùng tự nhiên hệ thống dung hợp trong một chớp mắt, da tróc thịt bông, huyết nhục tước đoạt, sống sờ sờ đem chính mình hủy đi chỉ còn khung xương. Mặc dù không có khả năng lại miết bàn, nhưng mẹ nó, lão tử còn có đế khu đâu. Âm âm. Quyết nhục diễn biến, cường quan vô biên. Ngàn vạn mạch máu hóa thành lao nhanh gian hà, mảng lớn làn da hóa thành chập trùng sơn hà, từng mảnh thịt nát hóa thành nguyên nga núi lớn, mênh mông đế khí hóa thành che trời thương khung. Khương Thương cùng nổ đến tàn bạo, không quan tâm, tách rời chính mình, cùng pháp tắc cộng minh, cùng thế giới chiếu rọi, diễn biến hoa lệ mà thật lớn tự nhiên bức tranh, tại cực hạn bạo động cùng vô biên cường quan bên trong, trải rộng ra mênh mông trăm vạn dặm núi cùng sông, trời cùng đất. Lão bất tử, ngươi mẹ nó với ai cùng đâu? Khương Thương cùng Vũ Thâm không, thao túng trăm vạn dặm sơn hà kịch liệt cuồng cuồng, xen lẫn thành một thanh tuyệt thế sát tiễn, tần tận áp súc, uy mãnh tăng vọt, hồi hộp thâm không, rung động thế giới. Mênh mông thiên điệu oanh minh, dâng lên vô tận tự nhiên triều dân, cuồn cuộn hội tụ ở tự nhiên sát tiễn. Thế giới mênh mông bạo động, rủ xuống ức vạn tự nhiên pháp tắc, dày đặc cuốn quanh tại tự nhiên sát tiễn. Giết. Khương Thương linh hồn gầm thét, cuồng loạn. Hai cánh là cung, tự nhiên làm tiễn, lấy vô tận thương khung thiên uy, pháp lệnh tự nhiên đại đạo âm âm tự nhiên sát tiễn vần quanh thương khung phong bạo cùng thiên địa vạn vật cùng thế giới thương khung sinh ra cực hạn giao hòa phát xạ chính là đưa đạt mang hoang đế tổ vừa mới bị huyết đạo pháp tắc trùng kích huyết mạch chịu ảnh hưởng mặc dù không phải rất mãnh liệt nhưng cũng nhận kiềm chế bành mang hoang đế tổ bị đối diện đánh xuyên từ năm vạn mét thâm không vọt tới mênh mông huyết hải chương 2039 nghìn chiến 2 nguồn mê truyện audio com tốt ta liền biết ngươi có thể đuổi tới thông thiên ma hoàng kinh hỷ điên cuồng gào thét hắn liều mình kiềm chế mang hoang đế tổ chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi nếu như khương thương lui hắn nhất định phải chết nếu như khương thương đuổi không đến hắn cũng chết chắc rồi tiểu tử này quả nhiên có cổ cha của hắn điên không chỉ có tới tới còn rất nóng nảy âm âm mang hoang đế tổ va chạm hải triều nhấc lên vạn trượng huyết đào chiếu đỏ thiên địa thông thiên ma hoàng liều chết bạo khởi khiên huyết ma đại điện vượt biển phi nước đại hơn 10 dặm, gầm lên giận dữ, phóng lên tận trời, luân động huyết ma đại điện phủ xuống. Khương thương, giao cho ngươi. Chống đỡ. Ngàn vạn chống đỡ. Ngươi tên điên kia lão cha lập tức sẽ đến rồi. Thông thiên ma hoàng trước tiên rút lui, hốt hoảng lui lại. Vừa mới kiềm chế mang hoàng đế tổ chỉ là xuất kỳ bất ý, hiện tại mang hoàng đế tổ muốn phát điên, hắn có thể gánh không được loại này phản kích. Bất quá, đang rút lui thời điểm, hắn hơi chút dãy dụa, cắn răng một cái, hướng phía bầu trời vung ra huyết linh châu. Tiếp được. Chớ cô phụ nó. Khương Thương huy động hài cốt hai cánh, mở ra thiên khung, một phát bắt được huyết linh châu, đuổi giết huyết ma đại điện. Rống. Mang hoàng đế tổ kích phát chôn vùi triều cường, điên cùng phá toái lấy tự nhiên sát tiễn, muốn tránh thoát ra ngoài. Sĩ nhục, vô cùng nhục nhã, lại bị cái bán đế cho kềm chế, cái này nếu là đặt ở thời đại hồng hoang, đủ để cho hắn thanh danh quét rác. Âm âm. Khương Thương từ trên trời giáng xuống, trùng điệp hắn tại huyết ma trên đại điện. Không chần chờ chút nào, ngang nhiên dẫn nổ hắn huyết nhục ngưng tụ tự nhiên sát tiễn. Sát tiễn nổ tung, tự nhiên sụp đổ. Mang hoang đế tổ bị đánh xuyên chiến khu kịch liệt phòng lên, cơ hồ muốn từ nội bộ nổ tung. Mà kinh khủng pháp tắc trùng kích, thì khuấy động huyết ma đại điện, lần nữa khiên động huyết đạo pháp tắc từ trên trời giáng xuống, như ức vạn lôi đình bạo kích, lít nha lít nhít đánh vào trên đại điện, thông qua mặt ngoài tung hoành đến ngấn truyền đến nội bộ. Bạo tạc tại tàn phá, huyết mạch lại hỗn loạn, trong ngoài tác dụng phía dưới màn hoàng đế tổ rốt cục nhận lấy trọng thương lão bất tử tư vị như thế nào sống trăm vạn năm đế tổ bị ta cái này tân đế đánh thành dạng này còn mặt mũi nào mà tồn tại khương thương chấn kích hai cánh tật tốc lui lại kéo dài khoảng cách nắm lấy cơ hội cấp tốc nuốt luyện huyết linh châu viên này huyết linh châu là huyết ma đế quân tái tạo đế khu bản nguyên ẩn chứa sinh cơ cùng huyết khí quá bàn bạc tương đương với gần phân nửa huyết ma đế quân đều không đủ mà khương thương không chỉ có kế thừa khương nghị niết bàn càng kế thừa luyện mục thuật cũng chính là lấy thân thể là lô dung luyện năng lượng cho nên huyết linh châu nhập thể cấp tốc bị phá giải hòa tan hóa thành mênh mông huyết khí để chỉ còn hài cốt chiến khu cấp tốc khôi phục huyết nhục tân sinh tinh thần bành trướng hắn giành lấy cuộc sống mới thẳng tới đỉnh phong ngay tại phi nước đại thôn thiên ma hoàng cảm nhận được sống sinh mệnh mạnh mẽ quay đầu nhìn lại trái tim co quắp một trận đó là huyết linh châu a nếu như cho hắn nuốt hoàn toàn có thể triệt để hư hóa càng có thể tăng thêm hắn lên trời chứng đạo xưng đế phần thắng. Nhưng là, không có cách nào. Khương thương nếu như bại, hắn hôm nay cũng liền xong, còn nói gì lên trời chính đạo. Rống. Mang hoàng đế tổ triệt để nổi giận, trực tiếp vỡ nát huyết ma đại điện, đang sôi trào yên diệt cùng hư vô trong cùng triều phóng lên tận trời. Hắn lòng ngực trách rưới, tóc dài loạn vũ, biểu lộ dữ tận như quỷ, hai mắt huyết quang bắn ra, gắt gao tập trung vào xa xa khương thương. Đến A, à, lão bất tử. Ta đã nói rồi, ngươi hôm nay không giết chết được ta, chính là bại ta nhìn ngươi cái này hỏng bét bộ dáng, hôm nay bị bại rất triệt để a. À. Khương thương tà khí lẫm nhiên, miệng đầy răng nanh. Mênh mông huyết khí tại toàn thân cuồn cuộn, không chỉ có để hắn trở lại đỉnh phong, còn giống như mạnh hơn. A à a à a. À. Mang hoàng đế tổ cùng nộ đến cực điểm, trước đó cũng không có đem Khương Nghị coi là gì, miễn cưỡng xem như cái đối thủ, nhưng bây giờ lại bị con của hắn cho thương tổn tới. Hắn trợn mắt trừng trừng, toàn thân huyết văn lan tràn, một tiếng chói tai gào rít, vang vọng đất trời, quanh quẩn thâm không trước đó rơi vào trạng thái ngủ say mang thiên cương, mang các các loại năm vị thần tôn, tại trong hôn mê, tan thành mây khói, từ linh hồn đến huyết nhục, triệt để chôn vùi. Mà mang hoang đế tổ, thương thế khép lại, huyết mạch sôi trào, trở lại đỉnh phong. Tại cực hạn trong cơn giận dữ, tại cuồng loạn điên cuồng phía dưới, hắn tự tay giết hắn tạo nên mấy chục năm siêu cấp thần linh. Giết. Khương Thương vung tay điên cuồng gào thét, cùng tự nhiên cộng minh, cùng thương khung giao hòa, ngang nhiên đuổi giết mang hoang đế tổ. Vật nhỏ, hôm nay ai cũng ngăn không được, ngươi nhất định phải chết. Mang hoàng đế tổ cùng nộ mà điên cuồng, quyết tính triệt để nhóm lửa, cũng điên cuồng đuổi giết Khương Thương. Bành bành bành. Song đế chi chiến, tại thời khắc này toàn diện thăng cấp. Ngay tại nhanh chân phi nước đại thôn thiên ma hoàng đều rõ ràng đã nhận ra cái kia cổ hủy thiên diệt địa, tán diệt vạn vật khủng bố ba động. Thôn thiên ma hoàng hư vô chiến khu kịch liệt gần sống, hận không thể sinh ra hai cái cánh. Ngươi không giết chết được ta. Ha ha, rác rưởi. Ngươi không giết chết được ta cái rắm mang hoang đế tổ. Ngươi, không giết chết được ta. Nghe hiểu tiếng người sao? Ngươi, không giết chết được ta. Khương thương cùng chiến thăm không, kịch liệt thi triển đồng thời không ngừng mà đùa cực lấy mang hoang đế tổ. Mang hoang đế tổ cùng nổ đến cực hạn, các loại bí thuật sát chiêu tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt bạo kích lấy khương thương. Lấy đế thành phế tích làm trung tâm, mênh mông huyết hải đều biến thành chiến trường, sóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt, vô tận huyết khí che khuất bầu trời, mênh mông thương khung liên miên sụp đổ bọn hắn từ huyết hải dết tới thương khung từ thương khung dết tiếng vũ trụ lại từ vũ trụ dết trở lại thế giới pháp tắc như lôi đình phô thiên cái địa bao phủ lấy bọn hắn năng lượng như biển gầm liên miên bất tuyệt sôi trào thiên địa mênh mông trăm vạn dặm huyết ma đại lục đều phản phất bao phủ tại kinh khủng đế uy ba động dưới vô luận là ma tộc hay là ma thú đều phủ phục tại riêng phần mình trong lãnh địa rung lẫy bảy ha 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 sung sướng thoải mái ha ha kích thích a à, đến a à. khương thương đánh chật vật đánh thống khổ, nhưng càng đánh nhiệt huyết dân trào. Nếu như chỉ là đế mạch cùng thần mạch hợp thể, hắn thật đúng là chưa chắc là mang hoàng đế tổ đối thủ, nhưng hắn nắm trong tay hai đại pháp tắc, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cứ việc ở vào bị động, bị điên cùng áp chế, nhưng vẫn là liều chết chém giết, ngoan cường ác chiến. Nhất là viên kia huyết Linh Châu, không chỉ có để hắn khôi phục, còn tương đương giao phó hắn mới niết bàn tiềm lực, nhất là có thể lại nổi lên thiên địa huyền hoàng. Mang hoàng đế tổ thật hận không thể xé sống khương thương, nhưng chôn vùi khó mà hủy diệt tự nhiên hư vô khó mà trấn áp thương khung hắn chỉ có thể điên cuồng trọng thương khương thương lại tại trong thời gian ngắn khó mà đem nó trực tiếp giết chết nhưng là trong thời gian ngắn giết không chết không có nghĩa là vĩnh viễn giết không chết mang hoàng đế tổ bị khương thương khiêu khích kích thích đến bạo tẩu vỡ vụn thương khung hủy diệt thiên địa đè ép khương thương tiếp tục oanh kích thẳng đến nửa ngày qua đi ngay tại khương thương bị buộc đến tuyệt cảnh thi triển thiên địa huyền hoàng thời điểm mang hoàng đế tổ đột nhiên cảnh giác đình chỉ tiến công đến a, lão bất tử, tới giết ta a. Khương Thương ý thức cùng thiên địa giao hòa, diễn biến phòng ngự mạnh nhất, tiếp tục khiêu khích lấy Mang Hoàng Đế Tổ. Nơi này là Tây Bộ. Mang Hoàng Đế Tổ vẫn ngắm nhìn chung quanh, dò xét thăm không, trong bất tri bất giác, bọn hắn vậy mà giết tới huyết ma đại lục Tây vực, khoảng cách huyết ma đế thành vậy mà dài đến 3 40 vạn dặm. Đây là trùng hợp hay là Khương Thương toàn thân trách rưới, nhìn chầm chầm mang hoang đế tổ, bị phát hiện sao? Hắn cũng không phải sẽ chỉ làm bừa đồ đần, kịch liệt ngôn ngữ kích thích không chỉ có là phát tiết, càng là quấy nhiễu mang hoang đế tổ lý trí. Hắn mặc dù bị áp chế, lại gian nan khống chế tháo chạy phương vị. Nửa ngày thời gian, hắn dẫn dắt đến chiến trường từ đế thành hướng Nam Bộ dời đi 37 vạn dặm, đã thối lui đến huyết ma đại lục Tây Bộ. Lấy song phương hỗn chiến trình độ kịch liệt, khẳng định từ ban đầu liền kinh động đến Khương Nghị. Lấy Khương Nghị trí tuệ, hẳn là có thể đoán được tình huống nơi này. Khương Nghị bên người bồi bạn Đông Hoàng như ảnh, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất vết tới, hắn hấp dẫn mang hoàng đế tổ không ngừng hướng tay chuyển di, chính là rút ngắn khoảng cách, để Khương Nghị càng nhanh đuổi tới. Mang hoàng đế tổ nhìn chầm chầm Khương Thương, biểu tình giữ tận dần dần ngưng trọng. Vật nhỏ, ngươi đang tính kế ta. Khương Thương diện mục giữ tận. Lão già, vẫn rất thông minh a, à, sợ sao? Chương 2040 Không dám đánh cược Nguồn Mê truyện audio.com Mang hoàng đế tổ nắm chặt lời trảo, áp chế trong lòng ngực cuồn cuộn chiến ý, từ khai chiến đến bây giờ, trước trước sau sau đã vượt qua hơn nửa ngày thời gian, mặc dù nơi này khoảng cách thương huyền trung vực còn có khoảng trăm vạn dặm, nhưng Khương Nghị nơi đó có hư không chi môn, chân chính lớn pháp tắc chi môn, nếu như không gian thần linh thôi động, tốc độ khẳng định nhanh đến khó có thể tưởng tượng, nói không chừng tùy thời liền muốn chạy tới. Lúc trước hắn mặc dù miễn cưỡng coi Khương Nghị là đối thủ, nhưng nhìn xem cái này Khương Thương, lại nghĩ tượng hư không chi môn, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Lão già, có dám đánh cược hay không một thanh? liền cực ngươi giết ta trước đó, bọn hắn đuổi không đến. Khương Thương mặt mũi tràn đầy máu tươi, giữ tận đáng sợ. Hắn không biết Khương Nghị cụ thể đến đâu rồi, cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn liều mạng đến bây giờ, tuyệt không thể để mang hoang đế tổ chạy. Mang hoang đế tổ duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, đảo qua miệng đầy răng nanh, gắt gao nhìn chầm chầm Khương Thương, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Hắn kỳ thật có nắm chắc có thể giết Khương Thương, nhưng là, vài phút, mấy tiếng. Hắn không có nắm chắc cái này dù sao cũng là một tôn đế hay là khống chế hai cổ pháp tắc đế khương nghị lúc nào đến vài phút hay là mấy tiếng thương huyền không chỉ có hư không chi môn còn có ba vị không gian thần linh tốc độ kia khó mà đánh giá mặc dù khương nghị cùng sắp chết khương thương cũng không giết chết hắn nhiều nhất có thể đem hắn trọng thương nhưng nhiều hư không chi môn ý nghĩa hoàn toàn khác nhau hắn hư vô pháp tắc rất có thể bị kiềm chế đến lúc đó liền không chỉ là trọng thương thật khả năng mất mạng mang hoàng đế tổ tra xét rõ ràng hệ thống thế giới bên trong đế uy, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy khương nghị vết tích, không cần phải nói khẳng định là bị hư không chi môn ẩn nặc. Cược sao? Cược thắng, khương thương hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng coi là tìm về mặt mũi. Nhưng nếu là thua cuộc đâu? Khương nghị phối hợp hư không chi môn, thật khả năng đem hắn lưu tại nơi này. Lão già, ta cũng dám cược, ngươi không dám sao? Ha ha, ngươi không bằng ta à? Ngươi chẳng lẽ muốn trốn? ta nghe nói, ngươi đã từng mưu toan thôn phệ sĩ thiên giới, kết quả bị cái nương môn nhi dọa cho chạy. Hôm nay rõ ràng liền muốn giết ta, đột nhiên lại muốn chạy. Ngươi phải biết, có một số việc, tuyệt đối không nên mở tiền lệ, nếu không liền thành quen thuộc. Khương thương điên cùng cùng không sợ tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hắn căn bản không biết mình có thể hay không kiên trì đến Khương nghị tới, hiện tại đầy đầu chỉ là cuốn lấy mang hoang đế tổ, không thể để cho viên kia huyết linh châu không công lãng phí hết. Vật nhỏ, đừng tùy tiện, chúng ta sau này còn gặp lại mang hoang đế tổ cuối cùng vẫn là đè lại xúc động mặc dù hy sinh mang thiên cương bọn hắn rất đáng tiếc nhưng là hắn hay là tại cực hạn nổi giận bên dưới bảo vệ một tia lý trí thật muốn chạy ta đối với ngươi rất thất vọng a à? khương thương cắn chặt răng nanh hung tận nhìn chằm chằm mang hoang đế tổ không nên gấp gáp ta sẽ còn trở lại tin tưởng ta hối hận chính là ngươi mang hoang đế tổ ánh mắt lấp lóe vỗ cánh bạo kích vỡ vụn hư không rời đi chiến trường trác rưỡi phế vật Khương Thương phẫn nộ gào thét, đều giết tới hiện tại, vậy mà chạy. Đều liều chết dẫn tới nơi này, lại bị phát giác. Là hắn biểu hiện quá rõ ràng sao? Mang hoàng đế tổ. Nhớ kỹ. Ngươi đời này đối thủ đều là ta. Là ta, Khương Thương. Khương Thương gào thét thiên địa, cho biến mất mang hoàng đế tổ hạ chiến thư. Nửa ngày về sau, thông thiên ma hoàng chạy tới nơi này. Hắn vừa mới bắt đầu chính là hướng tây bộ chạy trối chết, muốn tránh đi đế chiến trùng kích, kết quả khương thương dẫn mang hoàng đế tổ tốc độ quá nhanh oanh oanh liệt liệt hướng tay chuyển di vậy mà rất nhanh vượt qua hắn cũng may không có phát hiện hắn xong thông thiên ma hoàng nhìn qua ngồi xếp bằng thiên khung khương thương thật bất ngờ vậy mà kết thúc khương thương không để ý đến nghiêm mặt xếp bằng ở giữa thiên địa hấp thu tự nhiên chi khí điều trị lấy rách mướp chiến khu tiểu tử chuyện gì xảy ra mang hoàng đế tổ đâu thông thiên ma hoàng hô to ta sinh ra ở ngàn năm trước ngươi tái tạo tại ngàn năm sau, ngươi phải gọi ta tiền bối. Khương Thương lạnh nhạt nói nhỏ, trong lòng rất bực bội. Ta bảo ngươi tiền bối. Ngươi biết hay không cương thường luân lý, ta cùng ngươi lão cha hỗn đảng kia sư phụ cùng thế hệ, ta là ngươi lão cha hỗn đảng kia hoàng phi sư phụ, mẫu thân ngươi gặp mặt đều được tôn ta âm thanh tiền bối, ngươi đến hô lão tiền bối. Thôn thiên ma hoàng tức giận cười. Ngươi nhận được lên sao? Tiểu tử, nếu không phải ta cho ngươi huyết linh châu, ngươi chết sớm. Thông thiên ma hoàng phẫn độ gia hỏa này thực lực là rất mạnh nhưng tính tình là thật kém đến cùng là khương nghị di truyền hay là tinh linh giáo dục xảy ra vấn đề ta nếu là chết rồi ngươi có thể sống khương thương không tiếp tục để ý tiếp tục chữa trị thương thế sau đó không lâu hư không chi môn ầm vang mở ra hệ thống thế giới không gian pháp tắc toàn diện bạo động kéo dài mấy trăm vạn dặm thiên địa không gian mênh mông thương khung vũ trụ mịt mờ đều nhận đã kích cường liệt khương nghị cùng đông hoàng như ảnh bước ra hư không chi môn giáng lâm đến tây bộ nhưng là, mang hoàng đế tổ đâu? Đều đánh xong, các ngươi tới chậm. Khương Thương mở mắt ra, bất mãn hừ một tiếng. Mang hoàng đế tổ chạy. Khương Nghị nhìn qua uống lượng chiến tranh phế tích, nếu đều đánh tới nơi này, sao có thể kết thúc? Chẳng lẽ lại là thần bí nữ đế nhúng tay? Ta dẫn dụ hắn hướng tay chuyển di, bị hắn phát hiện. Hắn không dám đánh cược, rút lui. Khương Thương liếc mắt đông hoàng như ảnh, lạnh lùng nói. Ngươi quá chậm. Muốn giết ta ta chết đi, ngươi làm sao cùng ta mẫu thân bàn giao. Đông Hoàng như ảnh dịu dàng trầm tĩnh, hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Ngươi cùng hắn đánh cược gì rồi? Cược các ngươi đuổi tới trước đó, hắn có thể hay không giết ta? Lúc nào đánh cược? Một ngày trước đi. Một ngày đầy đủ hắn giết ngươi ba lần. Ta không nghĩ tới các ngươi chậm như vậy. Ta ta tận hết khả năng kiềm chế, các ngươi tận các ngươi có khả năng đi đường, kết quả cuối cùng như thế nào, phải xem riêng phần mình là có hay không hết sức nỗ lực. Khương Thương đối với Khương Nghị nhất miệng. Ngươi dạy ta nha, muốn bồi dưỡng ăn ý, ta đang cố gắng, ngươi đây. Hắc hắc. Thông Thiên Ma Hoàng đột nhiên cười. Trước đó còn rất tức giận đứa nhỏ này tính tình, bây giờ thấy Khương Nghị nghiêm mặt muốn đánh người dáng vẻ, đột nhiên cảm giác thật vui vẻ. Để cho ngươi tai họa tinh linh tộc, để cho ngươi ngàn năm bỏ mặt, đây chính là báo ứng. Không quan tâm một ngàn năm, đi lên liền trông cậy vào hài tử đối với ngươi tôn kính hiếu thuận, nào có cái kia công việc tốt, ngươi nha thụ lấy đi. Huyết ma đế thành đâu? Đông Hoàng như ảnh hỏi chính xem náo nhiệt thôn thiên ma hoàng. Sập. Thôn thiên ma hoàng nhúng nhúng vai. Huyết Linh Châu đâu? Mang hoàng đế tổ vô dụng, vừa vặn cho Khương Thương dùng. Dùng. Nếu không muốn như nào. Ngươi coi hắn thật sự là mang hoàng đế tổ đối thủ. Thôn thiên ma hoàng không chút khách khí nói. Không phải nói Khương Thương không mạnh, mà là tôn kia mang hoàng đế tổ sát thực quá biến thái, thời đại hồng hoàng chiến tranh đại đế thật không phải trò đùa khương thương có thể làm được loại trình độ này đã bất khả tư nghị mang hoàng chiến tộc đâu hẳn là chết gần hết rồi để thành sập huyết linh châu dùng các ngươi này bằng với là không thu hoạch được gì khương nghị rất chờ mong huyết ma đế quân viên kia huyết linh châu hoàn toàn có thể đem thôn thiên ma hoàn tại trong thời gian rất ngắn cưỡng ép đạp đổ bán đế cảnh giới sau đó mau chóng lên trời xưng đế Thông thiên ma hoàn càng nhanh xưng đế đối với bác châu thập tam hải chấn nhiếp càng mạnh thương huyền địa vị liền càng vững chắc ai có thể nghĩ tới mang hoang đế tổ ở đây, có thể sống cũng không tệ rồi. Bất quá, trong huyết trì đế huyết vẫn còn ở đó. Thông thiên ma hoàng hay là ẩn dấu điểm hàng lậu, trong huyết trì đế huyết mặc dù không kịp huyết linh châu, nhưng hẳn là có thể đem hắn hư hóa trình độ đẩy lên hơn chính thành, cũng coi là cái quý tạ. Ngươi cùng Khương Thương rút về Thương Huyền, trấn thủ hư không đế thành. Như ảnh đi tiếp ứng thiên hậu cùng đại vương bọn hắn, cũng đều rút về Thương Huyền. Khương Nghị thật không nghĩ tới mang hoang đế tổ sẽ vụng trộm đến chiếm lấy huyết ma đế thành, dù sao trước đó đã không đến can thiệp hắn xưng đế, cũng không có đến thiên khải quấy rối, hắn coi là vị kia thần bí nữ đế cùng hắn đàm luận tốt. Không nghĩ tới, hắn là sớm đuổi tới đối thủ một mất một còn huyết ma đế thành chờ. Huyết ma đế tộc trấn áp mang hoang vài vạn năm, mang hoang đế tổ đây cũng là báo thù. Mặc kệ mang hoang đế tổ ban đầu chỉ là vì báo thù, vẫn là phải cùng hắn đối kháng, trận đại chiến này xuống tới, song phương xem như triệt để vạch mặt từ nay về sau mang hoàng đế tổ sẽ trở thành một cái đại phiền toái. Không thể giết hắn, thật là một cái tiếc núi. Thông thiên ma hoàng nhìn lại huyết ma đại lục, trước đó còn muốn lấy thống trị nơi này đâu, một lát là đừng suy nghĩ. Không chết ở trên tay hắn cũng rất tốt, về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Khương Nghị hiện tại càng cần hơn đến Thái Sơ cùng Bắc Thái nơi đó nhìn chầm chầm, nghiêm phòng mang hoàng đế tổ đột nhiên đi ra quấy rối. Tinh linh đế tộc cùng thương huyền đế thành nơi đó, cũng cần tăng cường phòng ngự chờ hết thảy đều kết thúc về sau, lại tìm sinh mệnh nữ để tìm hiểu tình huống. Chương 2041 Chiều sâu hợp tác Nguồn Mê truyện audio com Hát ám thâm không bên trong, màn hoàng đế tổ sắc mặt âm trầm, sát ý cuồn cuồn. Trở về đỉnh phong trận chiến đầu tiên, lại là như vậy hỏng bét kết cục, quả thực là cái sĩ nhục. Nhưng tiểu tử này vậy mà có thể thao túng thương khung pháp tắc, thật sự là khiến người ngoại ý nếu như chỉ là đế mạch cùng thần mạch, thật không có nguy hiểm gì, dù sao tại cường đại đế mạch trước mặt, nhiều một đầu thần mạch, thậm chí là hai đầu thần mạch, đều không có thực chất ảnh hưởng, nhưng là rèn luyện ra pháp tắc, thì là hoàn toàn khác biệt ý nghĩa, có thể so với nửa cái đế mạch. Hắn hay là thương khung pháp tắc, một cái thương khung, một cái tự nhiên, chân chính ý nghĩa thiên địa, nhất là tiểu tử kia cuồng tính, điên, giả mang, không quan tâm, loại tình huống này cực ít xuất hiện tại đế cảnh phương diện, càng giống là cái vừa mới tu luyện, không hiểu trời cao đất động tên điên mang hoàng đế tổ tinh hồng hai mắt lóe ra ánh mắt oán độc. Chạy ra lòng giam, sống thêm một lần, hắn cũng không phải đến chịu nhục. Hôm nay lui, lần sau nhất định phải giết cái triệt để. Khương thương. Mang hoàng đế tổ răng cắn đến két vang, song quyền gắt gao nắm chặt, đây là hắn khôi phục đằng sau cái thứ nhất muốn giết chết mục tiêu. Nhưng là... Hiện tại thương huyền đã thành khí hậu, muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác sang giết khương thương, cần phải có cái đủ phân lượng giúp đỡ. Hắc ma đế quân mang hoàng đế tổ trong đầu cái thứ nhất lóe lên danh tự, chính là ma tộc còn sót lại đế quân, nhưng rất nhanh bị hắn lắc đầu phủ định. Mặc dù hắc ma chiến khu là có thế cùng thiên ma chiến khu chống lại ma tộc đỉnh cấp chiến khu, nhưng đối với loại kia an giật 30, năm ma quân, hắn hoàn toàn không để vào mắt. U Linh Ngươi ở đâu? Ngươi là muốn ngồi xem sát thiên đại chiến, thần ma chết thảm, ngươi trở ra khống chế thế giới A. Nghĩ hay lắm. Mang hoàng đế tổ nghĩ đến trợ thủ. Ngươi hẳn là tại cửu U Thâm không? sẽ không sai, ngươi khẳng định tại cửu U Thâm không? Chỉ cần đám kia dạ nha không chết hết, nhất định tại cửu U Thâm không chờ ngươi. Nhưng là, đầu tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết sinh mệnh nữ đế, tuyệt không thể lại để cho nàng vướng bận. Mang hoàng đế tổ nằm xuống lao xuống, rời đi không gian hư vô. Hắc ma đế quân tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, ngưng tụ ý thức thể, giáng lâm đến Long đế thành. Long đế ngưng tụ ý thức thể, bí mật tiếp kiến Hắc ma đế quân. Xem ra chúng ta đều bị Khương Nghị đùa nghịch một trận lại rõ ràng cực kỳ kế ly gián, lại đem chúng ta hủy đi thành hai bộ phận. Thiên khải đám kia bại, chúng ta nhóm này chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Bây giờ nói những này đã trễ rồi. Ngươi nếu đã tới, nói rõ làm ra quyết định kỹ càng. Ta rất hiếu kỳ, khương nghị điều kiện gì thuyết phục ngươi. Hắc ma đế quân nhìn Long đế thái độ, hẳn là thỏa hiệp, cái này mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng thỏa hiệp nhẹ nhàng như vậy, lại là thật bất ngờ. Tại trong ấn tượng của hắn, Long đế là tất cả đế quân bên trong cao ngạo nhất cao ngạo đến tôn nghiêm thắng qua hết thảy. Mà Khương Nghị nơi đó lại có hồng hoang thiên long, chẳng lẽ liền không sợ phiền phức sau tính sổ sách, để thiên long tộc thay thế hắn cự long tộc long tộc chi chủ. Ngao hồn xưng đế. Long đế không có dấu giếm, dù sao cũng là mấy năm sau liền muốn chuyện phát sinh. Khương Nghị cho phép ngươi cự long tộc sinh ra vị thứ hai đế quân. Hắc ma đế quân kinh ngạc đến chấn kinh. Lấy cự long tộc thực lực, chỉ cần hoàn toàn hư hóa, tại không có cường địch quấy nhiễu tình huống, kháng trụ thiên kiếp cơ hội phi thường cao nói cách khác chỉ cần khương nghị đáp ứng long tộc ngao hồn thật khả năng xưng đế chờ ta đi thương huyền sẽ để cho khương nghị thân lập huyết thể long đế điểm ấy thật đúng là không nghi ngờ dù sao nguy cơ sắp xảy ra khương nghị nếu như khăng khăng giết thái sơ đế quân cùng bắt thái đế quân liền cần đế quân mới bổ sung mà long tộc không thể nghi ngờ là giữa thiên địa mạnh nhất sinh linh cự long sông đế Hắc ma đế quân cũng minh bạch nguyên do trong đó khương nghị cần đế quân mới long tộc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất Tính cả Hồng Hoang Thiên Long, Long tộc tương nghênh đến Tam Đế thời đại. Mặc dù Hồng Hoang Thiên Long chưa hẳn cùng chúng ta thân cận, nhưng chúng ta hai tôn Cự Long Đế quân cũng đủ cường đại. Long Đế ý vị Thâm Trường nói. Nói bóng gió, một khi Cự Long có được Song Đế đội hình, chắc chắn ngạo thì thiên hạ, có được tuyệt đối quyền nói chuyện, dù là khương nghị đều được khách khí, cho nên. Lão bằng hữu, hợp tác với chúng ta đi. Mặc kệ là trước mắt cục diện hay là ứng phó tương lai nguy cơ, song long phối hắc ma đội hình, không chỉ có thể ngăn được Khương Nghị, cũng có thể sống đến cuối cùng. Hắc ma đế quân thật sâu nhìn xem long đế, không có dựa theo long đế mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ, mà là dọc theo ý nghĩ của mình, chạy hùng hục, hai đầu cự long đế quân A, lại phối hợp hồng hoang thiên long, long tộc chẳng phải là thiên hạ đệ nhất cường tộc. Cứ việc hồng hoang thiên long là Khương Nghị bên kia, nhưng chung quy là long tộc A, Khương Nghị thật không sợ khống chế không nổi long tộc. Hay là nói, trong này có khác tình huống. Tỷ như, Long tộc kỳ thật triệt để đầu phục Khương Nghị. Nếu không như thế nào để Khương Nghị hoàn toàn yên tâm. Hắc Ma Đế Quân ý thức dò xét lấy đế thành, tìm kiếm lấy một ít thần ma khí tức. Nếu như song phương chiều sâu kết minh, nơi này khẳng định có Khương Nghị một ít thân tính đóng giữ. Kết quả vừa tra này, vậy mà không có cảm nhận được bất luận cái gì thần linh ba động. Ngao Lê cùng Ngao Tấn đâu? Long Đế có chút há mồm, chần chờ. Hắn là không có ý tứ nói khế ước sự tình, chỉ có thể hàm hồ nói. Đi thương huyền, qua một thời gian ngắn liền trở lại. Hắc Ma Đế Quân lập tức cảnh giác, không sai, khẳng định là chiều sâu hợp tác. Mẹ nó, khắp thiên hạ đều là Khương Nghị đúng không? Bọn hắn tại một nhà kia thân, liền chính mình là người ngoài rồi. Hắc Ma Đế Quân âm thầm khẩn trương, xem ra cần phải tìm Khương Nghị hảo hảo nói chuyện rồi, cũng phải trà trộn vào đại gia đình, không phải vậy sát thiên nguy cơ tiến đến, hắn rất có thể cái thứ nhất hy sinh. Chúng ta, hợp tác. Long Đế gặp Hắc Ma Đế Quân chậm chạp không chịu đáp lại, chỉ có thể làm rõ nói chúng ta không phải tại hợp tác sao? Trước giáp công thái sơ đế quân, tại bôn tập bắc thái đế quân. như thế nào? ta chỉ là giữa chúng ta chiều sâu hợp tác, từ nay về sau đồng tiếng chung lui, đồng sinh cộng tử. đương nhiên. hắc ma đế quân rất sung sướng đáp ứng, lão long này là tại thay khương nghị mời chào ta sao? lão già quả nhiên cùng khương nghị người một nhà. bất quá, ta không cần ngươi mời chào, ta muốn trực tiếp đi tìm khương nghị hảo hảo nói chuyện. tốt. tốt tốt tốt. Lòng đế rất kích động, không nghĩ tới gia hỏa này thống khoái như vậy đáp ứng. Chúng ta trước thu thập thái sơ. Toàn lực ứng phó. Chúng ta nên hoạt động một chút gân cốt. Làm cho Khương Nghị nhìn xem, làm cho thiên hạ nhìn xem. Hắc ma đế quân nơi này, làm cho Khương Nghị nhìn xem, là muốn mượn cơ hội này biểu đạt trung tâm, nhưng lòng đế nghe vào trong lỗ tai lý giải thì là chấn nhiếp Khương Nghị, cho nên. Ngạo nghệ nói. Tốt một cái làm cho Khương Nghị nhìn xem, lần này, nhất định phải sang bằng thái sơ đế thành. Hắc Ma Đế Quân thật sâu gật đầu, lần nữa làm sâu sắc phán đoán, Long tộc triệt để quy thuận Khương Nghị, hắn không có khả năng do dự nữa. Nhưng là làm như thế nào cùng Khương Nghị chiều sâu hợp tác đâu? Trực tiếp lôi kéo làm quen, đuổi tới không phải mua bán a, hắn đường đường Hắc Ma Đế Quân không thể để cho người xem nhẹ. Tặng quà, lễ vật gì có thể làm cho Khương Nghị minh bạch tâm ý của hắn? Hiện tại Thương Huyền giống như cái gì cũng không thiếu, Khương Nghị hiện tại cần gì đâu? Ma nữ. Hắc Ma Đế Quân hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy nhíu mày. Chương 2042. Bắc Thái chịu chết. Nguồn: Mê truyện audio.com. Thái Sơ Đế Thành. Từ khi Thái Sơ Đế quân bại lui Thiên Khải, trở về đế thành về sau, liền bắt đầu suy nghĩ lập tức cục diện. Lấy khương nghị tính cách, tuyệt sẽ không tha hắn, càng sẽ không buông tha Thái Sơ đế tộc. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Đương nhiên không có khả năng. Chẳng lẽ muốn thỏa hiệp sao? Tuyệt không có khả năng nhưng là không ngồi chờ chết mặt khác đế quân chắc chắn sẽ không có ai dám can đảm ở cục diện trước mắt bên dưới đối kháng khương nghị không thỏa hiệp hắn dựa vào cái gì chống cự khương nghị thế công thái sơ đế quân nghĩ đến cùng bác thái đế quân hợp tác nhưng thật không xác định bác thái đế quân có phải hay không cùng khương nghị giảng hòa nói chuyện không có thời gian huống chi nói chuyện lại có thể thế nào có thể nói ra bác thái đế quân ý tưởng chân thật sao hắn hiện tại đối với bất kỳ người nào đều tâm hoài ngờ vực vô căn cứ Suy đi nghĩ lại, Thái Sơ đế quân làm một cái to gan quyết định. Thứ nhất, giữ lại truyền thừa. Tinh tuyển đế tộc trăm vị tinh anh cùng thiên tài, cùng ba nghìn vừa độ tuổi nữ tử thân mật hợp tác, sau đó đem nữ tử nặc danh đưa ra đế thành, phân tán đến Thái Sơ đại lục, cùng phụ cận hải vực. Để bọn hắn tự sinh tự diệt. Mặc dù ba nghìn nữ tử chưa hẳn đều sẽ thụ thai, nhưng chỉ cần có mấy trăm thành công, sau đó lại có mười mấy cái sống sót, coi như không gãy Thái Sơ truyền thừa. Thứ hai, phong tồn truyền thừa. Thái Sơ Đế Quân tự mình bố trí bảy chỗ bí cảnh, ẩn nấp tại trăm vạn dặm sơn hà nơi nào đó. Tinh tuyển bảy chi tinh nhuệ, trao quyền cho cấp dưới đến những bí cảnh kia bên trong, lưu lại bộ phận tài nguyên để bọn hắn ở bên trong bí mật sinh tồn, sinh sôi, phát triển. Không đến bí cảnh phong ấn nới lỏng, tuyệt không đến rời đi. Thứ ba, để thành phiêu lưu. Thái Sơ Đế Quân bắt đầu điên cuồng cướp bóc Thái Sơ Đại Lục tất cả thần tộc cùng hoàng tộc tài nguyên, cơ hồ là giả mang cứng rắn đoạt, tóm lại trong thời gian ngắn nhất có thể đoạt bao nhiêu đoạt bao nhiêu, sau đó chuẩn bị thoát đi thế giới, cứ như vậy, khi phát giác được Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế rời đi đế thành, đuổi giết Thái Sơ thời điểm, Thái Sơ Đế Quân quả quyết dẫn bạo đế thành chung quanh chôn vùi vực sâu, từ hệ thống thế giới thoát ly khỏi đi, bay vào mênh mông thâm không bên trong. Thoát ly với thế giới, đây là yên diệt lĩnh vực đặc hữu cực hạn năng lực. Thái Sơ Đế Quân hạ quyết tâm muốn phiêu lưu mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm chờ đến trận kia thần biến nguy cơ đi qua đằng sau, lại lần theo pháp tắc dẫn dắt, trở lại thế giới hắn mặc dù không xác định ba vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng khẳng định là trận tuyệt thế nguy cơ khương nghị đem thế giới dày vào thành bộ này hỏng bét bộ dáng hẳn là cũng gánh không được đến lúc đó hắn trở lại thế giới chính là thế giới chủ nhân hắn mang theo đế thành chạy hắn rời đi thế giới này rồi thà rằng thoát đi thế giới đều không cùng khương nghị thỏa hiệp hắc ma đế quân cùng long đế đứng tại hắc ám hoang vu lỗ đen trước biểu lộ vô cùng phức tạp trên nửa đường liền phát giác không đúng sức lực vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy thái sơ đế quân tồn tại, còn tưởng rằng tăng cường đế thành yên diệt lĩnh vực, chuẩn bị từ chết đến lết đâu, kết quả. Không có. Cả tòa đế thành cũng bị mất. Bọn hắn nhìn xem trống rỗng hắc ám thâm uyên, rõ ràng hẳn là tiếc núi, hẳn là ảo não, nhưng lại không biết thế nào, lại có chút bội phục thái sơ đế quân thủ vững đế tộc kiêu ngạo thái độ. Quyết không thỏa hiệp, tuyệt không hợp tác, tuyệt không khuất phục. Dù là toàn tộc lưu vong thâm không. Cái này giống như mới là đế quân nên có tư thái. Chạy chạy. Long đế chậm rãi quay quanh lấy kéo dài hơn 10 vạn mét cự hình thân rồng, dựa theo ước định, hắn là muốn mang theo Thái Sơ đế quân đầu đi thương huyền, hiện tại Thái Sơ chạy, hắn làm sao cùng nơi đó bàn giao? Hắn cũng không phải e ngại Khương Nghị, mà là lo lắng Khương Nghị đổi ý, song đế ước hẹn. Đi bắt Thái đế thành, không có khả năng lại để cho hắn chạy. Hắc Ma đế quân vặn vẹo khôi ngô chiến khu, đó là hắn cùng Khương Nghị gặp mặt lễ vật, tuyệt không thể lại có ngoài ý muốn. Thái Sơ đế quân khống chế yên diệt pháp tắc, có thể thoát ly với hệ thống thế giới, Bắc thái đế quân khống chế chính là hỗn loạn, trốn không thoát. Long đế mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là giao trách nhiệm thái hư cổ long lập tức mang bọn họ tới, bắt thái đế thành. Bắt thái đế quân chấp tay đứng tại đế thành trung ương trong đại điện, yên lặng cảm giác thế giới pháp tắc ba động ba động. Cái này vừa đứng, chính là hai tháng. Mới đầu là cảnh giác Khương Nghị, muốn cùng Khương Nghị chân chân chính chính đánh một trận. Hắn muốn bảo vệ đế quân Vinh Quang, hắn muốn chứng minh thực lực của hắn. Lần này, hắn đừng lại lui. Thời khắc tất yếu, hắn thậm chí muốn kéo lấy Khương Nghị chịu chết. Nhưng là, hắn đã chờ lại các loại, từ đầu đến cuối không có đợi đến Khương Nghị. Khương Nghị là đang tu luyện. Mạnh lên sau lại đến. Hay là tại lập mưu mặt khác âm mưu. Bắc Thái đế quân tiếp tục cảnh giác, cũng tiếp tục chờ đợi. Thẳng đến trước mấy ngày, Hắc Ma đế quân cùng Long đế đột nhiên rời đi riêng phần mình đế thành, xong về Thái Sơ đại lục, sau đó, Thái Sơ đế thành hoàn toàn biến mất, Hắc Ma đế quân cùng Long đế ở nơi đó ngắn ngủi dừng lại, thẳng đến tây bắc bộ mà tới. Bắc Thái Đế quân mặc dù chỉ có thể mơ hồ bắt bọn hắn di động quỷ tích, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Khương Nghị không muốn tự mình giáng lâm nơi này, không muốn lại cùng hắn giao thủ. Một nguyên nhân, hẳn là e ngại hắn liều chết phản kích. Hiện tại Khương Nghị mặc dù thắng, nhưng chịu không được bất luận cái gì thương vong cùng ngoài ý muốn, nếu không vừa mới hình thành chấn nhiếp liền sẽ nhận trùng kích, mặt khác đế quân đều sẽ một lần nữa liên hợp lại. Nguyên nhân thứ hai, khương nghị muốn bức bách hắc ma đế quân cùng long đế vây quét bắc thái đế thành dạng này đã có thế hướng về thiên hạ hiện ra sự thống trị của hắn địa vị càng phải mượn hắn tay trọng thương hắc ma đế quân cùng long đế thuận tiện hậu kỳ khống chế bắc thái đế quân hai mắt nhắm nghiền không hổ là đùa bẩn âm mưu chiến tranh cùng nhân đều thắng được thiên khải thắng lợi lại còn đang tính mà tính toán thái sơ rời đi bạch hổ lưu đây tinh linh thần phục huyết ma huyền vũ đều đã chết hắc ma long tộc thỏa hiệp thế giới này, chỉ còn lại có ta. Bác Thái đế quân thì thào khẽ nói, bỗng nhiên có loại trước nay chưa có cô độc cùng mê mang. Đã từng thống ngự thiên hạ tám vị đế quân, vậy mà bởi vì một trận thiên khải chi chiến mà sụp đổ, bọn hắn duy trì 30, 000 năm thống trị, cũng thọ hết chết già. Làm sao lại biến thành dạng này? Bọn hắn bị bại quá nhanh, bị bại quá hoàn toàn, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Thật chỉ là bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ nguyên nhân sao? Bọn hắn chỉ là muốn bảo vệ mình đế tộc mà thôi. Bắc Thái Đế quân cảm thụ được ngay tại cấp tốc tới gần Hắc Ma Đế quân cùng Long Đế, trong lòng một trận bi thương, còn có mấy phần buồn cười, bọn hắn muốn tự giết lẫn nhau. Khương Nghị, cao cao tại thượng, chứng kiến lấy nơi này hết thảy. Người thắng. Người thắng triệt để. Bắc Thái Đế quân đi ra đại điện, ở trên cao nhìn xuống quan sát rộng rãi đế thành. Đế thành sớm đã không có thường ngày phồn hoa, trên đường cái đều không có mấy người đi lại. Ngoại thành cư dân đều trốn ở riêng phần mình trong nhà, lo sợ bất an nội thành cường giả đều trấn thủ lấy pháp trận, khẩn trương lại sợ hãi. Đây chính là hắn đế tộc. Đây chính là hắn chấp trưởng đế tộc cuối cùng kết cục. Bắc Thái đế quân cảm thấy nồng đậm thất bại cùng bi thương. Số mạng của hắn đã định. Hắn đế thành đâu? Khi Hắc Ma đế quân cùng Long đế phi nước đại hai triệu dặm, chiến huyết sôi trào dết tới Bắc Thái đế thành trước mặt thời điểm, đế thành phun trào hỗn loạn triều dân trong lúc bất chợt trở nên bình tĩnh, liền ngay cả cùng thế giới pháp tắc liên hệ đều bỗng nhiên tách ra nội thành khu trong chủ điện lại đột nhiên vang lên trận trận trên rỉ toàn tộc cường giả quỳ xuống trước trước điện vô luận nam nữ lão ấu bi thống rơi lệ bắc thái đế quân chết hồn phách tiêu tán quy về thế giới độc lưu đế khu xếp bằng ở chủ điện bắc thái đế quân chết không có bao la hùng vị chiến đấu không có điên cuồng gạo thét tại hắn bế quan ba mươi năm chủ điện tại tượng trưng cho bắc thái đế tộc chí cao địa vị đại điện lựa chọn bản thân kết thúc hắn không làm khương nghị quân cờ không cùng hắc ma đế quân cùng long đế thua chết chém giết. Hắn không có cùng loạn phát tiết, dùng bản thân hủy diệt bảo toàn chính mình sau cùng tôn nghiêm. Hắn lưu lại chính mình đế khu, còn có một phong tự tay viết thư, ký tên chỉ, rõ ràng là lý dần hai chữ. Chương 2043 Sông đế kết thúc Nguồn Mê truyện audio com Hắc ma đế quân cùng long đế cao cứ đế thành trên không, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một cái thoát đi, một cái tự sát. Nhân tộc hai vị đế quân, vậy mà đều dùng phương thức của mình bảo vệ đế quân cao ngạo. Bọn hắn kính nể đồng thời, vậy mà thái độ đối với chính mình sinh ra hổ thẹn. Thiện đại bắt thái đế thành. Long đế trầm thấp một câu, thối lui ra khỏi đế thành. Không vì cái gì khác, liền là bắt thái đế quân không để cho Khương Nghị mưu kế đạt được. Nếu như bắt thái đế quân thật muốn liều chết chém giết, hắn cùng hắc ma đế quân khẳng định là muốn trọng thương, đến lúc đó, bọn hắn không chỉ có không còn dám phản kháng Khương Nghị, thậm chí ngay cả sinh tử đều bị Khương Nghị nắm ở trong tay hiện tại bắc thái đế quân tuyệt nhiên chịu chết chính là phá khương nghị âm mưu cũng làm cho bọn hắn cùng khương nghị mặt đối mặt thời điểm càng có niềm tin toàn bộ lưu tại trong thành ai cũng không cho phép ra đi hắc ma đế quân rời đi đế thành trấn thủ ở bên ngoài đây chính là hắn cùng thương huyền ước định dân tặng lễ vật tuyệt không thể ra cái ngoài ý muốn trước đại điện mặt cung như ngọc ngồi liệt tại đế quân di thể trước bừng lấy trong tay di thư hoảng hốt đến đã mất đi suy nghĩ chết rồi cái này mang cho nàng vô tận vinh quang cùng tự hào nam nhân cứ như vậy bản thân kết thúc hắn là đế quân a đại lục kẻ thống trị a chẳng lẽ liền không chịu phản kháng một chút không chẳng lẽ liền không thể muốn những biện pháp khác sao cung như ngọc khó mà tiếp nhận cũng khó có thể lý giải đế tộc đến cùng thế nào đế quân đến cùng thế nào thế giới này đến cùng thế nào lão hồ vương hướng u mộng đứng ở đằng xa thất hồn lạc phách nhìn xem cổ kia đã không có khí tức đế khu Đế quân vậy mà chết rồi. Đế quân a, đây là trong đội tâm nàng chí cao vô thường, tương đương với trời tồn tại, vậy mà chết rồi. Hướng U Mộng một lần hoảng hốt, Đế quân hẳn là chỉ là ngủ thiếp đi, ngay tại suy nghĩ đối sách, giải quyết trước mắt khốn cục. Mà lại, hắn không thể chết a, hắn chết, để tộc làm sao bây giờ? Bắc Thái đại lục làm sao bây giờ? Nàng cùng Hướng Gia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khi Khương Nghị nhận được tin tức thời điểm, cũng bị bị hôn mê rồi thái sơ chạy trốn bắt thái chết rồi dự đoán tất cả ngoài ý muốn duy chỉ có không có tình huống như vậy không làm bất kỳ kháng cự nào không tiến hành bất luận cái gì cố gắng cứ như vậy trực tiếp đơn giản vừa chết vừa trốn đây cũng là thiên khải sau chiến đấu tràn đầy biến số siêu cấp đế chiến vậy mà như thế lặng yên không một tiếng động kết thúc mặc dù cục diện trước mắt sụp đổ đến phi thường trình độ hỏng bét nhưng ít ra hay là có thao túng chỗ trống cũng có rất nhiều lựa chọn khác chí ít khương nghị liền dự đoán được chí ít ba loại có thể thay đổi cục diện biện pháp mặc dù cuối cùng chưa hẳn như thế nào nhưng ít ra trước mắt có thể kiên trì kết quả hắn khẩn trương cái tịch mịch khương nghị bỗng nhiên cảm giác là thật thật đánh giá cao những này đế quân ba mươi năm yên lặng ba mươi năm an nhàn làm hao mòn bọn hắn tất cả dũng khí cùng huyết tính thậm chí bọn hắn lúc trước xưng đế đều là hư không đế quân đem bọn hắn từ thánh hoàng cảnh giới một đường thủ hộ trong thời gian ngắn nhất đưa đến đế cảnh không chút khách khí nói, bọn hắn tiến vào thần linh cảnh giới đằng sau liền không có tiến hành qua chiến đấu. Nhưng là, bọn hắn chung quy là đế quân A, ngạo thị thiên hạ 30, 0005, chẳng lẽ liền không thể cuối cùng hiện ra bên dưới tư thái. Khương Nghị mặc dù biết mình không thể dự đoán tất cả sự tình, nhưng loại tình huống này hay là để hắn có chút ảo não. Sớm biết, tự mình chết đi qua. Tháng 3 sơ, Khương Nghị tự mình giáng lâm Bắc thái đế thành để thành dân chúng gần ngàn vạn, đều cuộc cường ứng ngực thân, không có bất kỳ cái gì khuất nhục ý tứ, nhưng lắc lư trong ánh mắt không che giấu được sợ hãi cùng mê mang, có chút thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi Khương Nghị hỏa thiêu đế thành. Khương Nghị không để ý đến bọn hắn, thẳng đi tới trong đại điện, nhìn xem ngồi xếp bằng trên đài cao Bắc Thái đế quân. Sinh cơ bàn bạc, bà, sinh động như thật, nhưng không có linh hồn, chỉ còn đế khu. Cung Như Ngọc bọn người hoảng sợ nhìn xem nam nhân trước mặt, bởi vì đế uy, cũng là bởi vì e ngại, thân thể bọn họ không cầm được trung rẩy lấy ra. Khương Nghị lạnh lùng liếc mắt bên cạnh kiều mị nữ nhân. Cũng như Ngọc Giang nàng chống lên thân thể, đem đế quân tự mình viết xuống di ngôn, đưa cho Khương Nghị. Khương Nghị lật ra nhìn một chút, cả quyển không có nói tới hắn, tất cả đều là tại nói với Lý Dần. Chủ quan chính là để Lý Dần dung hợp đế khu, trung kích đế cảnh, tiếp quản Bắc thái đế tộc, thiện đại đế thành dân chúng, thủ hộ Bắc thái đại lục. Cái này tương đương với hy sinh chính mình, bảo toàn Bắc thái đại lục, thuận tiện cho Bắc thái đế tộc tạo nên một cái lĩnh tụ mới mặc dù lãnh tụ này chưa hẳn đối với hắn có tình cảm, nhưng ít ra là huyết mạch của hắn, là hỗn loạn đế mạch, có thể bảo toàn truyền thừa, bảo toàn đế tộc, bảo toàn đại lục. Mà lại, không chiến mà chết, hoàn chỉnh đế khu giao cho hài tử, cũng có thể gây nên lý dần chung tình, tốt hơn bảo hộ đế tộc. Khương Nghị nhìn một chút, lại có như vậy điểm cảm xúc. Bắc Thái đế quân quyết định này, mặc dù rất không dũng cảm, cũng có nhục đế danh, nhưng đối với Bắc Thái đế tộc mà nói, nên tính là sáng suốt. Ngươi chính là cái kia cung như ngọc. Khương Nghị ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt quý khí kiều mỹ nữ tử. Là. Là. Cung như Ngọc vốn định biểu hiện tỉnh táo, nhưng thanh âm đi ra liền nói lắp. Lưu tại nơi này, chờ Lý Dần tới. Khương Nghị không có làm khó nàng, dù sao từ trên huyết mạch mà nói, đây cũng là Lý Dần thân sinh mẫu thân. Huống chi, Lý Dần đứa con trai kia, vẫn luôn là nàng tại chăm sóc. Vâng. Cung như Ngọc âm thầm thở vào, còn tưởng rằng Khương Nghị sẽ để cho nàng cho đế quân chung cùng đâu. Khương Nghị nhắc nhở chờ lý dần tới ngươi nên làm như thế nào nghĩ thông suốt cung như ngọc gật đầu không dám nhìn khương nghị cặp kia tràn ngập hủy diệt con mắt ta biết khương nghị ánh mắt đảo qua toàn trường bác thái đế quân chết rồi trước đó ân oán có thể tạm thời buông xuống dựa theo di thư nói lý dần đem tiếp quản bác thái đế tộc cùng bác thái đại lục từ hôm nay trở đi tòa này để thành có chủ nhân mới các ngươi có mới tộc trưởng lý dần cần tu luyện sẽ tạm thời ở tại thương huyền xưng đế sau mới có thể cân nhắc trở về ở trước đó, các ngươi cố gắng nắm lại rõ ràng, nên dùng cái gì tư thái nên đón hắn, đối đại hắn, phụng dưỡng hắn. Mặt khác, các ngươi đế thành quản lý cùng giám sát, để cho thương huyền phụ trách. Thẳng đến lý dân trở về, cũng xác định các ngươi chân chính hiệu trung đằng sau, thương huyền giám thị mới có thể rời đi. Khương Nghị Thanh âm nghiêm nghị ở ngoài điện quảng trường quanh quẩn, khẩn trương bắt thái các tộc nhân đều cảm thấy ngoài ý muốn, không có trấn áp, không có hãm hại. Vậy mà liền như thế tha bọn hắn, không, đây cũng là Khương Nghị khinh thường tại tự mình đồng thủ đi, chờ Thương Huyền cái gọi là giám thị tới, mới thật sự là gió tanh mưa máu. Bất quá, Khương Nghị chí ít bảo toàn Bắc Thái đế tộc. Muốn bất quá là bọn hắn đối với Lý Dần hiệu trung. Mặc dù trên tâm lý có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp hướng Thương Huyền thần phục hiệu trung. Khương Nghị liếc mắt cố ý đứng ở trong góc nhỏ lão hồ vương hướng u mộng. Xin mời lão hồ vương mang lên hướng gia toàn tộc, theo ta về Thương Huyền đại lục hướng u mộng thân thể mềm mại run rẩy kém chút ngồi quỳ chân ở nơi đó cho ngươi một giờ chuẩn bị một cái cũng không thể thiếu khương nghị muốn đem bọn này hướng gia tộc nhân đưa đến hướng vãn tình tỉ mùi trước mặt hướng chân chính người thắng thần phục đây không phải cố ý phách lối mà là an ủi hướng vãn tình tỉ mùi tâm linh dù sao tại năm đó dưới cục diện các nàng tỉ mùi càng giống là phản đồ đó cũng là trong lòng các nàng vĩnh viễn tiếc nuối chương 2044 khế ước mới nguồn mê truyện audio com hư không đế thành thiên hậu đại vương kiều vô hối hồng hoang thiên long các loại lần lượt trút về thương huyền thiên khải sau chiến đấu chỉ là ngắn mũi tu dưỡng hiện tại cục diện cơ bản ổn định có thể chia sẻ tài nguyên thỏa thích bế quan nhất là bị ký thác kỳ vọng thiên hậu thôn thiên ma hoàng hồng hoang thiên long đông hoàng như ảnh lý dần cùng đại vương Đại vương mặc dù đột phá thần linh ngắn mũi hai năm, nhưng là hiện tại bày ở trước mặt nó chính là toàn bộ huyền vũ đế tộc tài nguyên, còn có hai tôn huyền vũ đế quân. Để bảo đảm đại vương trưởng thành, đàng hoàng còn mang lên tô lăng các loại đệ tử thân truyền, liên thủ luyện chế các loại kích phát tiềm lực cùng tổ mạch đang dược. Coi trọng như thế trình độ, cùng trọng chấn huyền vũ đế tộc sứ mệnh, rốt cục để lười biến đại vương nghiêm túc. Lý dần tiềm lực không thể nghi ngờ, hư hóa trình độ đã đạt ba thành, hiện tại Bắc thái đế quân bản thân kết thúc, tương đương với đem toàn bộ đế khu giao cho hắn, hắn có hy vọng trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn hư hóa. Hồng hoang thiên long thì bắt đầu luyện hóa huyết ma thân thể tàn phế, cũng nhận được bộ phận huyền vũ đế quân đế huyết để mà kích phát tiềm lực tiếp tục đột phá thông thiên ma cũng chia đến bộ phận huyết ma thân thể tàn phế phối hợp trong huyết trị đế huyết hoàn toàn hư hóa cũng không khó khăn mấu chốt nhất là thiên hậu thiên hậu dung luyện đế tâm hư hóa trình độ siêu việt chính thành nhưng là vì kích phát ra càng cực hạn tiềm lực nàng cần khế ước mới yêu thú tử kim cự cử long cửu thủ thiên long luân hồi long thần dù sao thiên hậu thuộc về hoàn toàn mới đế văn, đưa thân đế mạch độ khó nhất định tràn đầy biến số, ai cũng không dám cam đoan nhất định thành công, lại có thể tiếp quản pháp tắc gì, cho nên bọn hắn muốn dùng hết khả năng làm đến tốt nhất. Vì thế, thiên hậu giải trừ làm bạn lâu nhất tô lăng cùng huyết sư, cũng giải trừ Huyễn vụ mê điệp. Mặc dù Huyễn vụ mê điệp rất đáng tiếc, nhưng đã đến đế cảnh phương diện, kỳ thật yếu ớt thời gian rất khó phát huy ra cực hạn hiệu quả, còn không bằng tranh thủ mặt khác càng cường đại càng có thể phát huy hiệu quả năng lực. Càng quan trọng hơn là, Khương nghị cùng thiên hậu đều lo lắng thời gian loại vật này quá quỷ bí làm không tốt có thể dẫn tới càng kinh khủng lôi kiếp, đến lúc đó biến khéo thành vùng thất bại trong gan tất tam đại long thần vào ở cùng khế ước nhận lấy toàn sĩ thiên giới cùng để thành chú ý ba đầu long thần a thiên hậu quá hung tàn bọn chúng nhìn giống như không phải rất tình nguyện a vừa mới bắt đầu sẽ rất đau về sau liền dễ chịu xéo đi còn có thể hay không nghiêm chỉnh hồng hoang tổ kỳ lân côn bằng huyền vũ kim hống đằng xà kim ô thái âm ngọc thỏ tử kim cự cử long cửu thủ thiên long luân hồi long thần đội hình này quá kinh khủng hồng hoang đến nay chỉ sợ không có người nào có thể được đến nhiều như vậy tổ thú ủng hộ đi ngẫm lại hình ảnh kia thiên hậu đi tuần thập đại thần thú bảo vệ a à, bài diện mọi người nhìn qua nơi xa ba đầu long thần kích động chỉ rõ tu la bọn hắn cũng đều đuổi tới vì thiên hậu cao hứng cũng kỳ lấy thiên hậu xưng đế sau thực lực duy chỉ có ngao lê ngao tấn ngao minh cái này ba đầu long thần bị khuất nén giận, đối với bọn hắn dạng này long tộc chi chủ mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hồng hoang tổ kỳ lân, công bằng các loại bảy vị khế ước thần thú toàn bộ tụ tập ở chỗ này, một là thủ hộ thiên hậu, để tránh cái này ba đầu long thần làm loạn, mà là đang mong đợi thiên hậu thực lực tăng vọt, cho bọn hắn mang tới huyết mạch kích thích. Bắt đầu. Khương Nghị hướng thiên hậu ra hiệu, phóng thích đế uy, tự mình chấn nhiếp ngao lê, ngao tấn cùng ngao minh. Không cần kháng cự. Thiên hậu đầu tiên đi tới ngao minh phía trước, ngưng tụ ra tinh huyết tại nó cái trán khắc họa phù chú tiến hành huyết mạch cùng linh hồn khế ước ngao minh vùng vẫy một lát hay là từ bỏ chống lại tùy ý huyết chú nhập thể xâm lấn huyết mạch xâm nhập linh hồn giữa lẫn nhau rất mau ra hiện vi diệu liên hệ sau đó cấp tốc tăng cường ngao minh toàn thân huyết khí cuồn cuộn từ da thịt ở giữa chảy ra huyết thủy mang theo từng tia từng tia hồn khí cùng bành trướng linh lực liên tục không ngừng tràn vào thiên hậu hư vô trong thân thể thiên hậu lấy huyết mạch cấu kết đỡ tiếp liên hệ lấy khí biển dung nạp vô lượng bí lực diễn biến luân hồi bí lực. Theo khế ước thành hình, thiên hậu hư vô thân thể kịch liệt ba động, giống như là nuốt cả một đầu long thần đồng dạng, sinh cơ bàn bạc, khí hải sôi trào, liên đới lấy hồng hoang tổ kỳ lân bọn chúng đều nhận trùng kích, toàn thân huyết mạch nóng hổi sao động. Ngao Minh cấp tốc khô quắc, suy yếu, phản phất muốn bị tươi sống quất chết, nhưng khi khế ước thành hình, một cổ càng hùng vĩ càng cường thịnh khí tức từ thiên hậu huyết mạch cùng khí hải bên trong tung trào ra, phản hồi Ngao Minh ngao minh trước một khắc còn đau không muốn sống thân thể cấp tốc như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa không nói ra được thư sướng vậy mà không nhìn được nhắm mắt lại phát ra một tiếng ngâm khẽ trên mặt đều không tự chủ lộ ra mấy phần hạnh phúc dáng tươi cười a à, ngao lê cùng ngao tấn phát ra quái dị nói nhỏ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ triệt thoái phía sau hai bước nhưng ngao minh dừng lại không được trước đó sắp chết cảm giác quá cường liệt hiện tại thư sướng cảm giác lại quá bành trướng đến mức khổng lồ thân trọng đều mềm ở nơi đó tùy tiện hưởng thụ lấy cuộc đời đến nay đều không có thể nghiệm qua cảm giác thoải mái. Tới phiên ngươi. Thiên hậu khế ước ngao minh về sau, quay đầu nhìn về hướng ngao tấn. Chờ một lát. Ngao tấn mãnh liệt lay động chính cái đầu, phun ra bản nguyên chi khí, đem miệng của mình cuốn lấy, phòng ngừa chính mình phía sau cũng phát ra khuất nhục thanh âm. Nó chính cái đầu A, à, nếu như toàn bộ than nhẹ, thanh âm kia. Chỉ sợ muốn trong đế thành quanh quẩn một đoạn thời gian. Nhưng mà. Nó miệng là cuốn lấy, cái mũi không có trắng, thanh âm là thông qua xoan mũi cùng yết hầu cộng minh phát ra tới. Đem tại khế ước hoàn thành, thiên hậu phản hồi huyết khí cùng năng lượng, loại kia trở về từ cõi chết, trời hạn lâu ngày gặp mưa rào đặc biệt cảm giác, mãnh liệt mà bành trướng, để nó hít một hơi thật sâu, sau đó. Chính đầu tề ngâm, kéo dài không suy. Ngao lê ở bên cạnh nhìn khuất nhục vừa thương xót phẫn, hận không thể trước tiên đem chính mình mê đi, sau đó lại khế ước. Thiên hậu trọn vẹn dùng hơn nửa ngày thời gian, mới hoàn thành ba đầu long thần khế ước năng lượng cường đại không hề nghi ngờ kích phát thiên hậu tiềm lực, nhưng là không thể như nguyện toàn diện hư hóa. Cuối cùng này một tầng, thực sự thật quá khó khăn. Bất quá, hoàn toàn mới long mạch vào ở, kích thích thiên hậu đồng thời, cũng kích thích ba đầu long thần, đến mức bọn chúng sau đó lại có loại. Cũng không phải bết bát như vậy cảm giác. Sĩ thiên giới chỗ sâu. Hướng vãn tình cùng hướng vãn đồng, không có đi chứng kiến thiên hậu tại đế thành khế ước, mà là gặp được bị khương nghị mang về hướng gia tộc nhân. Từng tại vạn đạo đế thành phân liệt gia tộc, rốt cục tại lúc này đoàn tụ nhưng là hồi tưởng đã từng trận kia phân biệt lại nhìn cục diện trước mắt trong lòng bọn họ đều là ngũ vị tạp trần lão hồ vương phía sau tộc nhân đều rủ cục lấy đầu không dám nhìn đối diện tộc nhân mười năm bọn hắn tại đế thành trải qua cũng không tốt hoặc là nói thật không tốt mặc dù là gia nhập tôn quý đế thành nhưng không có đạt được chút nào lễ ngộ ngược lại bởi vì cung như ngọc nguyên nhân khắp nơi nhận áp chế không tự do không được tự nhiên rất bị khuất mà vì hòa hoãn cục diện lão hồ vương thậm chí chọn lựa rất nhiều mỹ mạo nữ tử đi thân cận một ít trưởng lão công tử nhưng ở thiên khải chi chiến phát sinh trước bọn hắn chí ít còn cho rằng bọn họ trải qua so hướng vãn tình bọn hắn càng tốt hơn bởi vì thiên khải chi chiến kết cục cơ bản đã định khương nghị một phương thua không nghi ngờ hướng vãn tình bọn hắn đem thảm tao tàn sát hài cốt không còn nhưng ai có thể nghĩ đến bị bại lại là đế tộc từ đầu đến cuối không bị bọn hắn xem trọng hướng vãn tình các tộc người theo khương nghị đại thắng triệt để xoay người hiện tại khương nghị không chỉ có tọa nguyện trở thành thương huyền chi chủ, càng là trở thành thế giới chi chủ, chủ tể thiên hạ vạn tộc vận mệnh, bao quát long tộc. Mặc cho xử trí. Hướng u mộng nhắm mắt lại, làm xong bị nhục nhã cùng đùa cật chuẩn bị. Nàng không hối hận tự chọn con đường, chỉ là không có thấy rõ lịch sử thủy triều lao nhanh phương hướng, nhưng loại này phương hướng, ai có thể thấy rõ. Bất quá là một trận đánh cực cực thôi. Người khác cực thắng, nàng thua cuộc. Có chơi có chịu. Mặc cho xử trí. Khương Nghị đã làm cam đoan đối với các ngươi xử trí, do chúng ta toàn quyền làm chủ, hắn không làm bất kỳ can thiệp nào. Hướng vãn đồng mở miệng, không có người thắng tư thái. Dù sao cũng là chính mình đã từng ân sư, cũng là tộc nhân của mình. Hướng u mộng từ từ nhắm hai mắt, không có lên tiếng. Hướng vãn đồng hơi chút trầm mặt, thở dài, nói. Thật cao hứng, các ngươi cũng còn còn sống. Ân. Hoan nghênh về nhà. Hướng u mộng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, mở mắt ra nhìn về phía hướng vãn đồng hướng u mộng sau lưng các tộc nhân lần lượt ngẩng đầu, khó có thể tin. Chương 2045 Lại Khải Phong Thần Đài Nguồn Mê truyện audio com Chúng ta đồng tông đồng tộc, chỉ là lý niệm khác biệt, tạm thời tách ra, không phải địch nhân, càng không phải là cựu nhân. Ta lúc ấy nói qua, ta là tại cho hướng gia tìm kiếm con đường thứ hai, rất vinh hạnh, ta tìm được. Hướng vãn đồng chủ động buông xuống khúc mắt, biểu lộ thái độ. Hướng vãn tình mặc dù có chút cảm xúc, nhưng đối mặt đám trưởng bối này cùng tộc nhân, nàng thực sự bậy không ra cao ngạo tư thái đi chế nhạo cùng trừng phạt. Hướng U Mộng khẽ nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi hướng Vãn Đồng vậy mà liền tính như vậy. Hướng Vãn Đồng nói, nơi này có rất ở thêm địa phương, các ngươi có thể ở tại phụ cận, chờ thích ứng hoàn cảnh, lại cùng chúng ta đem đến cùng một chỗ. Hướng U Mộng cau mày, lẳng lặng nhìn hướng Vãn Đồng hồi lâu, xác định không phải đang nói đùa về sau, sắc mặt hơi chậm, khôi phục bình thường thanh ngạo tư thái. Các ngươi tại cái này có được khỏe hay không? hướng vãn đồng nói. Rất tốt. Ta trước đó bị thương nặng, hiện tại bắt đầu khôi phục, mùi mùi đã là thần linh, còn bị khương nghị khâm định hoàng phi vị trí, gia tộc ở chỗ này địa vị rất ổn, các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này sinh hoạt. Hướng u mộng liếc mắt hướng vãn tình, thiên hồ linh văn vậy mà có thể xưng thần, đây chính là tuyệt vô cận hữu tiền lệ, nhìn ra được khương nghị đối với nàng hay là rất sủng ái. Đương nhiên, bọn hắn hướng gia nữ nhân đặc biệt khí chất, không có mấy người nam nhân có thể chống cự ở, mang ta đi chỗ ở của các ngươi nhìn xem hướng u mộng đoan trang thanh ngạo có chút ngẩng đầu đi tới phía trước ngay ở phía trước không xa hướng vãn đồng ra hiệu hướng vãn tình an bài tốt tộc nhân tự mình cho lão tộc trưởng dẫn đường địa vị của ngươi đâu còn không có minh xác hướng u mộng thuận miệng hỏi một câu phong vương cho phép hướng gia khai phủ ta nói chính là ngươi tại khương nghị hậu cung địa vị ngài hiểu lầm ta cùng khương nghị không có gì bất tranh khí hướng u mộng không nhẹ không nặng hừ một tiếng nói khương nghị hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước ngươi phải bắt được cơ hội ngài vừa tới nơi này tình huống không phải hiểu rất rõ khương nghị ta không hiểu rõ tình huống nơi này nhưng ta hiểu rõ tương lai khương nghị nữ nhân bên cạnh có cái đơn giản sao chỉ bằng mùi mùi của ngươi làm sao cùng với các nàng chống lại tuy nói hiện tại hắn mê luyến mùi mùi của ngươi định cái hoàng phi vị trí về sau đâu nữ nhân sẽ càng ngày càng nhiều một cái sau một cái xinh đẹp một cái sau một cái có bối cảnh nam nhân đa tình nhất cũng nhất lương bạc huống chi hiện tại theo dõi hắn nữ nhân, không có 100, cũng có 80. Một khi ngày nào Khương Nghị ngán mùi mùi của ngươi, lại nhận khác dụ hoặc, đừng nói lần nữa sủng, chính là hoàng phi vị trí đều không gánh nổi, đến lúc đó hướng gia làm sao bây giờ? Ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì mùi mùi của ngươi suy nghĩ, vì gia tộc nghĩ. Ánh mắt không nên quá thiển cận, muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hướng u mộng không cho hướng vãn đồng cơ hội giải thích. Nam nhân ưa thích tươi mới cảm giác, cũng hầu như sẽ có chút tư mật dở hơi, ta cũng không tin hắn cùng vãn tình thân mật thời điểm sẽ không nghĩ tới ngươi ngươi cùng ngươi mùi mùi thương lượng cái kế sách tìm một cơ hội đem hắn cầm xuống ta không phải thương lượng với ngươi đây là mệnh lệnh liên quan đến gia tộc hương suy còn có chuẩn bị cho ta một phần danh sách bày ra sĩ thiên giới bên trong tất cả chưa lập gia đình nam tính tốt nhất là có phân lượng những cái kia đi theo khương nghị lập nghiệp những cái kia đúng thiên hậu giống như có cái huynh trưởng gọi tô triệt hướng vãn đồng đi tới đi tới liền ngừng nàng hôm nay chỉ là chuẩn bị tiếp nhận tộc nhân, về sau lại chậm chậm khôi phục tình cảm, nhưng không nghĩ tới lão tộc trưởng năng lực thích ứng mạnh như vậy. Hướng U Mộng đi ở phía trước, nói tiếp. Đã ngươi quản lý không được cái nhà này, ta đến phụ trách. Lãnh đạo của ngươi, để hướng gia nên đón cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng ngươi bây giờ thái độ, biểu thị ngươi bắt không nổi cơ hội này, đổi ta đến, ta sẽ dẫn lĩnh hướng gia, bắt lấy, nắm chặt, cuốn chặt. Ngày mùng 1 tháng 5, trải qua một phen chuẩn bị về sau khương nghị lại khải phong thần đài đem từ huyết ma tộc cùng huyền vũ đế tộc lấy được hai tòa hoàng nê đài giao cho vạn độc huyết long cùng tu la vì hai cái này mới hoàng nê đài để thành bên trong rất nhiều người đều chủ động tìm tới khương nghị nhưng đều bị khương nghị từ chối nhã nhặn rất nhanh liền xác định chủ nhân vạn độc huyết long chính là linh thể hóa rồng tiềm lực cực lớn mà lại tính phá hư mạnh không hy vọng xa vời hư hóa chỉ cần có thể đạt tới thần linh đỉnh phong cảnh giới cũng đủ để tại đặc thù thời khắc phát ra tác dụng trọng yếu Tu La, Khương Nghị hy vọng có thể mượn cơ hội này cho hắn dẫn tới thời kỳ hồng hoang khởi nguyên đồ đằng sớm kích phát đế mạch. Không hy vọng xa vời tại sát thiên chi chiến có thể phát huy tác dụng, chỉ là hy vọng hắn có thể phát triển nhanh hơn. Theo phong thần đài toàn diện khởi động, khủng bố vòng xoáy lần nữa vặn vẹo thời không, quán thông vạn cổ, từ trong vũ trụ mịt mờ dẫn động yên lặng đồ đằng. Kiều vô hối, Khương Diễm bọn người cũng đều khống chế chính mình hoàng nê đài, vần quanh chung quanh, cảm ngộ vạn cổ thời không ảo diệu, cũng kích phát chính mình độ đằng, là vạn độc huyết long cùng tu la trợ trận. Vòng xoáy xé rách thiên địa, vạn cổ thời không huyết dài. Một đạo yêu dị cường quan từ thời đại hồng hoang dâng lên, trực tiếp vượt qua viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, cận cổ các loại hùng vĩ thời đại, không hề dừng lại một chút nào thẳng đến vạn độc huyết long mà tới. Điều này nói rõ đạo đồ này đằng sinh ra từ thời kỳ hồng hoang, cũng là yên lặng tại thời kỳ hồng hoang, tương đương với trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong không còn lại xuất hiện qua. Vạn độc huyết long quay quanh hoàng nơi đài, gào thét thời không, đáp lại cái kia đạo thần bí đồ đằng. Đạo thứ hai cường quan từ thời đại hồng hoang dâng lên, sáng chói chói mắt, phản phất chiếu thấu vạn cổ, phía sau viễn cổ, thái cổ, thường cổ các loại ba cái thời đại, phân biệt lấp lóe mê quan, giống như là đáp lại đạo cường quan kia. Cường quan bạo động, vượt qua lịch sử trời cao, thẳng đến thời đại này mà tới. Tu La non nớt thân thể đứng trên hoàng nê đài, triển khai hai tay, cảm thụ được đập vào mặt thời không chi khí cùng thần bí ba động, tâm hắn triệu bành trướng, nhiệt huyết sao động. Vậy rất có thể chính là khởi nguyên đồ đằng bởi vì khởi nguyên linh văn đản sinh tại thời kỳ hồng hoang dẫn dắt qua nhân tộc đằng sau dài đến trăm vạn năm trong lịch sử vẹn vẹn xuất hiện qua ba lần vừa vặn đối ứng giờ phút này lấp lóe ba đạo mê quan hắn bây giờ còn không có thức tỉnh linh văn sớm đạt được đồ đằng được phong thần cách lưu danh hồng mông phong bia tương lai trưởng thành tất nhiên phi thường tấn mãnh càng có thế có càng đại khái hơn suốt trùng kích đế cảnh đây chính là kiếp trước lớn nhất kỳ vọng đồ đằng gì kiều vô hối bọn hắn đều khẩn trương đang mong đợi vạn độc huyết long đồ đằng lấy vạn độc huyết long thần linh cảnh giới cùng đặc biệt linh thể hẳn là có thể dẫn tới một cái phi thường cường đại đồ đằng độc loại đồ đằng a vậy sẽ là dạng gì uy lực tu la sẽ là khởi nguyên đồ đằng sao đồ đằng lại là cái gì tạo nên có phải hay không là nhân tộc chí tôn cầu nguyện đại đế di cốt ở vào to lớn trong vòng xoáy đặt mình vào vạn cổ thời không dưới loại này chờ đợi lo lắng để thời gian giống như trải qua phi thường chậm chạp nhưng tất cả mọi người kích tình đều không có mảy may yếu bớt chờ mong chờ mong vô kỳ hạn đợi rốt cục. Ngày thứ ba, Tu La tiếp dẫn đồ đằng dẫn đầu đến, giống như là lao nhanh tinh hà, phá tan đầy trời vòng xoáy, quanh đến Tu La chỗ hoàng nê đại bên trên. Tu La toàn thân căng cứng, thống khổ đến giống như là muốn bị hủy diệt, nhưng ngay sau đó nóng bỏng để hắn phấn khởi, để hắn sao động, để hắn đang sôi trào mê quan bên trong dơ thẳng lên trời gào lớn, non nớt thân ảnh vậy mà lộ ra dị thường uy mãnh. Đồ Đăng. Khương Nghị thanh âm thanh liệt vang vọng đất trời, quanh quẩn vạn cổ vòng xoáy. Khởi nguyên. Đây cõi lòng mong đợi kiều vô hối bọn hắn toàn bộ treo hò, quả nhiên là khởi nguyên. Khương Nghị rất kích động, không chỉ có là đồ đằng thân phận, càng là bởi vì đồ đằng giáng lâm một khắc này, hắn vậy mà phát giác được giữa thiên địa một loại nào đó pháp tắc ba động. Không lâu sau đó, vạn độc huyết long mong đợi đồ đằng vọt tới hoàng nê đài, trong chốc lát quỷ dị ba động, vậy mà để đại đạo một nát, thiên địa lập suy, thời không rối loạn. Tự như là một đạo ngàn vạn đại đạo bên trong siêu cấp kẻ phá hoại, mặc kệ ai đụng phải, cũng có thể làm cho nó hỗn loạn. Đồ đằng Khương Nghị lần nữa cao giọng tuyên cáo. Kịch độc. Tốt. Kiều vô hối bọn hắn phấn chấn reo hò, mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là thời khắc này cảm thụ, cùng đáng sợ danh tự, khẳng định phi thường cường đại. Cái này đều không phải là độc, mà là kịch độc. Tóm lại rất lợi hại là được. Chương 2046 Mở thiên mộ Nguồn Mê truyện audio com Phong thần đại điển kết thúc, vàng độc huyết long cùng tu la lập tức chiều sâu bế quan, cảm ngộ đồ đằng, lĩnh ngộ truyền thừa. Kiều vô hối, Khương Diễm bọn hắn cũng đều tiếp tục bế quan. Mặc dù Khương Nghị đã vô tình hay cố ý đề cập tới, tránh cho để thần linh tiếp xúc sát thiên chi chiến, nhưng bọn hắn tuyệt không chịu như vậy bỏ qua, cũng đều đang mong đợi có thế có chỗ đột phá, dù là hy vọng xa vời đến cực kỳ bé nhỏ, bọn hắn cũng tuyệt không chịu cứ thế từ bỏ, làm không có chút ý nghĩa nào quần chúng. Khương Nghị không có gấp lùng bắt mang hoang đế tổ, mà là muốn chờ thiên hậu đột phá, tiến hành một trận có nắm chắc tất thắng săn bắn, cái kia nhân ma hung tàn lại điên cuồng, nhất định phải thận trọng xử lý. Khương Nghị tại sĩ thiên giới cùng hư không đế thành bên trong khắp nơi đi lòng vòng, hiểu rõ các tộc tình huống cùng nhu cầu, tự mình đã làm một ít điều phối. Về phần hướng gia nơi đó, hắn cứ việc đối hướng u mộng có chút ý kiến, lại thực hiện ước định, không có tiến hành can thiệp. Ta cùng Hắc Ma đế quân cùng Long đế làm cái ước định. Mời bọn họ tháng 9 đến nơi đây gặp mặt. Một cái mục đích đâu, chính là thẳng thắng nói một chút sát thiên chi chiến. Mục đích thứ hai, chính là hy vọng bọn họ có thể cộng đồng chứng kiến một sự kiện, tốt tuyệt bọn hắn một ít tưởng niệm. Khương Nghị lại tới tổ nguyên sơn bên trên, trực diện yêu đồng. Yêu đồng hay là bộ kia tự tại tản mạng bộ dáng, thẳng nhiên ngồi dưới tàn cây, cười nhìn lấy đi tới Khương Nghị. Thiên khải chi chiến, không có quá tận hứng, mấy cái này đế quân quá làm cho người ta thất vọng. Bất quá. Một đám an giật 30, không năm đế quân, đụng phải một đám điên rồi hai năm tên điên, bị bại không oan, chỉ là đối với ta cái này quần chúng mà nói, không có tận hứng. Nếu như thời đại này giao cho bọn hắn, chờ người giết trời tới, bọn hắn xác thực không chịu nổi một kích. Coi như Thiên Khải chi chiến là cái món ăn khai vị đi, chân chính món chính tại sát Thiên chi chiến. Ta lại mong đợi. Tiêu Đồng cười nói, đối với Khương Nghị duỗi ra cái ngón cái, ra hiệu hảo hảo cố gắng, coi trọng ngươi nha. Ngươi đối ta chờ mong là ta biểu hiện đặc sắc chút, đừng như vậy sắp chết. Nhưng ta đối ta chờ mong là, bọn hắn tới, cũng đừng đi. Rất tốt, phải có loại này kích tình, nhất định phải bảo trì lại yêu đồng thanh thoát khích lệ, có kích tình, đánh mới kích thích, mặc dù kết quả đã định, nhưng vở kịch lớn nhìn chính là quá trình, đặc sắc đều tại trong quá trình. Khương Nghị biết yêu đồng không tin hắn có thể thắng, nhưng hắn vẫn kiên trì tín niệm của mình, càng không chưa định, làm sao biết chung cuộc. Ta muốn hắc ma đế quân cùng long đế chân chính chứng kiến chính là. Ta siêu việt đế cảnh, hóa thân thành thiên, chân chính tiếp quản thế giới này. Yêu đồng đáy mắt sáng rực bắn ra, đầy mắt chờ mong. Ta liền chờ giờ khắc này. Thành thiên, mới có thể có vốn liếng giao thủ, nếu không chỉ có bị tàn sát phần. Dựa theo ta lý giải, muốn thành thiên, cần dung hợp toàn bộ chư thiên lục tán cùng vĩnh hằng lục đạo. Mà dung hợp phương thức, chính là cướp đoạt, cướp đoạt phương thức chính là chém giết mục tiêu. Nhưng ta không muốn giết hại ta thân nhân bằng hữu, cho nên muốn nếm thử mặt khác phương thức. Nói nghe một chút. Mở thiên mộ, xin mời thanh thiên. Lấy thanh thiên là nguyên, dẫn vạn đạo nhập thể. Khương Nghị nhìn chầm chầm yêu đồng, Phía dưới chính là Thiên Mộ, Mai Táng lấy Thanh Thiên, suy nghĩ của hắn chính là thôn phệ Thanh Thiên, cưỡng ép dẫn dắt vô hạn sơn hà, thiên địa huyền hoàng, tự tại vũ trụ, vạn cổ thiên thu, cùng chúng sinh đại tán, luân hồi đại tán, tru thiên thần ma đại tán, tại không làm thương hại đến như ảnh tình huống của bọn hắn dưới, dung nhập trong thân thể mình. Ngươi muốn? Thôn phệ Thiên Mộ. Yêu Đồng trên mặt toát ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ta muốn thỉnh giáo bên dưới ý kiến của ngươi. Khương Nghị nhìn xem Yêu Đồng. Tiểu gia hỏa này quanh năm ngồi ở chỗ này, tự như là cái người thủ mộ, khẳng định biết phía dưới tình huống, cũng biết kế hoạch này khả năng không có khả năng đi đến thông. Thanh Thiên chết rồi, phía dưới là di hài, là phế tích, nhưng là phía trên xác thực có lưu lục đạo lục tán vết tích, cũng cùng thế giới này pháp tắc hệ thống tồn tại trực tiếp liên hệ. Yêu Đồng nhìn như tùy ý, kỳ thực chăm chú giải thích. Ngươi đã nói, Thanh Thiên mặc dù chết rồi, nhưng còn tại duy trì lấy thế giới vận chuyển, cho nên phía trên không chỉ có vết tích, vẫn là vô cùng cường đại vết tích. Nó không có ý thức, nhưng chính là trên người vết tích, Tại nắm trong tay thế giới vận chuyển Cho nên vết tích Rất mạnh Cho nên Khương Nghị đầy cõi lòng chờ mong Nếu quả như thật có thể thực hiện Hắn liền không cần làm cái kia vết ngược sự tình Nếu quả như thật có thể thực hiện Là hắn có thể thông qua trên di tích vết tích Tốt hơn cảm ngộ đại đạo Khống chế đại đạo Tại người vết trời chạy đến trước đó Trở nên càng mạnh Yêu đồng nhìn qua Khương Nghị Chậm chạp không nói Ta hiện tại đã xưng đế Ngươi ngăn không được ta Trò hay vừa mới bắt đầu ngươi cũng không muốn ta chết. Ngươi nói, cường giả tư duy, bọn hắn đợi mấy vạn năm. Khương Nghị đe dọa nhìn yêu đồng. Ngươi có hay không lĩnh hội qua, người dết trời, bốn chữ ý tứ. Yêu đồng trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi ngược lại câu. Sát thiên, dết là thời đại này thiên. Ngươi nuốt thanh thiên, tiếp quản lục đạo lục tán, khống chế thế giới trật tự, chẳng khác nào mở ra kỷ nguyên mới, ngươi cũng liền biến thành thiên mới. Một khi ngươi thành công, vận mệnh liền triệt để định. Bọn hắn, không thể không giết ngươi, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Chẳng lẽ vô thiên thời đại, bọn hắn bỏ qua cho ai? Khương Nghị mẫn cảm bắt lấy yêu đồng trong lời nói ý tứ. Yêu đồng cùng Khương Nghị nhìn nhau một lát, nhẹ giọng cười nói: nếu như ngươi không làm thiên, có thể lựa chọn thần phục, ta muốn lấy tình huống của ngươi, bọn hắn sẽ xem xét tiếp nhận ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ đều chính là ngươi chiến trường, ngươi đem đi theo cước bộ của bọn hắn, chinh chiến cái này đến cái khác tinh vực. Nhưng nếu như ngươi làm thiên đem thuộc về nơi này, cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Nghị thật sâu ngắm nhìn yêu đồng, từ cái này ngắn gọn trong giọng nói tinh luyện lấy thật lớn lượng tin tức. Người giết trời, có thuộc cấp. Người giết trời tùy tùng, đến từ thời đại này đế quân. Người giết trời, tung hoành vũ trụ, chinh chiến tinh vực. Trong vũ trụ, còn có càng nhiều thế giới. Khương Nghị đầu ông ông vang lớn, toàn thân nổi lên cổ dị dạng hàng ý. Trước đó cùng yêu đồng nói chuyện, đã mở ra thế giới quan hoàn toàn mới. Lần này cùng yêu đồng nói chuyện, lần nữa cảm nhận được trung động. Yêu đồng đối với Khương Nghị Uyển Nhi cười một tiếng. Ta đây, rất chờ mong ngươi hóa thân thành thiên, liều chết đánh cực một lần, lại phối hợp thiên đế sống to, khẳng định phi thường đặc sắc. Nhưng ta đây, lại không hy vọng ngươi chết cứ như vậy chết rồi, không nhìn thấy càng đặc sắc thế giới. Khương Nghị đôi mắt lưu chuyển, trầm giọng nói. Ta muốn hóa thân thành thiên, ta phải bảo vệ thế giới này. Về phần ngươi nói tinh vực, ta không có hứng thú. Ta thủ vững lý niệm vĩnh viễn không thay đổi, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, trảm thảo trừ căn. Yêu đồng ha ha cười. Ta cho ngươi lựa chọn, chính ngươi làm quyết định. Ta tôn trọng, cũng duy trì. Khương Nghị nói. Ta có thể hay không thôn phệ thanh thiên. Có thể hay không không làm thương hại như ảnh bọn hắn. Ta có thể hay không đạt được toàn bộ truyền thừa. Yêu đồng nói. Đây đúng là cái biện pháp, nhưng ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Ta còn chưa đủ mạnh. Thanh thiên nếu có ý thức, còn tốt xử lý, tán thành ngươi liền có thể tiếp nhận ngươi. Nhưng không có ý thức, cũng chỉ giảng quy tắc. Ngươi bây giờ vẹn vẹn đạt được ba cái đại tán cùng một cái vĩnh hằng, như thế nào khống chế nó? Ý của ngươi là, ta cần trước dung hợp càng nhiều. Cái gọi là quy tắc, không phải liền là lục đạo cùng lục tán tranh hùng, ai có thể thắng ai, ai có thể nuốt người nào không? Cho nên lục tán cùng lục đạo, ngươi ít nhất phải tập hợp đủ một cái. Hóa thân, hư thiên, lại thôn vệ bộ phận lục đạo truyền thừa, dạng này mới tương đương chứng minh ngươi thắng sau đó, ngươi lấy người thắng tư thái tiếp xúc thanh thiên di tích, thanh thiên mới có thể tiếp nhận ngươi, cũng hiệp trợ ngươi. dẫn dắt mặt khác truyền thừa. khương nghị nhìn chầm chằm yêu đồng, đạt được mình muốn đáp án. cảm ơn ngươi thẳng thắng. mặc kệ ngươi đang mong đợi cái gì, ta đều sẽ để cho ngươi phi thường hài lòng. yêu đồng cười khẽ. ta rất chờ mong. khương nghị nhìn qua còn tại kiên trì vạn đạo thần thụ. chờ giới chủ xuất quan, nói cho hắn biết, thiên hạ cách cục đã định, nếu như hắn nguyện ý tùy thời có thể lấy rời đi thương huyền, tái tạo đại lục thứ 10. Ta tuân thủ ước định của ta, bảo đảm hắn đại lục chi chủ. Còn có, linh tộc tuổi thọ dài, tiềm lực lớn, nhưng tốc độ phát triển tương đối chậm chạp, đây là số mệnh, để hắn không nên gấp tại mấy năm này. Ta sẽ thay ngươi chuyển cáo. Tháng 9, ta sẽ lại tới nơi này. Cáo từ. Khương Nghị lui lại hai bước, rời đi Tổ Nguyên Sơn. Ha ha. Yêu Đồng lắc đầu mà cười, quan sát phía dưới thanh thiên phế tích, nhẹ giọng nói nhỏ: Ngươi biết Thiên đến cùng đại biểu cho cái gì sao? Ngươi biết bọn hắn tại sao muốn sát Thiên sao? Chương 2047. Ta thật đáng tiếc. Nguồn: Mê truyện audio.com. Khương Nghị rời đi Tổ Nguyên Sơn, yên lặng suy nghĩ đứng lên. Khống chế Vô Hạn Sơn Hà Huyền Đàm, khống chế chúng sinh đại tán Bạch Hổ Thiếu Hoàng cùng Chư Thiên Thần Ma đại tán Vĩnh Dạ đều bị trấn áp tại Đế Thành. Đông Hoàng như ảnh nắm trong tay, tự tại vũ trụ cùng vạn cổ xuân thu. Khương thương khống chế, thiên địa huyền hoàng cùng cổ tác nhân, bất tử bất diệt. Tính như vậy, vĩnh hằng lục đạo đã gom góp, chư thiên lục tán còn thiếu luân hồi đại tán. Nhưng Khương Nghị đương nhiên là muốn trước tập hợp đủ chư thiên lục tán, sau đó thông qua thanh thiên di tích, dẫn dắt đông hoàng như ảnh, khương thương cùng cổ tác nhân truyền thừa. Thiệu Thanh Duẩn Khương Nghị mặc niệm hai câu, rời đi thế giới mới lãnh địa, tìm tới dương biện, mở ra địa ngục chi môn, đi phong đô quỷ thành. Thuận tiện mang tới liệp thần thương, làm uy hiếp dùng đế cảnh giáng lâm mênh mông vô ngần u minh địa ngục nhận lấy mảnh liệt xúc động dẫn phát khác biệt trình độ ba động đại lượng quỷ tộc cường giả đều có chỗ phát giác phần thiên đế quân phong đô quỷ hoàng ngưng tụ quỷ ảnh ở ngoài phong đô thành mờ tối bên dưới vòng trời đón nhận khương nghị hiện tại khương nghị đã không còn là phần thiên thần hoàng mà là đế quân chí cao vô thượng đế quân thiên khải một trận chiến không chỉ có bảo vệ khương nghị thương huyền chi chủ tuyệt đối địa vị càng trùng kích đến toàn bộ thế giới thống trị hệ thống theo huyết ma đế quân huyền vũ đế quân bắc thái đế quân tam đế tử vong bạch hổ đế quân thái sơ đế quân lưu vong thâm không hắc ma đế quân cùng long đế lựa chọn từ bỏ thiên hạ cách cục hoàn toàn thay đổi nhìn lại cái này ngàn năm lịch sử các đế quân bắt đầu chỉ là muốn ngăn cản thương huyền sinh ra kẻ thống trị không nghĩ tới cuối cùng tạo nên một thế giới cấp kẻ thống trị còn đem bọn hắn chính mình cũng tống tán khương nghị nói ta đã đáp ứng thay ngươi làm hai chuyện ngươi nghĩ được chưa phong đô quỷ hoàng nói có lòng xưng đế còn có thể nhớ kỹ thần linh thời kỳ ước định. Nhưng ta còn chưa nghĩ ra. Khương Nghị dẫn theo liệt thần thương, không che giấu chút nào chính mình cường đại đế uy. Ngươi có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Không nóng nảy. Không nóng nảy. Ngươi giấu ở trong hắc ám này nhìn trộm nhân gian 500. năm, chẳng lẽ không biết muốn phát sinh cái gì? Ta xưng đế, nhưng ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Ngươi lại không nghĩ, liền đến đã không kịp, hoặc là, hiện tại liền nói cho ta biết ngươi muốn ta làm cái gì, ta ta tận hết khả năng thay ngươi làm tốt. Hoặc là, hiện tại liền đem thiệu thanh Duẩn cho ta, để cho ta mau chóng dung hợp lục đạo lục tán, hóa thân thành thiên, sống lâu mấy năm. Sống đến ngươi nghĩ ra để cho ta làm cái gì ngày đó. Phong đô quỷ hoàng trầm mặt một lát, mới nói. Lục đạo cùng lục tán, ngươi chỉ thiếu luân hồi đại tán. Đã ngươi đều biết, liền có thể minh bạch ta nhất định phải mang đi thiệu thanh Duẩn quyết tâm. Ta cảm niệm trước ngươi trợ giúp, không muốn xưng đế đằng sau liền trở mặt, cho nên. Xin ngươi đem thiệu thanh dưỡng giao cho ta. Khương Nghị đe dọa nhìn phong đô quỷ hoàng, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem thiệu thanh dũng mang về thương huyền, mang về hư không đế thành. Ta giữ lại nàng, là muốn lợi dụng thái âm thần diễm cùng luân hồi đại tán tái tạo cửu u thâm không quy tắc, thay u minh địa ngục đóng lại cửa lớn. Phong đô quỷ hoàng một mực đối với nhân gian giới cường giả tùy ý ra vào u minh địa ngục tình huống canh cánh trong lòng. Tạo thành loại cục diện này nguyên do chính là luân hồi quỷ hoàng vẫn diệt, cùng chính tòa địa ngục chi môn phân tán, để u minh địa ngục đối với nhân gian giới mở rộng cửa hắn vô số lần muốn đoàn tụ toàn bộ địa ngục chi môn triệt để phong bế u minh địa ngục để thế giới tử vong này khôi phục nên có an bình nhưng là lúc trước luân hồi quỷ hoàng vẫn diệt về sau chính tòa địa ngục chi môn phân tán nói tất cả quỷ giới mỗi lần hắn sưu tập địa ngục chi môn u đô quỷ hoàng bọn hắn đều lo lắng hắn thừa cơ làm lớn triệt để khống chế u minh cự không giao phó hắn vô số lần muốn tái tạo luân hồi quy tắc nhưng trước sau năm trăm không 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 trong năm gặp phải thái âm cực diễm chỉ có hai lần, cũng đều bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, không thể cùng hắn đạt thành hợp tác. Ta muốn thiệu thanh duẩn, Ta muốn luân hồi đại tán. Ngươi một mực nói cho hay là không cho. Khương Nghị mặc kệ phong đô quỷ hoàng cái gì tố cầu, hôm nay nhất định phải mang đi thiệu thanh duẩn. Cửu U Thâm không đã là U Minh địa ngục tầng bảo hộ, cũng là vong linh ra vào U Minh cùng chuyển thế trùng sinh thông đạo. Nơi đó đã từng có luân hồi quỷ hoàng khống chế chính tòa địa ngục chi môn trấn thủ, nơi đó đã từng có thái âm thần viêm ngăn cản nhân gian chí dương chi khí liệt dương chi quan duy trì thâm không an bình biến độ dẫn u quan nhưng luân hồi quỷ hoàng vẫn lạc địa ngục chi môn phân tán thái âm thần viêm yên lặng cửu u thâm không chỉ còn trên danh nghĩa khiến luân hồi đại đạo bị hao tổn chuyển thế vong hồn càng ngày càng ít đại lượng hóa thân thành quỷ ta tới đây không phải nghe ngươi tố khổ ta muốn thiệu thanh duẩn ta phải bảo vệ thế giới của ta khương nghị sắc mặt âm trầm trước đó mỗi lần tới thời điểm phong đô quỷ hoàng tích chữ như vàng hôm nay vậy mà, chậm rãi mà nói, cái này nói rõ lấy là không chịu buông tay. Phong đô quỷ hoàng trầm mặt hồi lâu, nói. Thiệu Thanh Duẩn, không ở ta nơi này. Khương Nghị lập tức gầm thét. Cái gì? Người đem nàng thả đi rồi. Phong đô quỷ hoàng bất vi sở động, hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt trầm tĩnh. Ta rất cần thái âm thần Viên, cũng cần mượn dụng luân hồi đại tán, nhưng là Thiệu Thanh Duẩn giả tâm quá nặng, trong lòng tất cả đều là báo thù chấp niệm, cho nên ta cho tới nay đều là muốn dùng mà không dám dùng luân hồi thâm không, không có khả năng giao cho nữ nhân như vậy khống chế. Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt. Sau đó thì sao? Tại ngươi lên trời xưng đế, cũng bình định thiên hạ cục diện đằng sau, ta quyết định đem Thiệu Thanh Duẩn giao cho ngươi. Bởi vì so với chữa trị luân hồi, ngươi bày ra tiềm lực, càng đáng để mong chờ. Phong đô quỷ hoàng đang khi nói chuyện, chậm rãi lắc đầu. Nhưng là, ngươi tới chậm. Đừng nói cho ta, nàng chạy. Nàng bị mang đi. Ai? cái kia trăm vạn năm chưa chết mang hoàng đế tổ, mang ma, còn có ta đề cập tới nhân tộc kia chí tôn, u linh đại đế. Khương Nghị tức giận biểu lộ cứng ở trên mặt. Ngươi nói cái gì? U linh đại đế. Phong đô quỷ hoàng nói. Đúng vậy, hắn vẫn còn, hắn cũng xuất hiện, cùng mang hoàng đế tổ liên thủ giáng lâm phong đô quỷ thành, mang đi thiệu thanh dưỡng. Bọn hắn muốn thiệu thanh dưỡng làm gì? Ta vừa mới nói, tái tạo luân hồi trật tự. Chuyện khi nào? 20 ngày trước, Ngươi vì cái gì không có ngăn cản? Ngươi không phải khống chế tử vong pháp tắc sao? Ngươi không phải danh xưng u minh chi chủ sao? Ngươi tôn nghiêm đâu? Ta ngăn trở. Không có ngăn lại. Ta chết đi. Cái gì? Khương Nghị kinh sợ thối lui hai bước, khó có thể tin nhìn xem trước mặt phong đô quỷ hoàng. Thật đáng tiếc, ta không có ngăn lại. Thật đáng tiếc, Thiệu Thanh Dũng bị mang đi. Thật đáng tiếc. Tử thần bọn họ. Chết hết. Thật đáng tiếc phong đô tao ngộ đồ thành. Thật đáng tiếc. Ta chỉ còn cái này sợi hồn niệm. Phong đô quỷ hoàng hồn ảnh kịch liệt ba động, dần dần làm nhạc. Vặn vẹo. Khương Nghị hải nhiên ngẩng đầu, nhìn ra xa xa chìm nổi phía trên tử vong thâm nguyên nguyên Nga đại thành, nơi đó minh hỏa lấp lóe, quỷ ảnh trùng điệp, thoạt nhìn không có cái gì dị dạng. Thật đáng tiếc. Ta bị khống chế. Chậm trễ thời gian của ngươi. Phong đô quỷ hoàng bóng dáng đang vặn vẹo trung tiêu tán, hóa thành một sợi bóng đen, tiêu tán ở thiên địa. Khương Nghị ý thức có chút hoảng hốt, trong tầm mắt rốt cục xuất hiện phong đô quỷ thành chân chính bộ dáng. Quỷ thành sụp đổ, đầy rẫy phế tích, tàn phá cung điện, sụp đổ thạch lộ, rải rác tường thành, chìm nổi phía trên hắc ám thâm uyên, nơi đó hắc ám, tĩnh mịch, thê lương. Khương Nghị mãnh liệt lắc đầu, liên tục rút lui, muốn phân rõ ràng chân thực cùng hư ảo. Đây coi là cái gì? U Linh Đại Đế. Phong đô quỷ hoàng đã từng nói, U Linh Đại Đế là nhân tộc trong lịch sử không nguyện ý thừa nhận chí tôn, từng mưu toan ảnh hưởng khắp thiên hạ sinh linh ý thức, cấu tạo thuộc về mình phán đoán thế giới. Hắn vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta. Khương Nghị toàn thân ác hàng, ngưng thần dò xét bóng tối vô tận, nhưng là nào có cái gì bóng người, nào có cái gì năng lượng, hắc ám thê lương trong hoang dã, chỉ có chính hắn. Phong đô quỷ hoàng chết rồi. Phong đô quỷ thành. Sập. Mang hoàng đế tổ tên điên kia. Khương Nghị lập tức liền chỗ sung yếu hướng xa xa tử vong thâm nguyên, xem xét tình huống chân thật, nhưng rất nhanh đứng tại trên nửa đường, Hắn ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến phong đô quỷ hoàng, nói lời. Thiệu Thanh Duẩn, Thái âm thần viêm, Luân hồi đại tán, còn có địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn, trừ phân tán tại các nơi quỷ giới. Còn có, Dương Biện, Khương Nghị bạo hống, toàn thân liệt diễm sôi trào, phóng lên tận trời, thẳng đến hắc ám thương khung. Chương 2048, Để Thành ngủ Say, Nguồn, Mê Truyện Audio.com, Cửu U Thâm Không tại Khương Nghị bị phong đô quỷ hoàng cố ý ngăn chặn thời điểm, một cổ vô hình hắc ám đại mạc đã hướng phía dương biện bao phủ tới. Hư vô lan tràn, chôn vùi theo sát, vô thanh vô tức, không có chút ba động nào. Dương biện ngồi tại địa ngục chi môn phía trước, tùy ý nhìn xem hắc ám cửu u thâm không. Mỗi lần tới đến nơi đây, liền không nhìn được nhớ tới thiên hậu khô tọa cửu u một ngàn năm tràn cảnh. Ngàn năm cô độc, ngàn năm kêu gọi, ngàn năm phần cốt đốt máu. Cái kia cường đại cỡ nào ý chí lực mới có thể chèo chống nàng kiên trì nổi mà lúc đó thiên hậu cũng không biết dạng này triệu hoán đến tột cùng có thể hay không đổi về nam nhân của nàng dương biện sở dĩ nhớ tới những này không chỉ là cảm khái thiên hậu ý chí cùng kiên trì cũng là nghĩ niệm tình hắn đã từng người yêu lôi tú cũng là bất lực chờ đợi cũng là đau khổ hoài niệm chỉ là lôi tú không có thể chờ đợi đến người yêu của nàng lôi tú dương biện nhẹ giọng nỉ non hôm nay đặc biệt tưởng niệm cũng đặc biệt khó chịu hắn đã thành thần mà lôi tú lại hương tiêu ngọc vẫn hắn tiếp quản địa ngục chi môn nhưng lại không biết lôi tú luân hồi tới nơi nào. Dương biện càng lúng càng sâu, dần dần mê thất tại thế giới ý thức của mình bên trong. Cuối cùng một tòa. Mang hoàng đế tổ lặng yên tới gần, im ắng hắc ám như đại mạc chập trùng, che mất địa ngục chi môn cùng dương biện. Dương biện bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng đã chậm. Khi Khương Nghị tức giận gào thét vang vọng đất trời, đuổi giết cửu U Thâm không thời điểm, Dương Biện cùng hắn địa ngục chi môn đã không có ở đây. cửu U Thâm không hắc ám tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì vết tích. Dương Biện. Dương Biện. Khương Nghị lo lắng la lên, nhưng thầm không vô biên, yên tĩnh thê lương, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Màn hoàng đế tổ. U Linh đại đế. Các ngươi dám can đảm thương hắn mảy may, ta chân trời góc biển tất đưa các ngươi vào chỗ chết. Khương Nghị luân động liệt thần thương, mở ra hắc ám vô tận, đuổi giết nhân gian giới. Nhưng là, không có địa ngục chi môn dẫn đạo cùng quán thông, muốn trở lại nhân gian giới không chỉ cần phải thời gian, còn khó có thể xác định lao ra vị trí cụ thể dù là Khương Nghị là đế quân, cũng chỉ có thể rút ngắn thời gian, cũng chỉ có thể cảm giác đại khái vị trí. Thương huyền đại lục. Hư không đế thành, sĩ thiên giới, đột nhiên trở nên an tĩnh. Từ thiên hậu, hồng hoang thiên long, đông hoàng như ảnh các loại, lại đến đan hoàng, kiều vô hối, ngu chính uyên các loại, mặc kệ là bế quan, hay là lịch luyện, đều lần lượt xuất quan, kết thúc chiến đấu, sau đó tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Bọn hắn đều là cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt, cái gì cũng không nguyện ý làm, liền muốn nghỉ ngơi một chút, dù là chỉ là từng cái. Cứ như vậy, náo nhiệt đế thành an tĩnh, sinh cơ bừng bừng sĩ thiên giới cũng an tĩnh. A, à. Yêu đồng đứng dậy, hiếu kỳ nhìn quanh dãy núi. Chuyện gì xảy ra? Toàn nằm xuống rồi. Thần kỳ như vậy sao? Ha ha, có ý tứ ha. Yêu đồng bay lên không, đã cách nhiều năm, lần thứ nhất trời đi tổ nguyên sơn, hiếu kỳ kiểm tra chung quanh mê mang đám yêu thú. Chú ý, gặp nguy hiểm. Tu la từ đỉnh núi đứng lên, cao giọng thét ra lệnh. Dãy núi khắp nơi ở giữa bọn nhỏ, cũng đều lần lượt đứng dậy, tò mò nhìn lần lượt ngã xuống yêu thú, nhưng kỳ quái là bọn hắn vậy mà không có việc gì. Để thành chỗ sâu, thông thiên ma hoàng từ minh tưởng bên trong thức tỉnh, vẫn tai nghe ngóng, lại ngưng thần cảm giác một lát. Hắn có chút không hiểu thấu, làm sao đột nhiên an tĩnh, là ảo giác sao? Thông thiên ma hoàng liền vội vàng đứng lên, đi ra bế quan cung điện, vẫn nhìn đột nhiên an tĩnh đế thành. Đại lượng nam nữ nằm ở trên đường, treo ở trên tường, rất nhiều trên diễn võ trường quyết đấu cường giả cùng yêu thú, cũng đều nguyên điện ngã xuống, nếu như không phải một ít yêu thú cùng người tiếng ngáy như sấm, hắn còn tưởng rằng chết hết đâu. Cái này. Thông thiên ma hoàng sửng sốt lại lăn, dùng sức quơ hư vô đầu, còn tưởng rằng chính mình bế quan quá độ xuất hiện ảo giác. Lúc này, xa xa cung điện rộng mở, Khương Thương đi ra, cũng kỳ quái nhìn xem an tĩnh đế thành. Xảy ra chuyện gì? Khương Thương cách rất xa hỏi. Người thấy ta giống biết đến. Thông thiên ma hoàng bay lên không, lân cận chạy tới hồng hoang thiên long bế quan địa phương hồng hoang thiên long dài đến 500 mét thân thể giống như là tòa núi nhỏ giống như gục ở chỗ này, chở đi hồng mông phong bia, nằm ngáy o o, đại tặc. Tỉnh. Thông thiên ma hoàng quanh ra một quyền, đập ầm ầm tại hồng hoang thiên long con mắt bên trên. Nương theo lấy như sắt thép tiếng oanh minh, giống như là trọng chu y kích cửa sắt, quanh quẩn không dứt, nhưng hồng hoang thiên long không phản ứng chút nào. Tỉnh. Thông thiên ma hoàng cưỡng ép thôn phải hồng mông chi quan, ý đồ thông qua kích thích hồng mông phong bia, bừng tỉnh hồng hoang thiên long, nhưng là, cũng không có phản ứng. Này sao lại thế này đây? Thông thiên ma hoàng ý thức được không ổn, vội vàng xông ra cửa điện, chạy tới tịch nhang bế quan địa phương. Tịch nhang cùng tịch giao đều tại gian phòng, nhưng có quắp tại nơi đó, cũng ngủ say sưa. Thông thiên ma hoàng nắm chặt tay của các nàng, kiểm tra tình huống, kết quả thân thể không có bất kỳ dị thường gì, chính là ngủ thiếp đi. Khương Diễm cảnh giác dò xét đế thành, ý thức đi tới, tất cả cường giả khí tức đều trở nên phi thường bình ổn, bao quát thiên hậu. Đây cũng không phải là trúng độc, cũng không có khả năng có thuốc độc có thể vô thanh vô tức xâm nhập cả tòa đế thành. Đúng vào lúc này, một tiếng phiêu miểu thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, rõ ràng truyền vào đế thành. Hư không đế quân. Hành ngộ. Khương thương, thông thiên ma hoàng, lập tức phóng hướng thiên không, tìm kiếm khắp nơi thanh âm đầu nguồn, nhưng vô lượng bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không phát hiện thân ảnh, càng không phát giác được năng lượng. Nhưng này nói tiếng âm tiếp tục vang lên, rõ ràng lọc vào tai. Ta muốn dùng đế thành cùng sĩ thiên giới toàn bộ sinh linh mệnh, đổi lấy ngươi ý thức vẫn diệt. Ta lấy nhân tộc chí tôn danh nghĩa cam đoan, sau đó nhất định có thể tuân thủ ước định. Ngươi là người phương nào? Hư không đế quân hồn niệm truyền ra hư không chi môn. Thời kỳ hồng hoang, nhân tộc thứ 10 chí tôn, U Linh đại đế. Mang cửu U thâm không, một tỷ dạ nha, hướng ngươi vấn an. Thanh âm quanh quẩn, mang theo dị dạng uy nghiêm, nhói nhói lấy khương thương cùng thôn thiên ma hoàng ý thức, cũng như lôi định giống như oanh minh tại hư không đế quân hồn niệm bên trong. Thời kỳ hồng hoang hư không đế quân hồn niệm tiếp nhận cực lớn áp bách u linh đại đế một tỷ dạ nha thông thiên ma hoàng cùng khương thương đều mặc lộ kinh sợ đây đều là cái gì cùng cái gì phần thiên đế quân hẳn là hướng ngươi nhắc qua màn hoàng đế tổ thời gian qua đi trăm vạn năm tái hiện tại thế thật đáng tiếc thức tỉnh không chỉ là hắn thế gian vạn vật diễn biến không thể rời bỏ nhân quả thoát không ra vận mệnh các ngươi tỉnh lại ngủ say thượng thương cổ thành đào ra phong tồn chí bảo cũng lộ ra điều xấu chúng ta chính là cơ duyên đối ứng điều xấu. Thanh âm khi thì phiêu miểu, khi thì trầm thấp, khi thì hùng vĩ, mãnh liệt kích thích hư không đế quân ý thức, cũng khiếp sợ khương thương cùng thôn thiên ma hoàng. Ta vô ý cùng thương huyền trở mặt, chỉ là bị người nhờ vả chủ trì một trận công bằng quyết chiến. Xin ngươi chịu chết, phóng thích hư không chi môn, lấy bảo đảm không đối trận quyết chiến này sinh ra quấy nhiễu. Ta cam đoan sẽ không tổn thương sĩ thiên giới cùng đế thành bên trong bất kỳ một người nào, nếu không, bọn hắn đều sẽ đang say giấc nồng chết đi lại mời phần thiên đế quân chi tử khương thương cùng thôn thiên ma hoàng rời đi đế thành tiếp tục trước đó tại huyết ma đại lục chưa xong chiến đấu ta cam đoan lần này quyết chiến sẽ không còn có bất luận kẻ nào quấy nhiễu u linh đại đế bản ý là ẩn nấp cửu u bố cục thiên hạ ngồi đợi sát thiên chi chiến kết thúc sau đó tại vô thần không đế thời đại kiến tạo thuộc về mình phán đoán thế giới nhưng là mang hoàng đế tổ tìm được hắn làm một trận giao dịch mang hoàng đế tổ thông thiên ma hoàng minh bạch tình huống đây là mang hoàng đế tổ quái vật kia không cam tâm thất bại, tìm người trợ giúp trấn tràng tử, lại muốn tới khiêu chiến. Cái gì chưa xong chiến đấu, rõ ràng là chính hắn chạy. Khương Thương tại chỗ liền nổi giận, ngạo nghễ bước ra đế thành. Cái gì u linh đại đế, mặt cũng không dám lộ, cũng dám uy hiếp chúng ta. Cút ra đây, trước hết để cho tiểu gia ta nhìn xem. Hư không đế quân, ngươi hẳn phải biết, ý thức là có thể vượt qua thời không. Nếu như ngươi muốn dẫn đế thành rời đi, ta có thể bảo chứng trước tiên để đế thành bên trong sinh linh toàn bộ chết tại trước mặt của ngươi, bao quát ngươi xem trọng vị cô nương kia. U Linh Đại Đế đang khi nói chuyện, hư không chi môn phía trước ngủ say đông hoàng như ảnh toát ra vẻ mặt thống khổ, giống như là vây ở một loại nào đó trong cơn ác mộng, tại kinh lịch lấy một loại nào đó chiến đấu, thừa nhận một loại nào đó tàn phá, sau đó. Nàng kích hoạt lên Linh Văn, hai tay mở ra đường hầm hư không, giống như là muốn làm một loại nào đó xa nhau sự tình. Khương Thương gầm thét. Giả thần giả quỷ đồ vật, tiểu gia ta đang cùng ngươi nói chuyện. Người nơi này thân kinh bách chiến, nguy hiểm gì không có trải qua, còn đến phiên ngươi uy hiếp. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm tổn thương nơi này bất cứ người nào, thiên hạ này mặc dù lớn, tuyệt không ngươi chỗ dung thân. U Linh Đại Đế nói. Hai tử, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, ta đã khống chế chính tòa địa ngục chi môn, khống chế thái âm thần viêm, thiên hạ này tại ta mà nói, có tuyệt đối đất dung thân, cửu U Thâm không? Hư không đế quân, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng một phút đồng hồ, một cái mạng, từ đông hoàng gia tộc bắt đầu, xin mời thận trọng. Ngươi cho ta giết chết một cái thử một chút. Ta còn liền không phục. Từ đâu xuất hiện đồ vật, há miệng ngậm miệng liền muốn đồ thành. Khương thương gầm thét thiên địa, hai cánh cuồng kích, nhấc lên mênh mông thương khung nổi sóng chập trùng, ánh mắt của hắn lăng lệ, tìm kiếm lấy thần bí đại đế thân ảnh. Chương 2049 Đại chiến lại nổi lên. Nguồn Mê truyện audio.com Thanh âm không còn xuất hiện, rõ ràng bắt đầu tính thời gian. Thông Thiên Ma Hoàng nhìn xung quanh đế thành bên trong người ngủ say bọn họ, hư vô chiến khu kịch liệt ba động. Mặc dù không tin cái này quỷ bí đồ vật thật có thể giết chết tất cả mọi người, nhưng là, dù là giết chết một số người, liền đầy đủ uy hiếp được bọn hắn. Nhất là Đông Hoàng gia tộc, cái kia không chỉ là Khương Nghị ân nhân, càng là toàn bộ Thương Huyền ân nhân. Không có Đông Hoàng gia tộc, tuyệt sẽ không có Khương Nghị hôm nay, lại càng không có hiện tại Thương Huyền. Thời gian 1,1 giây giây trôi qua, Đông Hoàng như ảnh hãm sâu ác mộng, khó mà tự kềm chế, toàn thân phun trào không gian năng lượng càng ngày càng bành trướng, hư vô bộ phận kịch liệt phồng lên, nàng phản phất tại ác mộng bên trong chiến trường làm xong tự bạo chuẩn bị. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Càng, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Như Yên các loại, tất cả Đông Hoàng gia tộc không võ bọn họ đều ở trong giấc mộng kích hoạt lên linh văn, giống như là lâm vào cộng đồng mộng cảnh, nên đón thảm liệt chiến tranh. Đáng chết. Đi ra. Ngươi đi ra cho ta a. À. Khương Thương lo lắng gầm thét, gào thét thiên địa, nhưng hắn hiện tại chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào. Thông thiên ma hoàng hô hấp dồn dập, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra thích hợp biện pháp. Không, không không. Khương nghị. A. À. Đông hoàng như ảnh đột nhiên tại trong cơn ác mộng phát ra tuyệt vọng la lên, từ linh hồn đến huyết nhục, không gian năng lượng sát na sôi trào. Không gian cuồng cuộn, thiên địa gận sống, mênh mông đế thành đều nhận kịch liệt trùng kích. Khương thương, thông thiên ma hoàng hải nhiên biến sắc, nhìn lại đế thành chỗ sâu nhất. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Hư Không Chi Môn bên trong phát ra một tiếng ung dung thở dài. Ta có thể lại nhìn một chút Thương Huyền, có thể nhìn thấy thời đại này bình định đã không tiếc. Hư Không Đế Quân phiêu miễu thanh âm trầm thấp theo không gian gần sóng, truyền hướng thiên địa bên ngoài. Hư Không Đế Quân, không nên vọng động. Chúng ta. Chúng ta. Thông Thiên Ma Hoàng theo bản năng hô to, lại nói không ra biện pháp giải quyết. U Linh Đại Đế, ta sẽ chịu chết, xin mời tuân thủ ước định. Hư Không Đế Quân xuyên thấu qua Hư Không Triều Cường, cuối cùng mắt nhìn mênh mông thiên địa, tự hành xóa đi phong tồn sợi hồn kỷ niệm. Đi tốt. Lần này, Thương Huyền sẽ không chết nhiều một người. U Linh Đại Đế đối với ý thức cùng hồn niệm cảm giác phi thường mẫn cảm, có thể xác định hư không đế quân xác thực biến mất. Chết rồi. Hư không đế quân. Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng đều có loại không chân thực hoảng hốt cảm giác, nói chết thì chết. Hư không đế quân mặc dù chỉ là sợi hồn niệm, nhưng là... Cứ thế mà chết đi. Ngủ say 30, 0005, trở về mắt nhìn, chết rồi. Mang hoàng đế tổ muốn tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục trước đó chưa xong chiến đấu. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta tuân thủ ước định, không động vào sĩ thiên giới cùng đế thành bên trong bất luận kẻ nào. Nhưng nếu như các ngươi bại, chúng ta sẽ mang đi hư không chi môn. U Linh Đại Đế Thanh âm quanh quẩn thiên địa, rõ ràng quanh quẩn tại Khương Thương cùng thôn thiên ma hoàng bên tai. Mà Đông Hoàng như ảnh, Đông Hoàng cạn, Đông Hoàng toại, vậy mà liên tiếp đứng dậy, tế lên đồ đằng, khống chế hư không chi môn, rời đi đế thành bọn hắn đều đắm chìm tại trong mộng cảnh nơi đó thế giới cần bọn hắn thôi động hư không chi môn cho nên bọn hắn làm theo khương thương muốn ngăn cản nhưng ba vị không gian thần linh cường lực khống chế để hư không chi môn nhấc lên bão tuyết giống như to lớn triều dân cấp tốc biến mất tại giữa thiên địa a a a khương thương cùng loạn gầm thét trước nay chưa có nôn nóng phẫn nộ ngắn ngủi vài phút mà thôi biến cố tới quá đột ngột quá cường liệt hắn vậy mà trơ mắt nhìn xem đế thành bị uy hiếp hư không đế quân chịu chết đồng hoàng như ảnh bọn hắn đều mang hư không chi môn đi. Mặc dù Khương Nghị trước khi đi, không nói đem đế thành giao cho hắn trông coi, nhưng cũng là đến bắt chuyện qua. Kết quả. Kết quả. Khương Thương biểu lộ từ giữ tận trở nên vặn vẹo, hai tay gắt gao nắm chặt, gân xanh từ mu bàn tay hướng cánh tay lan tràn, khóe miệng run run, lộ ra miệng đầy răng nanh. Thông Thiên Ma Hoàng cũng rất ít không có tức giận như vậy, hư vô chiến khu kịch liệt nhúc nhích, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa nuốt vào. U Linh Đại Đế phiêu miểu tại thiên địa bên ngoài, Thông qua kỳ diệu sống ý thức, quan sát đế thành trước mặt Khương Thương cùng Thông Thiên Ma Hoàng. Đây là hai cái hắn không có để lại ấn ký mục tiêu. Đối với Thông Thiên Ma Hoàng tồn tại, hắn kỳ thật vẫn luôn biết, chỉ là tại hắn lúc rời đi, Thông Thiên Ma Hoàng hay là gửi ở tịch nhang trong thân thể linh hồn, lúc ấy không có để ý, không nghĩ tới, sau khi hắn rời đi, cái này ba vạn năm trước hồn phách, vậy mà trùng sinh. Về phần Khương Thương, hắn là thẳng đến Thiên Khải chi chiến mới biết. Trước đó rời đi Sĩ Thiên giới, du tẩu thiên hạ thời điểm, là đi trước thần khắp chi hải trọng điểm chiếu cố hải thần đảo cùng thiên kiếm thần tông, sau đó đi đại lục khác, du tẩu đế thành các nơi. Bởi vì phạm vi rất lớn, hơi có vẻ vội vàng, cho nên thật không có phát hiện tinh linh đế thành bên trong lại còn cất giấu một cường giả như vậy. Bất quá, cái này khương thương vậy mà có thể khống chế hai loại pháp tắc, còn cuối cùng đem mang hoàng đế tổ bức lui, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đối với kiêu ngạo mang hoàng đế tổ mà nói, đây không thể nghi ngờ là không thể tha thứ vô cùng nhục nhã. Cho nên, mang hoàng đế tổ nhất định phải lần nữa quyết đấu càng cần hơn một cái tuyệt đối an toàn, không người quấy nhiễu hoàn cảnh. Âm âm. Địa ngục chi môn cưỡng ép xé mở sinh tử lưỡng giới, mang hoàng đế tổ bóp lấy nửa chết nửa sống dương biện, giáng lâm hư không đế thành bên ngoài, liếc mắt liền thấy được không trung khương thương. Quát con, nhớ ta không? Khương thương khóe miệng run run, răng nanh ung tùm, thanh âm trầm thấp như thú rống. Lão bất tử, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Rất tốt. Mang hoàng đế tổ tiện tay bóp nát dương biện đầu, ném tới hoang giả dùng sức vặn vẹo cổ, răng rắc giòn vang quanh quẩn thiên địa. Đó là dương biện. Khương Nghị đâu? Thông thiên ma hoàng kinh hải. Địa ngục lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Khương Nghị gặp bất trắc rồi? Hư không đế quân đã chết, hư không chi môn bị cáo, đông hoàng gia tộc ngủ say. Thương huyền trăm vạn dặm sơn hà, đều chính là người chiến trường. U Linh đại đế thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, phiêu miểu thần bí, chợt xa chợt gần. Làm tốt. Ha ha, ha ha, ha 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 mang hoàng đế tổ lên tiếng cuồng tiếu hư vô triều dân toàn diện bộc phát giống như là ầm ầm sóng dậy hắc ám hải rít gào sôi trào thiên khung cưỡng ép xuyên suốt thế giới chân thật cùng vô tận thâm không cường đại đế uy cuồn cuộn rung chuyển thâm không hiện lên lít nhà lít nhít vết nứt không gian hư không xé rách vết nứt cuồng kích kinh khủng tình cảnh giống như là hắc ám lôi đình tại bạo động lại so lôi đình khủng bố rất rất nhiều người chủ công ta tìm cơ hội tập kích bản hoàng ta thật lâu không có tức giận như vậy qua thông thiên ma hoàng rốt cục khơi dậy chiến ý, ngươi ở lại nơi này, ta đến. Không, ngươi cần ta phối hợp. Ngươi ngay cả bán đế cũng chưa tới, cho tên điên kia thêm đồ ăn sao. Ngươi cái tiểu gia hỏa cho ta chút tôn trọng. Phát huy ngươi nên phát huy tác dụng, cho ta. Ổn định đế thành. Khương thương không nói lời gì, chấn động thương khung, cùng sông hơn trăm dặm, trực diện mang hoàng đế tổ. Khương nghị lại đem liệt thần thương dẫn tới địa ngục, thật là đáng tiếc. Nếu không, ngay cả ngươi mang liệp thần thương, cùng một chỗ cầm xuống. Mang hoàng đế tổ cái trán độc giác lấp lóe huyết quang kinh khủng, thẳng tắp chiến khu ngọ ngoại bàn bạc sinh cơ. Cùng cái rắm. Ngươi từ địa ngục tới, cùng hắn gặp mặt sao? Ngay cả cái mặt cũng không dám gặp, ngươi chạy nơi này cùng ta trang bức. Giết ngươi, sẽ giải quyết hắn. Từng cái từng cái đến. Ngươi hôm nay tốt nhất thật giết ta, nếu như giống như huyết ma đại lục như thế vắt chân lên cổ chạy trốn, ta tất hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, mang hoàng đế tộc ra cái hèn nhát, mang hoàng đế tổ là cái rất sợ chết chi đồ để cho nguy mang hoàng đế tộc trăm vạn năm hung danh biến thành trò cười. Khương Thương toàn thân vặn vẹo, hình thể tăng vọt, hiện ra ngàn trượng chi cự tinh linh chiến khu, hai cánh huy động, cùng phong gào thét, thương khung cùng cùng. Ta thích ngươi cái này không biết sống chết bộ dáng. Mang hoàng đế tổ biểu lộ dữ tợn, đánh trách tả tơi không gian, ngàn nhiên đuổi giết Khương Thương. Để uy bộc phát, pháp tắc trung chuyển, lần này không có bất kỳ cái gì giữ lại, hôm nay muốn lấy toàn thịnh tư thái, huyết ngược Khương Thương cho đến chết. Chương 2050 Niết Bàn là dùng như thế. Nguồn. Mê truyện audio com A a a. Khương thương cuồng hống, khuôn mặt anh Tuấn giữ tận đáng sợ, ngàn trượng chiến khu cường quan sôi trào, mạch máu uống lượng, như là sông lớn lao nhanh, huyết nhục nhúc nhích, giống như núi non chập trùng, làn da cuồn cuộn, giống như thương khung gần sóng, cường thế bộc phát, để tinh linh chiến khu như là hóa thành hình người thiên địa, thanh âm ù ù chấn thiên động địa, phản phất trăm vạn dặm sơn Hà đều nhận trùng kích. Hiệp một, lùi cho ta mang hoàng đế tổ hình thể tăng vọt, thiên ma chiến khu không thể phá vỡ, yên diệt pháp tắc trực tiếp từ trong thân thể bạo phát đi ra, như lôi đình đi nhanh, phủ kín thiên địa. Hắn không có vượt qua không gian, mà là vỗ cánh cuồng sông, hư vô pháp tắc cùng cùng thiên địa, cùng chôn vùi triều cường giao hòa, đem bọn nó toàn bộ tinh chuẩn khống chế, hội tụ thành một vùng tâm tối lôi hải giống như triều cường, phô thiên cái địa đánh tới hướng Khương Thương. Khương Thương toàn thân năng lượng bộc phát đến cực hạn, cũng hướng phía mang hoàng đế tổ phát ra mạnh mẽ trọng quyền. U Linh đại đế phiêu miểu ở trong thiên địa, lạnh lùng quan sát chiến trường. Hắn rất ngạc nhiên, cái này trước đó không có phát hiện nhân linh chi thể đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì, vậy mà có thế trong thời gian ngắn cưỡng ép xưng đế, lại có thể tại huyết ma đại lục bức lui mang hoang đế tổ. Đến cùng là mang hoang đế tổ yếu đi. Hay là khương thương thật quá mạnh. Đây mới là hắn hôm nay tới đây mục đích chủ yếu. A a a. Khương thương cùng mang hoang đế tổ cường thế đối kích, cùng liệt ma hống linh rít gào, rung động thâm không cùng tự nhiên, dẫn phát minh mông thiên địa kịch liệt lắc lư. Nhưng mà, âm âm. Hương thương nổ. Trước một giây còn tại bạo kích, còn tại điên cuồng, còn tại gào thét, còn tại giận chờ lấy hai mắt muốn cùng ngươi muốn liều mạng đặt cơ sở, kết quả chân chính va chạm trong chốc lát, hắn trực tiếp dẫn nổ chính mình. Niết bàn. Chu tước truyền thừa, Niết bàn thoát sinh thuật. Trước đó tại huyết ma đại lục, chủ yếu là muốn nhìn một chút mang hoang đế tổ chân chính thực lực, không có đùa bẩn loại này giả mang chiến thuật. Hiện tại liều mạng, quản ngươi cái gì để cấp tôn nghiêm, trước nổ một cái lại nói mang hoàng đế tổ là thật. 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 Không ngờ tới. Hắn cường thế bộc phát thế công, phô thiên cái địa chôn vùi triều cường, tại đánh trúng mục tiêu trong chốc lát, mục tiêu vậy mà trực tiếp nổ. Càng quan trọng hơn là, hắn đánh ra một kích này đằng sau, lập tức kích phát hư vô pháp tắc, lần nữa hướng phía trước vọt mạnh tới, muốn tại khai chiến mới bắt đầu, hung hăng bắt lấy quyền chủ động, tiếp tục áp chế, tiếp tục chèn ép. Kết quả, hắn tại bạo tạc trong chốc lát, một đầu va vào bạo tạc triều dân trung ương nhất. Kinh khủng bạo tạc thảm liệt niết bàn, phản phất toàn bộ giới tự nhiên tại mang hoàng đế tổ chung quanh đổ sụp, sơn hà sụp đổ, thiên địa rối loạn, thương khung rơi xuống, vô tận tự nhiên năng lượng hoắc loạn như biển gầm đại bạo động. Mang hoàng đế tổ cường hãn thiên ma chiến khu tại chỗ bị tạc huyết nhục mơ hồ, liên sông cánh đều phá thành mảnh nhỏ, nội tạng rối loạn, huyết thủy chảy ngang, giống như là muốn theo thiên địa này cùng một chỗ hủy diệt. Đây chính là đế quân bạo tạc. Nhưng nơi này cũng không phải thiên khải như thế vững chắc thiên địa không gian. Cho nên, trong một chớp mắt liền sụp đổ mấy trăm hơn ngàn bên trong ngay sau đó cuồng giả lan tràn hoành hành thiên địa tàn phá không gian phạm vi từ ngàn dặm đến hai ngàn dặm ba ngàn dặm một vạn dặm năm vạn dặm mười vạn dặm đại địa lúng xuống phá thành mảnh nhỏ dãy núi sụp đổ bụi mù đầy trời đường sông vỡ vụn hà triều bốc hơi ngay cả địa tầng chỗ sâu nham tương đều nhận trùng kích theo sụp đổ kẻ đất phun ra ngoài cho dù là chôn sâu ở địa tầng ở giữa đại địa linh mạch đều như đại long gào thét kịch liệt lắc lư trung tâm vụ nổ hư không đế thành kịch liệt lắc lư dính liếu tinh thần trên diện rộng cuồn cuộn giống như là muốn thoát ly thế giới này sĩ thiên giới mặt ngoài hỗn độn triều dân cơ hội trong chớp mắt bị đuổi tản ra hầu như không còn theo đế uy trùng kích phun ra thiên địa sĩ thiên giới không gian toàn bộ bay tứ tung ra ngoài mặt ngoài bò đầy vết nứt nổi lên răng rắc dòng vang phản phất muốn bị tươi sống vỡ nát khương thương cái này bạo một phát đủ để cho thương huyền trung bộ mười vạn dặm sơn hà vạn năm khô kiệt không có một ngọn cỏ rống rống bạo tạc đầu nguồn mang hoàng đế tổ toàn thân bạo động hư vô cùng chôn vùi, kiệt lực chặn đánh lấy bạo tạc trùng kích. Vị này siêu cấp đế tổ điên cùng cùng cường đại, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hắn mặc dù bị trọng thương, lại gánh vác đã kích trí mạng. Vật nhỏ, ai bảo ngươi loại đấu pháp này? Đầu ngươi có hố a, à, ngươi mẹ nó là đế quân. Mang hoàng đế tổ không đợi bạo tạc hoàn toàn tản ra, liền xua tan yên diệt cùng hư vô, điên cùng khiên bạo tạc, đuổi giết khương thương. Mặc dù phẫn nộ, mặc dù thống khổ, nhưng là hắn ngược lại bắt lấy cơ hội. Đây là niết bàn thoát sinh thuật, là đem chính mình hóa thành năng lượng, cưỡng ép dẫn bạo, sau đó lại cưỡng ép tụ tập lại, tái tạo chân thân. Cho nên, màn hoàng đế tổ hiện tại cưỡng ép xuất kích, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể dám ở khương thương đoàn tụ trước đó giết tới, là có thể đem linh hồn hắn tiêu diệt, triệt để kết thúc chiến đấu. Vốn định nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận, đơn gia hỏa này không theo sáo lộ, chẳng trách hắn. Khương Thương lần này phóng thích thật là không giữ lại chút nào, triệt để đem đế khu về giải tại tự nhiên, gây nên kinh khủng bạo tạc triều dân. Nhưng hắn cũng biết, loại bạo tạc này nhiều nhất trọng thương mang hoang đế tổ, không có khả năng giết hắn, mà đối với mang hoang đế tổ loại tên điên này, rất có thể mạo hiểm giết ra, thẳng đến hắn bản nguyên mà tới. Cho nên, khương thương bản nguyên bao quanh thương khung pháp tắc, như là một cơn lốc hoành hành tại bạo tạc giữa thiên địa, một bên rút lui nhanh chóng, một bên cưỡng ép tụ tập tự nhiên năng lượng, dẫn động tự nhiên pháp tắc, tái tạo chân thân. Chạy trốn nơi đâu? ngươi không phải rất dũng cảm sao? Mang hoàng đế tổ vận quanh yên diệt hát động, tại bạo tạc trong cùng triều mạnh mẽ đâm tới, rách rưới hai cánh tật tốc chấn kích, tốc độ cao nhất truy kích lấy khương thương. Hắn bộ dáng nhìn phi thường thê thảm, chiến khu rách rưới, máu me đầm đìa, nhưng không lo được tu dưỡng khôi phục, nhất định phải tại khương thương tái tạo trước đó, đem nó triệt để tuyệt sát. Một trận chiến, phân thắng thua, quyết sinh tử. Khương thương cuối cùng không phải chân thực thân thể, tốc độ không kịp mang hoàng đế tổ, Muốn chỉ chi hắn đối với thương khung pháp tắc lĩnh ngộ bao nhiêu tháng mà mang hoàng đế tổ đã khống chế trăm vạn năm ngắn ngủ vài phút mà thôi mang hoàng đế tổ đuổi kịp khương thương vật nhỏ kết thúc lão bất tử kết thúc khương thương vừa mới tụ tập ra hài cốt cùng bộ phận huyết nhục chiến khu đột nhiên cường quan vạn trượng năng lượng cuồn cuộn, trong chớp mắt ầm vang dẫn bạo lại nổ mang hoàng đế tổ hơi biến sắc mặt quả quyết liền muốn rút lui nhưng khương thương tại dẫn bạo chính mình trước một khắc đầu tiên là thúc giục thương khung pháp tắc tiến hành mãnh liệt quấy nhiễu. Âm âm. Trước đó bạo tạc còn không có tản ra, lần thứ hai bạo tạc lần nữa từ đó tâm địa mang nổ tung. Mặc dù lần này bạo tạc còn lâu mới có được lần thứ nhất khủng bố như vậy, nhưng là mang hoàng đế tổ cũng không có tới kịp chữa trị, chính là suy yếu trách rưới trạng thái, cho nên đối với tiếp nhận tổn thương mà nói, cùng lần thứ nhất không khác. Âm âm. Phá toái mặt đất bị chỉnh thể sốc lên, hóa thành vô số cự thạch đầy trời cuồng vũ, tiếp theo bị năng lượng vỡ nát thành cặn bã, đại địa lúng xuống mấy ngàn thước, lộ ra dưới mặt đất nham tương lộ ra mạch nước ngầm triều cũng lộ ra đại địa linh mạch gió mạnh gào thét cùng vũ thiên địa giống như là thượng thương ngàn vạn xuất tu tại vô tình dày xéo thiên địa này những nơi đi qua tất cả đều là hủy diệt thương linh đại đế mờ mịt ở trong hư vô cũng bị liên tiếp bạo tạc bức lui rất rất xa chỉ là liên tiếp biến cố cùng hắn mong đợi chiến đấu hoàn toàn khác biệt không có đặc sắc chém dết không có bí thuật đối kháng không có pháp tắc dây dưa cũng không có trấn áp cùng phản kháng đi lên chính là niết bàn tự bạo tiếp lấy lại là niết bàn tự bạo. Thương linh đại đế bỗng nhiên có chút hoảng hốt, thật là thời đại thay đổi sao? Tại thời đại hồng hoang, vô luận phượng hoàng hay là chu tước, niết bàn loại truyền thừa này đều là dùng để bảo mệnh, là dưới tuyệt cảnh nghịch tập trùng sinh, nhưng ở nơi này niết bàn vậy mà thành loại tiến công truyền thừa. Cái này không phải chiến đấu, đây quả thực là liều mạng. Niết bàn là dùng như thế sao? Chương 2051 Đẫm máu cùng chiến Nguồn Mê truyện audio.com đối với phượng hoàng huyết mạch mà nói không có cái gì chiến đấu là một lần tự bạo không giải quyết được đây là khương thương tại đế thành trên diễn võ trường lấy được dẫn dắt đối với nhân sinh trận đầu chiến đấu trận đầu thảm bại trận đầu ngược chiến hắn là ký ức khắc sâu khắc cốt minh tâm lần thứ nhất lĩnh hội tới chiến đấu chân lý sau đó ở đây trên cơ sở tiến hành thăng hoa nếu có vậy liền lại đến một chút khương thương lần thứ hai niết bàn đằng sau lực lượng bản nguyên đại thụ hao tổn không hề dừng lại một chút nào hướng phía đế thành phương hướng cùng tiến lên không phải muốn chạy trốn, mà là trùng sinh. Đối với hắn mà nói, Niết Bàn đằng sau trùng sinh là tụ tập tự nhiên chi lực. Cho nên, tự nhiên càng mạnh, đoàn tụ chiến khu càng mạnh. Mà để thành nơi đó năng lượng, không thể nghi ngờ mạnh nhất. Mang hoang đế tổ bị tạc trách tung tóe, lần này bị sao huyết ma đại lục còn nặng hơn mấy lần tổn thương. Hay là vừa mới bắt đầu. Hắn cường hãng chiến khu bò đầy vết nứt, nội tạng thì toàn bộ chấn vỡ, sinh cơ nhận cực lớn trùng kích, đương nhiên cũng bao quát linh hồn mang hoàng đế tổ toàn thân run rẩy, là thống khổ, cũng là phẫn nộ, nhưng hắn không còn mạo tiếng, tiếp tục lui lại, không ngừng kéo dài khoảng cách, đem hết khả năng chữa trị thương thế. Gia hỏa này không biết hắn là đế quân sao? Gia hỏa này đầu không bình thường sao? Đây là cái gì cậu thí đấu pháp? Tại thời đại hồng hoang, chu tước cùng phượng hoàng mặc dù cường đại, nhưng đều là cao quý biểu tượng, chiến đấu rất có quy củ, niết bàn càng là bảo mệnh. Mặc dù thời đại này ra khương nghị người điên kia, nhưng là cái này mẹ nó giống như so Khương Nghị còn điên. Cái này cũng không thể nói là điên rồi. Đây là ngu xuẩn sao? Đây là ngu xuẩn đi. À. Mang hoàng đế tổ cường thế tháo chạy bảy ngàn dặm, đang kéo dài bạo tạc trong hải dương điên cuồng gào lớn, phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Đây không phải hắn muốn chiến đấu. Đây không phải hắn mong đợi báo thù. Đem U Linh Đại Đế đều mời ra được, lại còn rơi vào chật vật như thế. Không thể tha thứ. Răng rắc. Mang hoàng đế tổ toàn thân vặn vẹo, hình thể tăng vọt, không đợi hoàn toàn khép lại thương thế, hai cánh chấn kích, mở ra hư không, ngang nhiên đuổi giết Khương Diễm. Khương Diễm tại đế thành chung quanh, thôn nạp rộng lượng năng lượng, đoàn tụ chiến khu. Lần này tự nhiên chi lực nguồn gốc từ tại đế thành. Oanh! Rầm rầm rầm! Mang hoàng đế tổ cùng Khương Diễm điên cuồng dết tới cùng một chỗ. Một cái so trước đó yếu đi, một cái so trước đó mạnh. Mặc dù giữa lẫn nhau hay là tồn tại rõ ràng chênh lệch, chí ít không còn mãnh liệt như vậy. Lùi cho ta! mang hoàng đế tổ cùng kích thiên khung, chôn vùi triều dân hóa thành chính đầu hắc ám cự long, hoành không bạo kích, chôn vùi vạn vật, không gì có thể cản. Khương Diễm đạp thật mạnh làm rạn núi sông, hai tay cùng kích, hai cánh sôi trào, mấy vạn dặm sơn hà tự nhiên chi khí kịch liệt cuồn cuồng, cuồng nhấc lên trùng điệp đại mạc, như biển gầm bạo động, cửu trọng ngập trời. Đây là chôn vùi cùng tự nhiên kịch liệt va chạm. Đây là hủy diệt cùng sinh tồn toàn diện giao kích. Vật nhỏ, hôm nay ta không làm thịt ngươi, ta làm bậy mang hoang đế tổ mang hoàng đế tổ nổ bắn ra trời cao, đánh trách tả tơi thiên khung, tinh hồng chiến khu toàn diện triển khai, hướng về hạo hãn vũ trụ, vô tận thâm không, thôn phải lấy vô tận hư vô chi khí, hướng về hệ thống thế giới hấp thu chôn vùi triều dân. Sau một khắc, hắn tật tốc lao xuống, phía sau lưng kéo lấy vũ trụ mịt mờ, chiến khu thao túng vô biên lỗ đen, thể hiện ra không có gì sánh kịp cường đại đế uy. Lão già, bắt đầu ngươi liền bại. Còn cuồng cái rắm. Khương Thương đột nhiên bạo khởi, thương khung triều dân bạo động, ngập trời sôi trào, liên miên bất tuyệt, cuối cùng hóa thành mấy vạn dặm cự hình thương khung đại thủ, giống như thượng thương chi thủ, rung động lòng người. Toàn thân hắn căng cứng, gân xanh nổi cao, thương khung pháp tắc thi triển đến cực hạn, bỗng nhiên nắm chặt đế thành tinh thần. Gầm lên giận dữ, thiên kinh địa động, hư không gào thét, khương diễm vậy mà ông tinh thần di tích đánh tới hướng mang hoang đế tổ. Âm âm. Kịch liệt bạo tạc giống như là hai quả tinh cầu đánh tới cùng một chỗ, để thành mảnh liệt lắc lư, bên trong ngủ say cường giả toàn bộ mảnh liệt bắn ngược, để thành hư không đạo ngấn sát na thức tỉnh, cùng thế giới hư không pháp tắc cộng minh, mang hoang đế tổ cuồng đến cực hạn bộc phát, cứ như vậy bị ngành sinh sinh ngăn trở. lão già, ngươi không đáng chú ý a, à, liền chút bản lãnh này, đừng mẹ nó khoác lác. khương thương đánh điên cuồng, mắng càng khởi kình, toàn thân trên dưới bao quát miệng không có một cái nào nhàn rỗi, hắn chấn động hai cánh, ngang nhiên đuổi giết thâm không, tiếp tục nghen chiến mang hoang đế tổ. mang hoang đế tổ vô cùng phẫn nộ, tại hắc ám vô tận bên trong cưỡng ép ổn định, chôn vùi lao nhanh, hư vô trùng kích hai cổ cực hạn mà lại hoàng mỹ giao hòa pháp tắc cấp tốc trải rộng ra vạn đạo xiên xích lấy hư vô làm dẫn lấy chôn vùi là nguyên không nhìn khoảng cách trong chốc lát xé rách thăm không che mất khương thương khương thương giống như là thừa nhận vạn cổ lôi đình bạo kích điêu luyện chiến khu bị oanh máu thịt bè bét nhưng hai cánh hộ thể thương khung vần quanh quả thực là kháng trụ tất cả bạo kích dết tới mang hoàng đế tổ trước mặt triển khai chính diện chém dết. hai vị siêu cấp đế quân kịch liệt ác chiến dẫn động thế giới pháp tắc hệ thống mãnh liệt cuồn cuồng, cuồng không chỉ có thương huyền đại lục sơn hà nổi sống chập trùng mặt khác tám đại châu sơn hà đồng dạng nhận trùng kích chớ nói chi là thương khung pháp tắc cùng hư vô pháp tắc gây nên không gian triều cường làm cho cả thế giới không gian đều như vạn trường sống cả liên miên bất tuyệt lao nhanh tinh linh đế quân thức tỉnh rời đi đế thành cưỡi trên không gian tế đàn nhưng là không gian tế đàn cùng sinh mệnh thần điện liên hệ vậy mà gãy mất giống như nơi đó đơn phương phong bế lại như là ở đó bị hủy tinh linh đế quân ý thức được không ổn thét ra lệnh toàn bộ tinh linh trấn thủ đế thành tự mình lao tới thương huyền đại lục Cùng lúc đó, Khương Nghị rốt cục xông ra cửu u thâm không, nhưng bởi vì năng lượng bạo động quá mạnh, đến mức lọc vào nhiều lần thâm không loạn lưu, cuối cùng xuất hiện vị trí là tại Thương Huyền phía Đông Hải vực. Ngay tại xuất hiện giờ khắc này, hắn rõ ràng phát giác được pháp tắc quanh minh, cùng Thương Huyền chỗ sâu kịch liệt chém giết. Màn Hoàng Đế tổ, ngươi cái lão bất tử đồ vật, chán sống rồi. Lần này ai cũng không gánh nổi ngươi. Khương Nghị nổi giận, liệt diễm ngập trời, hiện ra lăng thiên tật tốc, tại chân thực cùng trong hư vô tật tốc hoành hành, đuổi giết thương huyền chỗ sâu nhất. Khương Diễm cùng mang hoang đế tổ càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh, bọn hắn từ vũ trụ giết tới thương huyền, từ thương huyền phá toái cửu trọng thiên màng, vỡ nát vô tận thiên địa. Nhưng theo kịch chiến tiến hành, thời gian kéo dài, màn hoàng đế tổ ưu thế lần nữa bày ra. Hắn chung quy là sống trăm vạn năm, càng từng tại thời đại hồng hoang tung hoành thiên hạ, đối với yên diệt pháp tắc cùng hư vô pháp tắc khống chế các mặt đều là nghiền ép khương thương cái này tân tấn đế quân nhất là mang hoàng đế tổ còn có khương thương tuyệt không có thiên ma chiến khu cứ việc khương thương cực điểm điên cùng địa bạo phát cũng rất nhanh bắt đầu lực bất tòng tâm u linh đại đế cẩn thận chú ý chiến trường biến hóa cái này tân đế biểu hiện cũng không tệ lắm để cảnh chiến trường rất ít có thể nhìn thấy dạng này cũng rất hung hãn hỗn loạn đấu pháp hoàn toàn chính là nương tựa theo cổ này điên sức lực đang liều chết không giống như là đế quân quyết đấu giống như là lưu manh đánh nhau chỉ là lưu manh này có được đế cảnh thực lực, có thể thao túng thiên địa pháp tắc. À, hắn tới. U Linh Đại Đế đột nhiên đã nhận ra lưu trên người Khương Nghị Dạ Nha ấn ký, vị trí tại. Hơn 600.000 dặm bên ngoài. Mặc dù Khương Nghị có ưu thế tốc độ, nhưng cuối cùng không phải không gian võ giả, muốn chạy tới nơi này, nhanh nhất nhanh nhất đều muốn nửa ngày thời gian. Nửa ngày, hẳn là đủ mang hoang đế tổ giải quyết Khương Thương. U Linh Đại Đế tiếp tục chú ý bầu trời chiến trường, cũng tiếp tục dùng ý thức điều khiển đế thành bên trong các cường giả bảo trì mê mang, về phần Thông Thiên Ma Hoàng, hắn không để ý đến. Mặc dù Thông Thiên Ma Hoàng tới gần bán đế, nhưng đối với mang hoàng đế tổ loại này song đế mạch mà nói, không có thực chất ảnh hưởng. Nhưng mà, ngay tại U Linh Đại Đế coi nhẹ Thông Thiên Ma Hoàng thời điểm, Thông Thiên Ma Hoàng lại bắt đầu hắn điên cuồng.